Phi, cứ chờ đấy, Phượng Nhược Nam chỉ kiếm vào thương Triều Tông, quay người rời đi. Lam Như Đình vội vàng chắp chắp tay về phía Bạch Diêu, bày tỏ sự cảm ơn. Bạch Diêu lạnh nhạt nhìn mấy người trong phòng một cái, chậm rãi quay người rời đi. Như Hữu Đạo cũng quay người nói với Viên Phương, người tạm thời đi theo bên cạnh ta đừng chạy lung tung, nếu có người muốn đụng đến người phải qua ải ta trước. Viên Phương liên tục gật đầu, sao còn dám chạy chứ, giờ có đuổi đi lão ta cũng không dám chạy. Lam Như Đình lại tiến đến chắp tay với Nghiêu Hữu Đạo, đạo ra, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nghiêu Hữu Đạo chỉ chỉ viên phương, nói, gia hỏa này ở Nam Sơn tự thói quen đen ăn đen khó sửa, đêm vương ra động phòng, lão ta không cẩn thận bỏ chút đồ vào đồ ăn của vương phi giúp sức cho vương ra. Biết việc này không thể giấu, Phượng Nhược Nam đã làm nháo ra đến mức này thì sớm muộn cũng bị vạch trần, tiếp tục giấu giếm mấy người kia cũng không được gì. Viên phương yếu ớt cúi đầu, lòng tràn đầy ai oán, cái gì gọi là ta không cẩn thận. Có điều chuyện đã tới nước này, xem ra hình như chỉ có nghiêu hữu đạo có thể ra mặt nên lão ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Vẻ mặt thương triều tông tức giận, làm loạn, lời vừa dứt liền phất tay áo bỏ đi, không nhắc đến việc này nữa. Làm sao chịu nổi chứ? Làm như đình cùng thương thục thanh hai mặt nhìn nhau, có một số việc cuối cùng đã hiểu rõ, cho dù nghiêu hữu đạo vứt nỗi oan sang cho viên phương nhưng hai người đâu phải kẻ ngu, họ biết chắc chắn chủ sự đứng sau là nghiêu hữu đạo. Làm như đình cười khổ nói, tình huống trước mắt, có một số việc, vẫn mong đạo gia nhẫn nại hơn, đừng để mâu thuẫn tăng thêm. Nghiêu hữu đạo cười gật đầu, làm tiên sinh yên tâm, nên nhẫn ta sẽ nhẫn, không nên nhẫn cũng không cần thiết nhẫn. Làm như đỉnh im lặng, nói chẳng khác gì không nói, nhưng bên mình cũng không chi phối được vị này, chỉ có thể thở dài, lắc đầu bỏ đi. Sự tình trông có vẻ tạm thời yên tĩnh, viên phương tạm thời cũng yên tĩnh, không nghĩ chuyện ra đi nữa, ngay cả tùy tiện ra khỏi cửa cũng không dám lão ta đã quyết định tạm thời phải theo sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo tránh cơn sóng gió này xong hãng nói. Yên tĩnh không bao lâu, liền có một tăng nhân Nam Sơn tự vội vã chạy vào, thất kinh nói, trụ trì, không xong rồi, Vương Phi bắt hai người của chúng ta. Tăng nhân giải thích một hơi, viên phương đại khái đã hiểu, hai người bị bắt đi chính là người cùng lão ta đi làm việc trong đêm đại hôn của Thương Triều Tông, xem ra đã bị nhận ra rồi. Viên phương lập tức đi cầu cứu Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, vẫn mong người cứu bọn họ ra, hai người kia chính là người đi theo ta hạ dược đêm đó một khi vương phi dùng hình sợ là bọn họ sẽ mở miệng khai ra ta mất kỳ thực lão ta biết rõ người có thể đi cùng đường với lão sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy nhưng lão ta không thể trơ mắt nhìn người một nhà chịu khổ mà mặc kệ như hữu đạo cũng ý thức được phiền toái của việc này nếu thật sự để người ta lôi được viên phương ra trên tay đối phương nắm được chứng cứ muốn xử trí viên phương hắn sẽ rất bị động Thái độ của Phượng Nhược Nam đối với chuyện này rõ ràng là không muốn cho qua, cho nên việc này không thể để chứng cứ rơi vào tay nữ nhân kia. Viên cương nghiêng người đứng trước cửa sổ thỉnh thoảng quan sát bên ngoài đột nhiên xoay người sang, thả người nhảy từ lầu hai xuống. Như Hữu đạo vội lách mình đến trước cửa sổ nhìn thì thấy viên cương vừa nhảy ra ngoài đã một mình phóng đi. Phan tâm đi đến dặn dò với nhân mã tạm thời chú đóng ngoài dịch trạm hai câm, vừa quay vào trong viện tử của dịch trạm liền bị viên cương vào tới làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị viên cương một tay chụp lấy cổ, thanh thủy thủ bút lạnh nằm ngang trên cổ. phan tâm sợ hãi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? như hữu đạo và viên phương cũng nhảy từ trên lầu xuống, đi về phía này. động tính cương ép của viên cương lập tức hấp dẫn sự chú ý của một đám người, ngay cả bạch diêu cũng nhanh chóng xuất hiện trên nóc nhà. đi đến bên cạnh viên cương, như hữu đạo quay đầu hỏi tăng nhân báo tin, người bị bắt đi ở đâu? Tăng nhân kia vội vàng chỉ vào một lều vải có một vòng nhân mã vây quanh, ở trong lều vải kia. Nghiêu hiểu đạo rút kiếm nhanh chân bước đi, viên cường cưỡng ép người đi theo, cảnh giác xung quanh, mũi nhọn trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể cứa rách cổ văn tâm. Lúc này, mấy người thương Triều Tông cũng nghe tin chạy tới, thấy tình thế trước mặt liền bước nhanh chạy tới, hỏi xảy ra chuyện gì. Nghiêu hiểu đạo không để ý tới cái người không quản được người phụ nữ của mình này, khuôn mặt lạnh lẽo nhanh chân tiến lên phía trước, tiến vào lều vải nhốt người. Làm như đình than thở, tại sao lại xảy ra chuyện, còn có thể yên tĩnh một chút được không? Viên phương vung tay lên, toàn bộ chúng tăng nam sơn tự chạy tới, theo sau. Lều vải có nhân mã vây quanh kia vén rèm lên, phượng nhược nam chui ra, thấy thế tức giận nói, dám cưỡng ép người của ta, thật to gan, thả người. Nghiêu hiểu đạo dừng bước, chống kiếm trước người, thả người không vấn đề, nhưng có phải vương phi nên thả người của ta ra trước không? Nghe vậy, đám thương triều tông đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trên mặt thương triều tông dần dâng lên vẻ giận dữ, nữ nhân này còn chưa chịu thôi nữa sao? Phượng Nhược Nam cả giận nói, nơi này không tới phiên ngươi cò kè mặc cả, ta bảo ngươi lập tức thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghiêu Hữu đạo không lên tiếng, hơi có vẻ cao ngạo hất cầm lên. Chát, 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 chương 102, đòi người. Mấy tiếng tắt thanh thúy vang lên, viên cương tay bóp chặt cổ văn tâm, tay khác giang ra, tát mạnh từng cái lên mặt văn tâm trước mặt mọi người hắn ta nhanh chóng đánh cho văn tâm mặt mũi đầy máu, mắt nổi đom đóm. Hai mắt phượng nhược nam muốn nứt ra, đây không phải đang đánh văn tâm mà thực sự là đang tát vào mặt nàng ta trước mặt mọi người, tay vung lên, trong trướng lập tức lôi ra hai tăng nhân bị đánh cho mặt mũi sưng húp, cả giận nói lập tức thả người, nếu không sẽ làm thịt chúng. Phía dưới lập tức có người cầm đao gác lên cổ hai tăng nhân, chúng tăng nam sơn tự cả giận nhưng không dám nói gì. Như hữu đạo vỡ đứng ngạo nghễ không lên tiếng, viên cương lập tức chụp một cánh tay văn tâm vặn một cái tiếng xương cốt sắc một tiếng giòn tan vang lên a à, văn tâm hét lên một tiếng thê thảm trước mặt mọi người một cánh tay đã bị viên cương bẻ bất lực lắc lư trước người văn lệ đi theo bên cạnh phượng nhược nam bị dọa cho trợn to mắt bọn thương triều tông đều nhìn về phía viên cương đều ý thức đây là một kẻ tàn nhẫn không hề biết thương hoa tiết ngọc phượng nhược nam chỉ thẳng gầm thét ngươi cho rằng ta không dám giết sao viên cương lập tức đổi tay lại chộp một cánh tay khác của văn tâm dừng tay bạch diêu đứng trên nóc nhà lập tức quát một tiếng chói tai nghiêu hữu đạo khẽ nâng tay viên cương lập tức dừng lại hành động thủy thủ vẫn đặt ngang trên cổ trắng nõn của văn tâm cảnh giác cao độ nhìn xung quanh lúc này nhân mã bên phượng nhược nam còn cả nhân mã bên thương triều tông đều nhanh chóng tập kết nhân mã hai bên rằng co với nhau thân hình bạch diêu lóe lên từ trên trời giáng xuống đáp giữa hai bên đang rằng co lạnh lùng nói đều thả người cho ta phượng nhược nam răng ngà cắn chặt môi bạch diêu nói thả nàng ta không dám không thả sao nhưng nàng ta không cam tâm cứ thả người như vậy phượng nhược nam chỉ vào nghiêu hữu đạo quát tiểu tặc trả món tiền ngươi nợ ta trước đi bạch tiền bối đã mở miệng ta không hai lời tin vào con người của bạch tiền bối nghiêu hữu đạo vung tay lên thả người khí phách hơi có vẻ rộng lượng khiến không ít người vì thế choáng váng bạch diêu cũng không kìm được nhìn hắn thêm một cái Viên cương thu chủy thủ lại, một tay đẩy văn tâm đã đau đến mức sắp hôn mê bất tỉnh. Văn tâm mơ hồ lảo đảo quay về, phía đối diện nhanh chóng có người tới dìu. Bạch siêu nhìn chằm chằm phía khác, Mai Lan Trúc Cúc lập tức tiến lên, cũng mặc kệ thái độ của Phượng Nhược Nam, trực tiếp đẩy hai tăng nhân ra. Chúng tăng Nam Sơn tự cũng có người tiến lên nhận người. Nghiêu Hữu đạo dò xét hai người trở về một chút, thấy hẳn là không vấn đề gì, lại lên tiếng nói, nếu Vương Phi đã nhắc đến chuyện trả tiền, nhân lúc giờ có bạch tiền bối làm chứng, không ngại làm cho rõ mọi chuyện, tránh có người cứ liên tục gây náo loạn không dứt làm tổn thương hòa khí hai bên, không biết ý bạch tiền bối như thế nào. bạch siêu không lên tiếng, cũng không tiện lên tiếng. mặc dù ông tán thành giải quyết việc này, tránh để phượng nhược nam luôn giày vò, làm không tốt còn hỏng chuyện nhưng dù sao ông cũng là người bên phía phượng nhược nam, ông có thể ra mặt ngăn phượng nhược nam, chứ không tiện để mọi người nghiêng về phía như hữu đạo. có điều ông không lên tiếng cũng là một loại thái độ ngầm cho phép. như hữu đạo tự nhiên hiểu ý tiếp tục nói, có lẽ mọi người đang thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có nhiều tiền nhân hậu quả của rất nhiều chuyện có thể mọi người không rõ. Vương Phi nói ta nợ tiền, không sai, đúng là ta xấu hổ vì ví tiền giống tuếch nên đã mượn Vương Phi một khoản tiền, 10.000 kim tệ. Vương Phi đòi nợ, đương nhiên, ta cũng không nói không trả. Có điều có chuyện cần phải nói rõ, tiền ta mượn cho Vương ra, ta chưa tiêu lấy một văn. Còn về khoảng tiền kia, Thái Thú Đại Nhân đã mở miệng, nói miễn đi. Thái thú đại nhân mặc dù nói miễn đi nhưng vương phi nhất định chưa đòi về được chưa chịu, vậy ta cũng không có lời gì để nói, giờ ta mời Bạch Tiền Bối làm chủ. Trên tay ta hiện giờ thực sự không bỏ ra nổi số tiền kia, trên tay vương gia cũng không bỏ ra nổi, có thể thư thả một chút không? Đợi đến thành quách tiếp theo, đợi vương gia chúng ta bán chiến mã, nhất định có thể kiếm ra số tiền kia để trả mọi người, không biết như thế nào. Nhóm Thương Triều Tông im lặng, đặc biệt là Thương Triều Tông hơi xấu hổ. Vừa nói y mượn tiền mà y thì không thể nào phủ nhận, vừa nói y phải bán chiến mã. Khóe miệng Bạch Diêu co quắp, Phượng Nhược Nam suýt chút nữa giận đến mức thổ huyết, nghe Nưu Hữu Đạo lúc đầu nói còn có vẻ đạo mạo, còn tưởng rằng hắn xin thư thả một chút hắn sẽ cố gắng trả nợ, làm loạn một hồi lại thành ra muốn bán chiến mã. Việc này nếu để Phượng Lăng Ba biết không nổi cáu mới là lạ. Nói đến cuối, nói một tràng cuối cùng là nói nhảm, nói trắng ra vẫn là không muốn trả tiền. Nưu Hữu Đạo vốn không định trả số tiền kia hắn không phải loại người nợ tiền không trả, nhưng khoản tiền này hắn không hề tiêu, đều là thương triều tông tiêu hết. Giờ thương triều tông và phượng nhược nam đã trở thành vợ chồng, dựa vào đâu mà bắt hắn trả số tiền kia? căn bản không có đạo lý mà. bạch siêu liếc nhìn như hữu đạo một chút, người này đúng là vô sỉ. nhưng những người khác không biết rõ tình hình, có người thầm xì si xào, có vài người cảm thấy phượng nhược nam đang cố tình gây sự. tiền này đã cho thương triều tông mượn, người lại là phu thê với thương triều tông, lại còn nói chuyện trả tiền gì đó đúng là hơi quá đáng đặc biệt là những thân vệ của thương triều tông trong lòng thầm nhủ bán chiến mã thì chúng ta đến huyện thương lư bằng cách nào đây chính là một trong những nguyên nhân phượng nhược nam suýt thì tức giận đến mức thổ huyết mọi chuyện đã thành ra nàng ta vô lễ chuyện này nàng ta cũng chẳng hề danh chính ngôn thuận gì càng nói càng lộ ra là đang làm loạn cơn tức giận khiến phượng nhược nam khó chịu sở dĩ nàng ta không kìm được muốn làm loạn cũng ít nhiều liên quan đến nghiêu hữu đạo từ khi lần đầu gặp Nưu Hữu Đạo ở quân doanh đã bắt đầu chuỗi xui xẻo của nàng ta. Phượng Nhược Nam tức giận mà không nói ra được, chuyện khuất nhục cứ liên tiếp đè xuống người, đổi lại là ai cũng không thể nuốt trôi cơn giận này, đặc biệt là một nữ tướng quân hào sảng đã quen như nàng ta, từ khi nào mà phải chịu khuất nhục như vậy chứ? Bạch Siêu lên tiếng nói, nếu thái thú đã mở miệng nói số tiền kia miễn đi, vậy chuyện này cho qua đi. Ông đã nhìn ra cho dù có nắm chặt tiền không thả thì với sự vô sỉ của Ngưu Hữu Đạo này thật sự có thể tiếp theo sẽ làm ra chuyện bán chiến mã. Tin tức đưa về, Phượng Lăng Ba không nổi giận mới là lạ, đến lúc đó người không thể xuống đài lại là Phượng Nhược Nam. Được, nếu Bạch Tiền Bối đã nói vậy, vậy chuyện này vãn bối cũng không nhắc lại. Ngưu Hữu Đạo chắp tay biểu thị cảm ơn, làm như đình không tìm được đưa tay vỗ vỗ chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đang chơi vương phi. Đây không phải là giải quyết vấn đề, đây rõ ràng là muốn bức vương phi tức chết mà. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, kích động muốn rút kiếm ra giết người. như Hữu Đạo lại tiếp tục nói ra, nói một chuyện khác, cũng coi như nguyên nhân gây ra xung đột ngày hôm nay, có lẽ tất cả mọi người đều thắc mắc nguyên nhân vì sao. Thực ra cũng không có gì, vào ngày đại hôn động phòng của Vương Gia và Vương Phi, Vương Phi không chịu cùng Vương Gia thực hiện chuyện vợ chồng thế nên người ban nãy bị Vương Phi bắt đã động chân động tay một chút, khiến Vương Phi hiền thục bớt, để Vương Gia đại hiển uy phong trưởng phu, Vương Phi không nuốt trôi cục tức này nên mới tìm chúng ta tính sổ. Phần hạ dược đã bị lược bớt, chương 103, hiện tại không được, nhân mã rằng có hai bên hai mặt nhìn nhau, còn có việc này, cần có người ngoài giúp một tay mới có thể động phòng thành công. Có người không nhịn được bật cười, vẻ mặt thương chiều tông co giật, hơi nghiến răng, việc này sao có thể đem ra nói công khai như vậy chứ? Vô sỉ, trong nháy mắt phượng nhược nam thẹn quá hóa giận, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại giúp nàng ta công khai chuyện xấu hổ như thế trước mặt mọi người, sau này không biết sẽ bị người ta đem chuyện này ra thảo luận sau lưng đến bao giờ. Nàng ta soạt một tiếng rút kiếm, vọt thẳng tới. Bạch Diêu hất đầu, Mai Lan chúc quốc bốn người lắc mình một cái, cùng ngăn lại, ấn Phượng Nhược Nam dẫy dụa xuống. Ngưu Hữu Đạo lại nói, Bạch Tiền Bối, động phòng ngày đó ông cũng có mặt, xảy ra chuyện gì người khác không rõ nhưng ông rõ, ta cũng không nói nhiều nữa, tóm lại việc hôm nay chính là vì đêm đó mà ra, vương phi nếu như muốn tính sổ thì trực tiếp tìm vương gia là được tại sao cứ phải tính toán với người dưới chúng ta vẫn xin bạch tiền bố chủ trì công đạo quay người lại nói với thương triều tông vương gia tiền mượn về là người dùng vương phi là người cưới động phòng cũng là người sung sướng hậu quả không thể để đám người dưới chúng ta gánh chịu việc hôm nay cần phải có một cái kết cứ dây dưa mãi không ý nghĩa gì người xem thử nên làm thế nào đi nói xong hắn mặc kệ ngoắc bọn viên cương cùng viên phương rút ra sau để lại trận đấu kia cho thương triều tông với hắn mà nói thực lực không đủ lúc nên rút lui thì phải lo rút từ đầu đến cuối đứng trước chịu tội không thích hợp thương triều tông hận không thể nhào tới cắn chết nghiêu hữu đạo nam nhân động phòng sao có thể nói không được còn cần người giúp đỡ thế này đúng là làm y mất hết thể diện nam tử hán bạch diêu cũng hơi không chịu nổi nghiêu hữu đạo mấy chuyện xấu này cũng không thấy ngại dám đem ra nói trước mặt mọi người còn bảo ta tới chủ trì công đạo như hiếu đạo không thèm quan tâm mấy chuyện này, đôi cầu nam nữ này, chuyện nên làm đều đã làm, dựa vào cái gì mà một kẻ không lên tiếng còn một kẻ lại chút giận lên người khác. Ta thề sẽ giết ngươi. Phượng Nhược Nam gầm thét, hôm nay nàng ta chẳng những bị mất mặt, còn khiến người bên dưới biết rõ một sự thật, nàng ta là nữ nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến uy tín trong thống quân. Thực ra những năm nay trong quân Phượng Nhược Nam vẫn luôn cố ý làm nhạt bớt màu sắc nữ tính của bản thân. Đủ rồi. Việc này dừng ở đây, về sau không cho phép lại làm loạn nữa, ai lại lôi ra, đừng trách ta không khách khí. Bạch Diêu hét lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, trầm giọng nói tất cả giải tán. Làm như đình vội vàng phất phất tay với thân vệ của thương Triều Tông, rất nhanh, nhân mã rằng có hai bên buông đao thương xuống, phần lớn đều nín cười trong lòng tản đi, không có sát khí, thuần túy chỉ coi như vừa xem xong một trận náo nhiệt. Xung quanh tan hết, Phượng Nhược Nam tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, chống kiếm thở hồng hộc đừng có làm loạn lên nữa. Bạch Siêu tiến lên cảnh cáo một câu, lại tới gần bên người nàng ta thấp giọng nói, ta biết ngươi vì gặp một chuỗi khuất nhục nên trong lòng bất bình nhưng ngươi hẳn phải biết nặng nhẹ, làm hỏng đại sự, hai chúng ta không ai có thể gánh nổi hậu quả đâu. Ta hứa với ngươi, chỉ cần tìm được đồ, ngươi muốn làm gì bọn hắn đều được. Còn hiện tại, không được. Phượng Nhược Nam cắn môi, chuyện lấy chồng là bất đắc dĩ, quận vương thì sao chứ, chẳng qua chỉ là con chó nhà có tang nàng ta căn bản rất xem thường thương triều tông cũng biết thương triều tông không phải thật tâm muốn lấy nàng ta thuần ví vì cầu sinh tồn mới có chuyện cưới hỏi nàng ta há phải oan uổng chính mình thật sự bằng lòng gả cho thương triều tông vốn nghĩ vì đại cục làm trọng không muốn thực hiện chuyện vợ chồng với thương triều tông đợi khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ làm thịt thương triều tông ai ngờ nàng ta lại thất thân trong tay thương triều tông thậm chí thứ mà phượng nhược nam quan tâm ngoài nàng ta ra giường như căn bản không có ai quan tâm Bọn họ đều cảm thấy thương chiều tông ngủ với nàng ta là chuyện đương nhiên khiến trong lòng Phượng Nhược Nam uất nghẹn nhưng không có chỗ thổ lộ. Một màn kịch náo loạn dường như kết thúc, sự tình làm rõ, có Bạch Diêu làm chủ đẻ ép, sự tình dường như cũng tạm thời đi qua. Bởi vì một trận mưa to, cả nhóm người chỉnh đốn lại sơ sơ rồi sáng hôm sau lại xuất hành. Văn Tâm ngồi trên lưng ngựa coi như tai bay vạ gió, cánh tay bị vặn chật khớp kia mặc dù đã được nắn lại như cũ nhưng vẫn phải dùng tấm gỗ treo trên cổ, không dám hoạt động lung tung mặt mũi bầm dập. Viên Phương lúc này đi sát bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, cho dù là ai cũng đều nhận ra cơn giận của Phượng Nhược Nam vẫn chưa nuốt xuống, chỉ tạm thời bị đè lại thôi. Có điều lúc này Viên Phương lại khá có thiện cảm với Nghiêu Hữu Đạo. Người ta đã thật sự ra mặt vì lão ta, thật sự giúp lão ta vượt qua nguy cơ, không phải chỉ nói mồm. Với Viên Cương cũng có thiện cảm hơn, trước tiên người ta lao ra bắt nha hoàn thiếp thân của Phượng Nhược Nam, còn động thủ đánh nha hoàn của Phượng Nhược Nam trước mặt mọi người, đây tuyệt đối là đang gánh chịu nguy hiểm thay lão ta, điều này khiến viên phương hơi mù mờ, mình đáng để hai người này làm vậy sao? Lão ta không cảm thấy mình có giá trị lớn chừng ấy. Trải qua chuyện này, cho dù trong lòng viên phương vẫn còn muốn tìm cơ hội bỏ trốn nhưng bản thân lão cũng vô thức cảm thấy đi theo bên cạnh hai người này lại có một cảm giác an toàn khó hiểu. Chúng tăng Nam Sơn tự cũng có cùng tâm trạng đó, cảm quan đối với Nhiêu Hữu Đạo và Viên Cương đã cải thiện rất nhiều, cảm thấy hai người này cũng không xấu. Trong hành trình này, chúng tăng Nam Sơn từ lúc đầu chỉ ước tránh hai người này xa một chút, bất chi bất giác đã dần dần dựa dẫm vào hai người này. Trước kia họ cảm thấy đám người này nguy hiểm, giờ cảm thấy trong đám người này đi theo bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo và Viên Cương vẫn tương đối an toàn. Nam Châu, núi xanh lồng lộng, bích thủy quanh co, một con thuyền nhỏ, du ngoạn trên hồ. Trên cái bàn nhỏ đặt thức nhắm và ít rượu, Lục Thánh Trung và An Tiểu Mãn ngồi đối diện nhau uống rượu. An Tiểu Mãn là sư đệ, tuy hai người không cùng một sư phụ nhưng đều là đệ tử cùng lứa của Ngũ Lương Sơn. Lục Thánh Trung vào cảnh nội Nam Châu cũng không vội vã chạy tới quận Thanh Sơn mà tới tìm sư đệ đã đến đây trước để tìm hiểu tin tức, tuy được Vương Hoành phân phó nhưng do kiêng kỵ thiên ngọc môn nên không dám lỗ mãng động thủ. An Tiểu Mãn là một trong những pháp sư dưới trướng châu mục Nam Châu Cố Thanh Sơn, sở dĩ hai người một người ở bên Vương Hoành, một người ở bên Chu Thủ Hiền, dĩ nhiên là vì Vương Hoành và Chu Thủ Hiền hiện tại đều là tâm phúc dưới tay đương kim thánh thượng. Một thanh niên đạp sóng chạy như bay đến, trình lên một quyển trục mật báo nhỏ rồi lại tiếp tục đạp sóng rời đi. An Tiểu Mãn gầy gầy mở quyển trục nhỏ ra, sau khi nhìn qua nội dung bên trong liền đưa cho Lục Thánh Trung đối diện, Lục Sư Huynh, tin tức Huynh cần. Phượng Lăng Ba chưa từng coi trọng thương Triều Tông, vậy mà phái ra mười mấy tu sĩ tùy hành bảo hộ, tu sĩ Kim Đan Kỳ có vài tên, còn có Bạch Diêu cao thủ đứng trên đan bảng đích thân dẫn đội hộ tống, không phải một tu sĩ trúc cơ kỳ như Huynh có thể đối phó huynh muốn lấy được thủ cấp nghiêu hữu đạo kia e là không thể đâu. chương 104, trong cung hạ quyết tâm 1. Đan bảng kim đan là do băng tuyết các của giới tu hành làm ra, viết là bát bách kim đan, danh động thiên hạ. Nếu là kim đan bảng, dĩ nhiên là chỉ những người tu vi đã đạt cảnh giới kim đan, thực ra người tu vi kim đan kỳ trong giới tu hành không chỉ 800 người nhưng có thể lên được bảng chỉ có 800 danh ngạch. 800 tu sĩ kim đan này không phải đã lên bảng là có thể vĩnh viễn chiếm cứ vị trí trên bảng, Đan bảng có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, chẳng hạn có ai đánh bại người nào đó trên bảng thì sẽ tự động được thay vào đó, hoặc ai đó chết thì sẽ tự động bị xóa tên khỏi bảng. Rất nhiều người khinh thường đan bảng này, bởi vì bảng danh sách nào cũng không phải tuyệt đối, trong quá trình khảo cứu ra vẫn có chỗ bị người ta lên án. Có vài tu sĩ kim đan không muốn dương danh nên ẩn cư, rất hiếm khi giao thủ với người khác, thực lực thật sự không cho người ngoài biết, có vài tu sĩ kim đan thắng không khoe khoang, bại không lên tiếng. Thử hỏi trong tình huống này, làm sao có thể cam đoan bảng danh sách tuyệt đối công bằng? Có lẽ băng tuyết các đã cân nhắc đến điểm này, có xếp hạng cụ thể chỉ có 10 thứ hạng đầu. Đây là thập đại cao thủ đang bảng, họ tuyệt đối có thực lực, về tổng thể những tu sĩ có ý kiến trong thiên hạ không quá nhiều. Còn 790 cái tên kia chỉ hiện tên trên bảng chứ không phân chia thứ tự. Bát Bách Kim Đan, danh động thiên hạ, thật đúng là vang danh thiên hạ, mặc kệ tu sĩ khác có phục hay không, không ai trong thiên hạ có thể thực sự làm rõ tranh lệch thực lực cao thấp một cách kỹ càng giữa các kim đan những kẻ quyền quý nắm giữ tài nguyên dĩ nhiên sẽ nhìn vào bảng danh sách dựa vào những người trong bảng danh sách để cung cấp tài nguyên tu luyện biến cao thủ đan bảng thành pháp xem ảnh một xưa tùy tùng hoặc làm những công việc đảm bảo an toàn kể từ đó những người có tên trên bảng liền gặp phiền phức thường xuyên sẽ có người tìm tới cửa khiêu chiến chạy tới khiêu chiến phần lớn đều là những tu sĩ thiếu tài nguyên tu luyện người đến gây chuyện cũng không còn cách nào khác đều là tu sĩ kim đan, cái giá túc chủ đưa ra để thuê họ không giống nhau. Chẳng hạn, đều là đồ bán ra, một món đồ được đóng gói tinh xảo bán ra từ một cửa hàng có tên tuổi có thể bán 10 kim tệ, một món không được đóng gói bày bán trên một sạp hàng chỉ có thể bán một kim tệ, dựa vào cái gì cùng một món đồ mà có cái giá tiền chênh lệch nhiều như vậy. Đặt lên người cũng có đạo lý như nhau, dù người có nói người có chất lượng tương tự hoặc so ra còn có năng lực hơn cũng vô dụng. Túc chủ cũng không tin, người nói như nhau là như nhau sao chứng minh cho ta thử đi, người đi đánh bại một cao thủ đan bảng thử đi. Đi lòng vòng một hồi cuối cùng vẫn là phải đi so thử, hà tất gì phải chịu nhục trước mặt túc chủ, chỉ bằng đi khiêu chiến trước đã, có cái tên trên bảng rồi tính sau. Đương nhiên, nếu có tên trên bảng có bối cảnh môn phái, bình thường sẽ không ai dám khiêu chiến, trừ phi ngươi tài giỏi thắng cả môn phái người ta, nếu không hôm nay ngươi lên bảng, ngày mai có thể sẽ bị một đám người giết chết. Và tu sĩ Kim Đan có bối cảnh môn phái cũng sẽ không đi làm người khiêu chiến tài nguyên tự có môn phái cung cấp, không đáng đi làm mấy chuyện gây sự, khiêu khích những tên căn bản không hề có bối cảnh môn phái. Khiêu chiến kẻ có bối cảnh môn phái càng không cần thiết, sẽ tạo thành xung đột giữa hai phái. Kể từ đó, đan bảng dĩ nhiên dễ dàng bị người ta lên án là khảo cứu không toàn diện. Nhưng băng tuyết các người ta cũng nói, người cảm thấy người nào trên bảng không thích hợp thì cứ đem bản lĩnh ra nói chuyện đi nhưng chẳng có ai ăn no rồi không có chuyện gì làm đi điểm danh từng người nói ai ai có tên trên bảng danh sách có tiếng không có miếng. Đây không phải đang tìm người kết thù sao, những người bất mãn dĩ nhiên trách đám nữ nhân băng tuyết các nhàn rỗi chẳng có chuyện gì làm nên cản rỡ làm loạn, thế nhưng cũng không ai dám đi gây rắc rối cho băng tuyết các. Các chủ của băng tuyết các là tôn nữ của tuyết bà bà lão quái vật Nguyên Anh Kỳ, thực lực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong giới tu hành đan bảng là do các chủ băng tuyết các tiền nhiệm làm ra các chủ tiền nhiệm là đệ tử tuyết bà bà ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ khác cũng không lên tiếng với đan bảng này các tu sĩ khác trong thiên hạ dĩ nhiên không dám nhiều lời không ai dám tận lực đi chống đối băng tuyết khác tuyết bà bà người ta là người đứng trên đỉnh chuỗi thực vật có bối cảnh này không thiếu tài nguyên tu luyện cũng không thiếu danh và lợi không đáng tranh đoạt kết thù với người khác được coi là một tồn tại tương đối siêu nhiên tương đối mà nói đan bảng cũng không phải không có chỗ thích hợp ít nhiều gì cũng có thể phản ánh được thực lực nhất định, hoặc là vì bối cảnh của tuyết bà bà, nhân mạch của băng tuyết các người ta không cần phải nói. Họ nắm giữ tin tức trong thiên hạ toàn diện hơn so với người bình thường nên dễ đưa ra bình xét hơn. Chẳng hạn ở đâu đó có ai đó đánh với ai đó một trận, thắng bại như thế nào, rất nhiều người có lẽ chưa từng nghe thấy, băng tuyết các cũng đã thu được tin tức rồi sửa trên đan bảng, không ít người cũng nhờ vào đan bảng mới biết ai đánh nhau với ai. Về phần vì sao không làm ra nguyên anh kỳ cùng trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ, dĩ nhiên là băng tuyết các không dám suy đoán lung tung đối với nguyên anh kỳ còn trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ bên dưới vì nhiều vô số kể sao phân tích cho hết xem qua nội dung mật báo lục thánh trung cười khổ bạch diêu cao thủ đan bảng cũng đích thân xuất mã phượng lăng ba này đúng là đủ để mắt đến quận vương nghèo túng này thật an tiểu mãn sờ cầm dĩ nhiên cũng khá buồn bực đúng vậy phượng lăng ba này không khỏi quá coi trọng thương triều tông rồi chẳng những gả nữ nhi còn phái bạch diêu hộ vệ đến mức đó sao nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách giải thích xem ra ảnh hưởng của ninh vương với phượng lăng ba không nhỏ thế nhưng thiên ngọc môn nói thế nào ninh vương với thiên ngọc môn có sức ảnh hưởng lớn vậy sao nghĩ không ra lắc đầu bộ dạng đánh giá lục sư huynh chuyện của huynh đệ đề nghị nên nghĩ lại lục thánh trung thở dài ngũ lương sơn chúng ta cũng không phải là đại môn phái không thể tự chủ một phương chỉ có thể phụ thuộc bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế vương hoành nhất định phải làm như vậy ta có thể thế nào nếu không thể cho một công đạo với quan hệ của vương hoành bất cứ lúc nào cũng có thể đá ngũ lương sơn chúng ta ra khỏi cục diện ảnh hưởng không phải chỉ có mình ta an tiểu mãn nghe vậy liền rơi vào trầm mặc đúng là như vậy không cần phải nói vương hoành cùng với chu thủ hiền túc chủ của mình bên này đều là bảo hoàng phái nếu thật sự chọc cho vương hoành không vui tùy tiện đánh tiếng với chu thủ hiền chu thủ hiền không thể vì một đệ tử tiểu môn phái như gã ta mà đắc tội với vương hoành ở kinh thành ngay cả gã ta cũng có thể phải biến khỏi chỗ chu thủ hiền những đại môn phái có sức ảnh hưởng với phái Bảo Hoàng kia chưa chắc sẽ ra mặt nói chuyện giúp bọn gã, những tiểu môn phái có thể thay thế bọn gã thật sự là quá nhiều. Nhưng việc này gần như không thể hoàn thành, đừng nói sư huynh, cho dù cả Ngũ Lương Sơn ta đồng thời xuất động chỉ e cũng không chơi lại một mình Bạch Siêu. Bạch Siêu đã từng một mình đánh tan một môn phái đấy. An Tiểu Mãn than nhẹ, Lục Thánh trung ngửa mặt lên trời thở dài, việc thành tại người, đã không thể đối đầu vậy thì dùng trí đi. Gã cầm chén rượu uống một ngụm, đập chén lên bàn, không kìm được mắng một tiếng, mẹ nó, nghiêu hữu đạo kia phải gọi là nghiêu hữu bệnh mới đúng. Giết ai chẳng được đi giết Tống Diễn Thanh làm gì, biết rõ bối cảnh Tống Diễn Thanh lớn như vậy còn dám trêu vào. chương 105, trong cung hạ quyết tâm 2. Kinh thành Yến Quốc, trong nội đường đại tư không phủ, Tống Cửu Minh bước nhanh vào, cung kính hành lễ với đồng mạch ngồi trên ghế. Đồng mạch phất tay cho những người khác trong nội đường lui ra, đứng dậy vòng qua án dài, đi tới đứng dưới mái hiên. Tống cửu Minh Hầu ở bên cạnh im lặng không nói, chờ phân phó. Đồng mạch trầm mặc một lúc lâu mới từ từ nói, trong cung hạ quyết tâm, diệt trừ thương Triều Tông, chúng ta không có được thì cũng không thể để rơi vào tay Phượng Lăng Ba. Tống cửu Minh sừng sốt một chút, Phượng Lăng Ba Há có thể từ bỏ ý đồ. Đồng mạch đáp, bệ hạ bên này kiêng kỵ Phượng Lăng Ba bên kia tiết lộ tin tức, Phượng Lăng Ba sao có thể không kiêng kỵ bệ hạ bên này sẽ tiết lộ tin tức, điểm khác biệt duy nhất là bệ hạ phải bận tâm thiên hạ đại yến, không muốn nhìn thấy đại yến nội loạn khiến ngoại địch thừa cơ hội. Còn Phượng Lăng Ba không lo lắng chuyện này, đây chính là chân trần không sợ mang giày, bởi vậy mới khiến cho Phượng Lăng Ba không sợ hãi gì. Nếu có thể nhất cử giải quyết được thương triều tông, cùng lắm cho chút lợi ích trấn an Phượng Lăng Ba cũng chẳng tổn thất gì. Nếu thất thủ, Phượng Lăng Ba cũng không dám phản công quá mức, bí mật kia tiết lộ ra ngoài đối với bên đó cũng không có ích lợi gì, nhưng bệ hạ cũng không dám lại bức bách lần thứ hai. Tống Cửu Minh vừa suy tư vừa khẽ gật đầu, hiểu rõ ý bên trong, một khi để Phượng Lăng Ba hiểu lầm Hoàng đế ỉ vào quyền trượng Hoàng đế có thể động thủ nhiều lần với ông ta, Phượng Lăng Ba ăn không tiêu cũng không thể tiếp nhận, phát hiện vật kia đối với Hoàng đế không hề có hiệu quả uy hiếp, tất nhiên muốn chó cùng rứt dậu, đây là đòn nặng đại yến khó chịu đựng được. Lão ta từ từ nói, cho nên chỉ có một cơ hội động thủ. Đồng mạch gật đầu, đúng, chỉ có một cơ hội, phủ thứ sử Nam Châu, trên lầu các giữa đình thủy tạ, chu thủ hiền cầm bào đai lưng ngọc dựa vào lan can về dâu trầm mặc không nói. Một tráng hán áo xanh dâu quai nón leo nhanh lên lầu các, đi đến bên người chu thủ hiền chắp tay nói, không biết châu mục mời ta tới có gì phân phó. chu thủ hiền thả tay xuống, chắp tay sau lưng dạo bước về trong các, nghiêm đoạt, có chuyện. Tráng hán áo xanh nghiêm đoạt đi theo bên cạnh, châu mục cứ nói đừng ngại. Chu Thủ Hiền trầm ngâm nói, bệ hạ có chỉ, Thương Triều Tông không thể lưu, muốn ta giải quyết y. Nhiêm Đoạt suy tư, nghe nói Thương Triều Tông thành con rể Phượng Lăng Ba, nếu động vào chẳng phải muốn phát động đại quân tiến công? Tình hình Đại Yến bây giờ, vạch mặt với bên Phượng Lăng Ba hình như không ổn. Đại quân bên này khẽ động, những kẻ có binh quyền riêng các nơi e cũng sẽ ngon nghe muốn động. Những chuyện còn con làm không tốt sẽ gây ra rắc rối lớn, lại thêm những quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, rất có khả năng sẽ nhân lúc rối loạn nhảy vào. Tình thế này, làm như vậy thỏa đáng sao? Chu Thủ Hiền dừng bước, chính là bởi vì không muốn vạch mặt với Phượng Lăng Ba cho nên bệ hạ hạ mật chỉ, muốn bí mật xử quyết thương Triều Tông, cho nên mới chiêu ngươi đến. Nghiêm đoạt thử dò xét nói, ám sát, Chu Thủ Hiền không có phủ nhận, lại bổ sung, vừa nhận được tin, nhóm thương Triều Tông đã vào đến cảnh nội quận Thanh Sơn, tùy hành có một ngàn kỵ binh, bốn ngàn bộ tốt, có hơn 30 tu sĩ Thiên Ngọc Môn phái đi hộ tống, thủ lĩnh dẫn đội là Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn. Bạch Diêu, nghiêm đoạt hơi sửng sốt, chợt cười khổ nói, Bạch Diêu là một trong những tuấn kiệt của Thiên Ngọc Môn, là cao thủ có tên trên đan bảng, từng dựa vào sức một người phá hủy một môn phái, còn có 30 tên đồng môn hiệp trợ, lại có mấy ngàn nhân mã vây công có thể khiến người rơi vào vũng bùn. Châu Mục, thứ cho ta nói thẳng, với tình hình thế này có thể tuyệt đối nắm chắc giết được mục tiêu, trừ cao thủ Nguyên Anh Kỳ, chí ít phải là 10 cao thủ đứng đầu đan bảng mới làm được. Chu Thủ Hiền nói, cao thủ Nguyên Anh Kỳ không hỏi thế sự, cho dù bệ hạ đích thân ra mặt chưa chắc đã mời được, còn 10 cao thủ đứng đầu đan bảng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cuốn vào việc này. Người trong môn phái khác có thiên ngọc môn chấn nhiếp cũng không dám tùy tiện tới khai chiến. Nghiêm đoạt hiểu ra, cho nên mới đến tìm tán tu hắn ta, hắn ta thở dài, châu mục, không phải ta chối từ, mà là năng lực có hạn, không cách nào làm được, sợ sẽ hỏng đại sự của châu mục, châu mục vẫn nên mời cao minh khác đi. Nghiêm đoạt cũng biết hậu quả khi cự tuyệt chu thủ hiền. Người lấy được lợi ích từ tay người ta, giờ gặp chuyện lại không chịu ra mặt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Sau này còn có thể lấy được chỗ tốt từ tay người ta nữa hay không chưa nói tới, chỉ cần sau khi việc này truyền ra ngoài, những thế lực khác cũng sẽ không dám mướn hắn ta nữa. Người gặp chuyện liền lui, ai dùng loại người này chứ? Hậu quả không thể nói là không nghiêm trọng, tương đương với tự hủy tương lai, nhưng hắn ta hiểu rằng chuyện này căn bản không cách nào làm được, chạy đi cũng chỉ chịu chết. Mặc dù cũng là tu sĩ kim đan nhưng nghiêm đoạt biết rõ mình không phải đối thủ của Bạch Diêu. Đó là chưa nói đến Thiên Ngọc Môn sau lưng Bạch Diêu. Sau khi chuyện này xảy ra, Thiên Ngọc Môn không thể nào tha cho hắn ta, những người trong các môn phái kia đều không muốn công khai trở mặt với Thiên Ngọc Môn, một tán tu như hắn ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy trừ khi chán sống rồi chứ. Từ chối Chu thủ Hiền có thể là hủy đi tiền đồ nhưng ít nhất còn bảo vệ được tính mạng, chỉ cần còn sống thì tất cả vẫn còn có khả năng, nhưng chết rồi thì chẳng còn gì cả. Hắn ta có thể nói ra câu mời cao nhân khác đã biết rõ bản thân mình có lỗi với những gì Chu thủ Hiền cho, không cần Chu thủ Hiền đuổi, tự hắn ta sẽ đi. Chu thủ Hiền khoát tay, nhẹ nhàng khuyên, trước hết nghe ta nói hết lời, cũng không phải là để ngươi đi một mình, ta đã sớm bí mật điều một vạn tinh binh mai phục trên con đường thương triều tông buộc phải đi qua. Tinh binh sẽ phối hợp với các ngươi trận đánh, có thêm 50 tu sĩ khác nghe theo sự điều động của ngươi, trong đó tu vi kim đan bao gồm cả ngươi có 10 người. Cho dù là đại quân nhân mã hay là số lượng tu sĩ đều thắng đối phương, ngăn cản đám nhân mã của quận Quảng Nghĩa và đám Bạch Diêu đều không thành vấn đề. Hẳn là có đủ cơ hội để ngươi giải quyết xong thương triều tông. Nhiêm đoạt hơi sừng sốt một chút, một vạn tinh binh, 50 tên tu sĩ, trong đó còn có 10 tu sĩ kim đan, chỉ để giết một mình thương triều tông. Đội hình không thể nói là không khổng lồ, ước lượng sơ, động thủ thế này thực sự đã có nắm chắc. Có điều hắn ta ngẫm nghĩ, vẫn chắp tay hổ thẹn nói, châu mục, thứ tội. Ngụ ý vẫn là cự tuyệt, vấn đề mấu chốt là ở Thiên Ngọc Môn, hắn ta có nhà có con nhỏ, một tán tu không thể trêu vào Thiên Ngọc Môn. Chu Thủ Hiền hơi hít mắt lại, ngữ điệu từ từ nói, nghiêm đoạt, mấy năm nay Chu Mỗ chưa hề bạc đãi người đúng không? Hậu ân của Châu Mục, sau này ổn thỏa sẽ báo đáp, quyết không nuốt lời. Cáo từ, nghiêm đoạt chắp tay, xoay người rời đi. Chu Thủ Hiền gọi, không vội, có thứ này muốn cho người xem, xem xong hắn đi cũng không muộn ngoài các lâu có hai người nhanh chóng bước vào đứng hai bên lão chính là pháp sư tùy tùng của lão nghiêm đoạt đi đến đầu cầu thăng thì cơ thể dừng lại chậm rãi quay người cảnh giác cao độ lo lắng đối phương muốn giết người diệt khẩu ai ngờ một người bên trái chu thủ hiền vung tay vứt ra hai thứ nghiêm đoạt xòe năm ngón hút vào trong lòng bàn tay hắn ta vừa nhìn một chút trong nháy mắt sắc mặt thay đổi đột nhiên ngẩng đầu lên nói châu mục ông có ý gì trong tay chính là hai miếng ngọc bội người khác không biết nhưng hắn ta thì quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, là ngọc bội trên người vợ và nữ nhi hắn ta. Chu thủ Hiền trong lòng cười lạnh, bình thường cung cấp tài nguyên nuôi ngươi, có việc lập tức quay đầu bước đi, nào có chuyện tốt như vậy. Ngươi cho rằng chỗ này của ta có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Có điều ngoài mặt lão ta vẫn rất ôn hòa nhã nhặn, yên tâm, tôn phu nhân và lệnh ái vẫn ổn. Cảnh nội Nam Châu ta cũng có nhiều nơi phong quang tú mỹ, có người bồi các nàng Du Sơn ngoạn thủy rồi. Giờ tâm tình các nàng rất vui vẻ, không biết gì đâu, đợi Nghiêm huynh trở về tất nhiên là lúc cả nhà đoàn tụ mỹ mãn, các nàng sẽ không phải chịu bất kỳ kinh hãi gì. Chương 106: Kiếp nạn của Thượng Thanh Tông. Đây rõ ràng là bắt thê nữ mình làm con tin, rõ ràng đang cảnh cáo hắn ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nói Nghiêm đoạt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lao tới tóm lấy Chu thủ Hiền nhưng hắn ta nhìn sang hộ vệ trái phải bên cạnh đối phương thì liền biết người ta đã sớm chuẩn bị, mình không có khả năng đắc thủ sự tình đã rõ ràng, mình không đáp ứng, đừng nói thê nữ khó giữ được tính mạng, chỉ sợ chính bản thân cũng đừng mong dễ dàng thoát thân. Suy đi nghĩ lại, không thể không đè lửa giận xuống, nghiêm đoạt trầm giọng nói, không biết 50 tu sĩ kia là đệ tử môn phái nào. Chu thủ hiền đáp, giống như ngươi, đều là tán tu. Bọn họ tạm thời còn chưa biết phải làm gì để tránh tiết lộ phong thanh. Loại chuyện này trước khi xong chuyện không nên quá mức phô trương. Đều là tán tu, nghiêm đoạt trầm giọng nói châu mục xác định sau khi bọn họ biết tình hình vẫn dám động thủ với người của thiên ngọc môn chứ triệu tập người đều đã cân nhắc rồi sẽ không nhận người lung tung trước khi động thủ ngươi cho chúng nhìn vài thứ bọn chúng tự nhiên sẽ nghe ngươi người bên phải lão ta lại vứt một cái túi phía sau tới nghiêm đoạt nhận lấy mở miệng túi ra xem bên trong có rất nhiều thứ lộn xộn có ngọc bội có châm gài tóc các loại vừa nhìn đã rõ những tu sĩ kia cũng giống hắn ta e là bọn họ cũng không thể không làm. Có thể trong chốc lát uy hiếp nhiều tu sĩ trong tay như vậy, tuyệt đối người bình thường không thể làm được. Hắn ta không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có người trong các môn phái kia âm thầm gây nên, chỉ e không phải chỉ một hai môn phái. Trong lòng hắn ta thật sự rất hận, những người trong các môn phái kia không dám công khai vạch mặt với Thiên Ngọc Môn, sợ bị Thiên Ngọc Môn trả thù nên ép bọn họ làm loại chuyện này. Châu Mục thật đúng là thủ đoạn khôn lường, nghiêm đoạt hừ lạnh khen ăn lộc của vua thì dâng mệnh cho vua thôi. bệ hạ có chỉ làm thần tử dĩ nhiên cúc cung tận tụy. chu thủ hiền ra vẻ phục tùng rủ mắt xuống đáp, mặc kệ đối phương trào phúng, mặt mày vừa nhấc nghiêm mặt nhắc nhở cảnh cáo trước khi động thủ tất cả mọi người nhất định phải che mặt giấu toàn bộ thân phận, mặc kệ việc này thành hay bại cũng không hề liên quan gì đến triều đình đến ta. nghiêm đoạt tiếp lời, châu mục phân phó sao dám không theo, đừng dây dưa nữa, lập tức xuất phát đi đến nơi từ có người tiếp ứng các ngươi đến chỗ phục kích. Rõ ràng giờ vẫn chưa nói ra hết toàn bộ bố trí. Dứt lời, một người bên cạnh lão ta đi đến bên nghiêm đoạt, đưa tay mời nói, nghiêm huynh, mời. Nghiêm đoạt chắp tay với chu thủ hiền, quay người nhanh chân bước đi, lửa giận trong mắt vẫn khó tan đi. Vù, xoẹt, một hưởng tiễn sông ra khỏi núi, nổ tung trên trời, cảnh báo. Ngay sau đó, nhân viên cảnh giới phía sau phát hiện, nhanh chóng thả tiếc một hưởng tiễn, từng tin cảnh báo liên tiếp xuất hiện trên không mãi cho đến chỗ của Thượng Thanh Tông. Keng keng keng, tiếng chuông cảnh báo dài, địch tập kích, tiếng chuông cảnh báo đã nhiều năm chưa vang lên, các đệ tử trong phòng ốc ở các dãy núi Thượng Thanh Tông lần lượt lao ra, tụ tập. Đường Nhi, La Nguyên Công, Tô Phá, đường Tố Tố cùng một đám đệ tử Thượng Thanh Tông tụ tập ở một mảnh đất trống, vẻ mặt ai nấy nghiêm túc nhìn về phía truyền đến báo động. Sau khi Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện, chuyện Thượng Thanh Tông luôn lo lắng cuối cùng hình như đã đến cũng thực sự đã tới, một đám tu sĩ từ sau dãy núi xa xa lao đến, bay lượn trên rừng cây xanh ngắt kéo tới, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy động tĩnh đánh nhau. Đệ tử phụ trách cảnh giới vừa hơi phản kháng, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nhiệt đồ, đường tố tố cắn răng mắng, đám la nguyên công biết bà mắng ai, ngoài tống thư có lẽ không phải ai khác. Trên thực tế bọn họ đều cho rằng vì tống diễn thanh chết nên mới rước lấy trả thù của tống gia. Bọn họ thật tình không biết, ngay từ đầu tống gia kiêng kỵ vào nguyên nhân nào đó không xuống tay với thượng thanh tông chẳng qua chỉ muốn tỏ chút sắc mặt mà thôi thượng thanh tông thuần túy là bị liên lụy của ván cờ đại thế không phải tống gia mà có những người khác không muốn nhìn thấy thượng thanh tông tiếp tục tồn tại đối với vài người mà nói diệt thượng thanh tông chỉ là chuyện một câu nói là lưu tiên tông ngữ điệu la nguyên công nặng nề đã có thể nhìn thấy rõ hình dáng của kẻ tập kích có ít nhất hơn nghìn người bay lượn tới ai nấy còn mang theo nguyệt luân như hai mảnh trăng khuyết Xoẹt, đường nghi trưởng môn rút bảo kiếm đầu tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiếng rút kiếm xoẹt xoẹt vang lên, ai nấy đều chuẩn bị cho một trận liều chết. Số người có thể nhìn thấy của đối phương đã hơn nghìn người, còn cả Thượng Thanh Tông chỉ có được mấy trăm người, giờ có lui cũng chẳng khác gì tan tác, đứng trước một trận truy sát tàn khốc, đệ tử tu vi yếu căn bản chạy không nhanh, lui tương đương với vứt bọn họ ở lại chịu chết. Huống hồ còn không biết đối phương âm thầm mai phục bao nhiêu người, dưới tập kích của đối phương giờ mới phản ứng lại đã hơi trễ hoặc là vứt một số người lại phá vòng vây hoặc là tử chiến đến cùng. Thượng Thanh Tông mặc dù nghèo túng nhưng vẫn chưa đến mức chưa giao chiến, chưa đến phút cuối cùng đã vứt đệ tử bỏ chạy. Nhưng có vài đệ tử lại không thể nào tiếp nhận được áp lực này, mắt thấy đại địch tiến đến, có người chậm rãi lui lại, vừa hơi lui một chút, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Một người chạy trốn, trong nháy mắt đã giao động sĩ khí quyết tâm tử chiến, liên tiếp có mấy chục người lâm trận bỏ chạy, liều mạng chạy vào rừng sâu. Phản đồ la nguyên công quay đầu lại nhìn tức giận đến mức run lẩy bẩy đường nhi quay đầu lại nhìn cõi lòng bi phẫn sâu sắc cảm nhận được tư vị nghèo túng của thượng thanh tông lòng người thật sự lỏng lẻo địch vừa đến không hề có ý ngăn địch lại có đệ tử lâm trận bỏ chạy hơn nữa vừa chạy đã có mấy chục người khiến trưởng môn như nàng sao có thể chịu nổi nhưng lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không phải là lúc phân tán tinh lực thanh lý môn hộ nếu không sẽ tự làm dối đội hình của mình nàng chỉ có thể để mặc những đệ tử kia chạy trốn hơn nghìn người Lưu Tiên Tông lần lượt bay lên đáp xuống, lấy trưởng lão Ô Thiếu Hoan làm đầu, đệ tử Lưu Tiên Tông nhanh chóng giản thế trận hình bán nguyệt vây lấy đệ tử Thượng Thanh Tông, hai bên cùng giằng co. La Nguyên công huy kiếm chỉ, quát: "Ô Thiếu Hoan, Thượng Thanh Tông ta và Lưu Tiên Tông ngươi không thù không oán, vì sao lại mạnh mẽ xông đến sơn môn ta?" Ô Thiếu Hoan bình tĩnh nói: "La huynh, Linh Sơn bảo địa người có đức chiếm lấy, Thượng Thanh Tông chỉ có chút người thế này, chiếm nơi tốt như vậy có phải hơi quá rồi không?" hưởng dụng nhiều năm như vậy theo lý thuyết hẳn là hưởng thụ đủ rồi, Lưu Tiên Tông ta cũng không muốn làm khó Thượng Thanh Tông, chỉ cần Thượng Thanh Tông đồng ý giao Linh Sơn bảo địa cho Lưu Tiên Tông ta, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, tuyệt đối không làm khó các ngươi. Thế nào, nói nơi Thượng Thanh Tông chiếm là Linh Sơn bảo địa cũng không quá. Tổ sư Khai Sơn của Thượng Thanh Tông chính là quốc sư Đại Yên, nơi Tông Môn lựa chọn dĩ Yên Quốc, không biết sớm đã có bao nhiêu người ngấp nghé. Nhưng đối với Thượng Thanh Tông mà nói, nơi ở của Tông Môn, Thiên sư các đời đều an táng ở đây, nếu đem tổ nghiệp truyền thừa nhiều năm như vậy chắc tay tặng người, về sau đâu còn mặt mũi gì đặt chân trong giới tu hành. Thượng Thanh Tông không thể đáp ứng điều kiện này, người ta đưa ra điều kiện này rõ ràng là cố ý gây chuyện. Muốn cướp thì phải xem thử các người còn mạng mà lấy không. Trưởng môn đường nghi nghiêm nghị quát, mặt giận dữ, ô thiếu hoan cười lạnh, vị này hẳn là đường trưởng môn. Xem ra Thượng Thanh Tông đúng là không còn ai nên mới để một nha đầu hỉ mũi chưa sạch làm trưởng môn, đúng là khí số đã hết, theo ta thấy. Dư, một tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm, cả đám kinh ngạc nhìn xung quanh thì thấy trên đỉnh núi một mảnh thú giống sư tử mà không phải sư tử đang ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân là bộ lông kim quang bóng loáng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Kim mau hống, có người kinh ngạc một tiếng, không ít người của Lưu Tiên Tông vì thế mà biến sắc. chương 107, Sư Thúc Nhìn thấy con hung thú này, hầu hết tất cả đều liên tưởng đến ma tông thánh nữ đời trước, tòa kỵ của ma nữ đó chính là một con kim mau hống hiếm thấy. Sau đó ma nữ quấn quýt với một đệ tử của Thượng Thanh Tông, tình yêu khó phân, vì thế mà lâm nạn, còn đệ tử Thượng Thanh Tông kia cũng bởi vì ma nữ mà bị trục xuất khỏi sư môn. Về sau, con kim mau hống hiếm thấy kia liền đi theo bên cạnh đệ tử bị đuổi đi của Thượng Thanh Tông kia. Kết hợp với đoạn chuyện cũ năm đó, giờ thấy một con kim mau hống hiếm có xuất hiện ở Thượng Thanh Tông, đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, người biết nhìn đại khái đều hiểu vị ở yêu ma lính kia đã đến rồi. Sắc mặt đám người lưu tiên tông vừa rồi còn khí thế hung hang, lập tức trở nên khó coi, dường như không hề ngờ đến. Nhìn con kim mau hống đứng sừng sững trên đỉnh núi phát ra kim quang lóng lánh nhìn xuống dưới, sắc mặt đường tố tố cũng hơi khó coi, bởi vì bà rất ghét chủ nhân kim mau hống. Lúc này kim mau hống lại xuất hiện, xuất hiện vào thời điểm thượng thanh tông rơi vào tình thế nguy cấp nhất, sắc mặt la nguyên công phức tạp tâm tình cũng rất phức tạp sư thúc đường nghi gọi một tiếng thật sự là quá bất ngờ trong mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng đó là người nàng đã ngưỡng mộ từ nhỏ ông chưa từng khiến nàng thất vọng trong mắt tô phá cũng hiện lên vẻ vui mừng ông không dám đảm bảo người kia có thể đến nên chỉ bảo đồ hán đi xem thử không ngờ tới thật rõ ràng người kia hẳn đã đến từ sớm nhưng vẫn luôn chờ xung quanh thượng thanh tông nếu không sẽ không thể trùng hợp như vậy vừa đúng lúc thượng thanh tông gặp phải đại nạn liền xuất hiện có lẽ ông ấy đã nhìn thấy hưởng tiếng cảnh báo, nghe thấy tiếng chuông cảnh báo kêu dài nên mới hiện thân. Nghe nói Thượng Thanh Tông gặp nạn, một mực chờ xung quanh Thượng Thanh Tông, chỉ dựa vào tấm lòng này, Tô Phá đã cảm thấy được an ủi lúc tuổi già, trong lòng vô cùng cảm khái. Sư huynh ơi sư huynh, huynh trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt, vẫn là sư huynh có tuệ nhãn, nhận ba đệ tử người nào cũng đều tài giỏi. Có vài người chỉ biết kim mau hống này là dị thú được ghi chép trong dị chú lục, là di trùng thượng cổ, hiện tại vô cùng hiếm thấy, chẳng biết sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, căn bản không biết nguyên nhân đằng sau. Sắc mặt ô thiếu hoan căng cứng khó coi, nhìn xung quanh không thấy chủ nhân kim mau hống, sau khi trao đổi ánh mắt với sư huynh đệ xung quanh đều biết không nên hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vị kia của yêu ma lĩnh là một kẻ điên nổi tiếng, chỉ dựa vào sức một người quét ngang 10 môn phái, hơn nữa còn đều là những môn phái không nhỏ, là cao thủ xếp thứ 9 trên đan bảng, lưu tiên tông căn bản không thể chọc nổi. Bên này không thể nào ngờ được, vị kia là đệ tử bị sư môn trục xuất giờ lại ra mặt cho Thượng Thanh Tông. Kim Mao Hống vừa xuất hiện, ô thiếu hoan không còn dám lỗ máng, nếu không sẽ rước lấy họa diệt môn cho Lưu Tiên Tông giờ đã không còn được sức mạnh như trước kia. Hai Nguyệt Luân trên tay ô thiếu hoan hợp lại với nhau, trầm giọng nói, đi. Có vài đệ tử Lưu Tiên Tông cảm thấy kinh ngạc, tình hình gì thế này? Khí thế hùng hồ chạy đến, những câu độc ác cũng đã nói nhưng chẳng hề làm gì, cứ như vậy trở về sao? nhưng các trưởng lão khác cũng đều đã phất tay ra hiệu lập tức rút lui hơn nữa sắc mặt rõ ràng đều hơi ngưng trọng đám lưu tiên tông bên này vừa lần lượt quay người ánh mắt đường nghi đang quan sát xung quanh đỉnh núi liền nhìn xuống đột nhiên quát một tiếng chói tai tất cả đứng lại cho ta người kia tới nàng đã có sức mạnh rồi bước chân của đám người lưu tiên tông dừng lại ô thiếu hoan xoay người lại trầm giọng nói là lưu tiên tông ta có mắt không chồng mạo phạm quý phái cáo tội một tiếng tại đây mong rộng lượng tha thứ đường nghi nghiêm nghị nói xông lên sơn môn thượng thanh tông ta giết đệ tử thủ sơn ta một câu xin lỗi liền cho qua sao ô thiếu hoan định nói lại thôi cuối cùng quả quyết rút một nguyệt luân sau lưng duỗi một cánh tay nguyệt luân trên một tay khác giơ lên phập một tiếng mũi nhọn xẹt qua máu bắn tung tóe một cánh tay bị chặt bay ra ngoài rơi xuống đất sư huynh mấy trưởng lão lưu tiên tông kinh hô tiến lên đỡ lấy lão ta đưa tay điểm huyệt đạo cho lão máu tươi điên cuồng phóng ra lập tức dừng lại Đối với đệ tử Lưu Tiên Tông, phế bỏ một cánh tay không khác nào phế đi một nửa thực lực, tình hình đến mức nào mà khiến Kim Đan trưởng lão phải tự chặt một tay. Ô thiếu hoan sắc mặt hơi trắng bệch lắc mình tránh khỏi sư đệ hai bên, hạ thấp người cúi đầu với đám người Thượng Thanh Tông. Cáo tội, dứt lời quay người bỏ đi, đám đệ tử Lưu Tiên Tông vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu cũng đi theo sau lão, nhanh chóng rút lui. Không ít đệ tử Lưu Tiên Tông đã ý thức được gì đó, đều nhìn về phía con kim mau hống uy phong lẫm liệt răng nanh giữ tợn trên đỉnh núi kia. Biến cố xoay chuyển sau khi con kim mau hống kia xuất hiện, có người nghĩ sau này trở về nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cả đám đệ tử thượng thanh tông nhìn người của lưu tiên tông vẻ mặt hoảng hốt rút lui, rồi lại nhìn nhìn cánh tay ô thiếu hoan tự chặt để bồi tội còn sót lại. Có người ngạc nhiên, mờ mịt, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có người thần tình phức tạp. Thấy đệ tử lưu tiên tông đã đi xa, kim mau hống trên đỉnh núi một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hư. Âm thanh vang vọng sau đó chậm rãi quay người dáng khỏe mạnh vẫy đuôi biến mất trên đỉnh núi đường nhi đột nhiên phi thân lên tung người một cái bay xuống cách đó chăm trượng bay thẳng về phía đỉnh núi kim mau hồng biến mất trưởng môn quay về đường tố tố gương mặt tức giận gào thét bà ta biết đường nhi muốn đi tìm ai đường tố tố lách mình muốn đuổi theo khuyên đường nhi về nhưng la nguyên công bên cạnh đã chụp lấy cánh tay giữ chặt bà ta lại la nguyên công biết bà ta hận vị kia nhiều chừng nào khẽ thở dài sư muội bất kể nói thế nào hắn ta giúp thượng thanh tông hóa giải một trận đại kiếp về tình về lý đều nên tạ ơn người ta một tiếng gương mặt đường tố tố căng cứng đường nhi không thèm để ý đến tiếng gào thét của đường tố tố bay người lên đỉnh núi nhìn quanh kim mao hống chạy trong núi rừng mà nhanh như dẫm trên đất bằng cơ thể lách mình vào trong rừng sâu đường nhi lập tức lách mình đuổi nhanh theo chạy về phía kim mao hống biến mất một lát sau bên cạnh một dòng suối giữa núi thấy kim mao hống đang ngâm bộ lông của mình rồi lắc người vung nước một cái trên tảng đá lớn bên khe suối có một hán tử lôi thôi, ngồi khoanh đùi, tay cầm bình rượu ngửa mặt lên trời ửng ực rót rượu vào miệng. Không sai, không phải uống rượu mà là rót rượu vào miệng. Rượu vẩy lên trên mặt, kim mau hống rũ người bọt nước tung tóe trên người ông, có lẽ còn tung tóe vào trong miệng nhưng ông cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục uống. Ông buông vò rượu xuống ở một cái, mắt nhìn thẳng về phía đường nghi đáp xuống trước mặt, mỉm cười. Gặp lại người này, đường nghi khó có thể tin được nam tử nho nhã áo trắng như tuyết, phong thân như ngọc, toàn thân là thi từ ca phú vậy mà lại lôi thôi thế này, mái tóc rối bởi dính vụn cỏ, dường như đã nằm trên bụi cỏ, dâu ria rối bời, vết bẩn trên mặt đã chứng minh không biết đã bao lâu rồi không rửa mặt, y phục trên người hẳn không phải là màu sắc vốn có, do quá bẩn lâu ngày chưa giặt nên hỗn hợp thành một màu đen đậm nhạt. Nhớ lại cảnh đối phương dạy mình học tập khi còn bé, lại đối chiếu với tình hình đối phương bây giờ, đường nhi cảm thấy không biết nên nói sao cho phải chương 108 thay đổi, vốn là đệ tử có thiên phú nhất Thượng Thanh Tông, vốn là người thừa kế được trưởng môn đời trước của Thượng Thanh Tông coi trọng nhất, không biết bao nhiêu người của Thượng Thanh Tông đã ký thác kỳ vọng trấn hưng Thượng Thanh Tông lên ông. Tuy nhiên ông lại yêu một nữ nhân không nên yêu, là người trong ma đoạ, còn là ma tông thánh nữ, cuối cùng bị trục xuất khỏi sư môn. Sau khi đường nghi nghe nói đến sự tích của ông, không hổ là người nàng ngưỡng mộ từ nhỏ, cũng không hổ là người được người thượng thanh tông từ trên xuống dưới công nhận, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, uy chấn thiên hạ, cao thủ đứng trong 10 thứ hạng đầu đan bảng cũng là một chỗ dựa của ông. Sau khi phụ thân đường mục tiếp nhận vị trí trưởng môn, nàng thường nghe phụ thân cảm thán, nói tam sư đệ đáng tiếc, nếu không đi vào đường tà đạo, vị trí trưởng môn thượng thanh tông này cũng không tới phiên ông làm. Trong suy nghĩ của đường nghi, vị này hẳn là nhân vật tung hoành thiên hạ, tiêu khán phong vân, không ngờ vị sư phúc phong thần như ngọc kia lại có bộ dạng nghèo túng lôi thôi như vậy. Vì một ma nữ, có đáng không? Sư thúc, đường Nhi lấy dũng khí lên tiếng gọi, ờm, um, hán tử lôi thôi lại ở một cái, lắc đầu cười nói, nhà đầu, ở đây không có sư thúc của con, không thể gọi lung tung. Đường Nhi vẫn khẳng định nói, tạ sư thúc cứu vãn thượng thanh tông trong nguy nan. Hán tử lôi thôi vỗ vỗ hai vò rượu bên cạnh, nằm đó ta, cha con, còn cả đông quách hạo nhiên mỗi người chôn một vò rượu trong núi này, đã hẹn sau vài năm cùng uống. Nghe nói cha con và đông quách hạo nhiên đều đã qua đời, nhớ đến rượu này, không biết có còn không nên đặc biệt chạy tới xem, hóa ra vẫn còn rượu ngon, rượu ngon. Ta tới là để tìm rượu, không giúp gì Thượng Thanh Tông, chuyện Thượng Thanh Tông không liên quan gì đến ta, còn nghĩ nhiều rồi. Thấy đối phương không thừa nhận, Đường Nhi cũng không tranh biện, chắp tay nói, Thượng Thanh Tông bây giờ tình cảnh vô cùng gian nan, sư thúc danh chấn thiên hạ, chính là chỗ sửa vững chắc của Thượng Thanh Tông, mong rằng sư thúc có thể lưu lại tương trợ. Hán tử lôi thôi không tiếp tục dây dưa chuyện này, cười hỏi, nhà đầu, nghe nói con gả cho người ta rồi. Nói đến việc gả chồng này, đường nhi bỗng nhiên xấu hổ, sự thật bên trong thật sự khó mà mở miệng. Ta thân vô trường vật, cũng không có gì cho con, rượu ngon chôn 30 năm cho con một vò làm hạ lễ vậy. Hán tử lôi thôi vung tay áo quét qua, một vò rượu bay vù tới. Đường nhi nhận lấy, có chút trầm mặc, vỗ nhẹ nhẹ bùn đất bên trên, không biết rượu này có phải do cha mình chôn không. Hán tử lôi thôi ôm vò rượu rót tiếp vào miệng, cười ha ha nói cái miệng quá đen của đông quách hạo nhiên kia năm đó từng nói con người ta và tên ta không hợp, sau này chắc chắn có biến cố, không ngờ một câu thành sấm. Nghe nói phu quân của con là đệ tử quan môn của hắn ta à? Tuy là Lâm Trung nhận đồ, có chút vội vàng nhưng hắn ta sẽ không thu đồ đệ lung tung. Làm vậy chắc chắn có nguyên nhân, nếu có thể vãn hồi thì đừng ngại nghĩ cách giảng hòa. Dứt lời ông đứng dậy, lại nhấc vò rượu khác nhún người nhảy lên, phiêu nhiên cưỡi trên người con kim mau hống đang nghịch nước kia thấy đối phương định đi đường nhi vội vàng kêu lên sư thúc chẳng lẽ người thật sự muốn thấy thượng thanh tông ngã xuống như vậy sao quá khứ đã qua quay đầu cũng không thể vãn hồi trước mắt mọi người không có hôm qua chỉ có sáng sớm ngày mai thượng thanh tông đã đi đến tình trạng này có gìn giữ cũng vô dụng sẽ chỉ càng ngày càng tệ thôi nhà đầu con không ngốc cho dù con làm trưởng môn như thế nào nếu con đã làm trưởng môn thì không cần phải khúm núm lúc cần phách lực của trưởng môn thì không nên do dự cứ theo suy nghĩ của mình mà dũng cảm đối mặt. Nếu không Thượng Thanh Tông cần trưởng môn như con để làm gì? Đi đây, hán tử lôi thôi xoay lưng để lại mấy câu, dứt lời liền ngồi xuống, kim mau hống đột nhiên vung tứ chi lao đi. Nó phi nước đại trong khe suối, đi ngược dòng nước trên đường khuấy động lên bọt nước. Người ngồi trên lưng bị bọt nước bắn tung tóe vẫn ngửa đầu rót rượu giống như nhụy hoa trong đóa hoa nở rộ, đi xa. Lúc đường nhi quay về, các đệ tử tụ tập gần như đã tản đi. La Nguyên Công, Tô Phá và đường Tố Tố vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chờ. Đường Tố Tố nhìn thấy nàng ôm vò rượu từ trong núi trở về thì trong nháy mắt sầm mặt lại, phát tác tại chỗ là hắn ta đưa cho con. Ánh mắt đường nghi nhìn thẳng vào ba trưởng lão nghiêm túc chưa từng thấy, khiến cho đường Tố Tố tỉnh táo lại không ít. Vò rượu này có thể là phụ thân chôn ở trong núi. Đường nghi nhàn nhạt nói, đường Tố Tố muốn nói lại thôi. Vốn bà muốn bảo đường nghi ném đầu người kia cho đi nhưng khi nghe nói có thể là di vật của đường mục thì lại không thể nói ra miệng tô phá nhìn theo hướng nàng tới thử hỏi trưởng môn hắn ta ở đâu đường nhi khẽ thở dài ông ấy không chịu ở lại đi rồi đường tố tố gửi lạnh một tiếng thứ bại hoại của thượng thanh tông hắn ta vẫn còn mặt mũi đặt chân lên cảnh nội thượng thanh tông năm đó nếu không phải trưởng môn sư huynh bao che khuyết điểm hắn ta đâu còn cái mạng nữa đừng nói mấy lời nhảm nhí vô dụng nữa người làm sư huynh la nguyên công quát một tiếng lại tiếp tục nói với đường nhi trưởng môn có hắn ta ra mặt một phen đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không còn ai dám đến gây sự với thượng thanh tông hiện tại chúng ta phải làm là thanh lý môn hộ mấy chục đệ tử phản bội chạy trốn trước đó đã phái người đuổi theo trong rừng núi mênh mông này nhất thời chắc sẽ khó tìm thấy vẫn xin trưởng môn phát lệnh thông báo đường dây ngầm ở ngoại giới chú ý một khi phát hiện lập tức thông báo cũng tiện kịp thời phái người đi diệt trừ những phản đồ này đường nghi nói những ngày phản đồ đi cũng tốt không muốn cùng sư môn cùng chung hoạn nạn ở lại cũng vô dụng trong đó nói không chừng có nhãn tuyến của bên ngoài. Trải qua chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chừng ngược lại nhân họa đắc phúc, thanh trừ nội tuyến của ngoại giới đang chôn trong Thượng Thanh Tông. Lời này khiến ba vị trưởng lão gật đầu hoặc ngầm đồng ý, đúng là như thế, nhãn tuyến của bên ngoài mai phục trong Thượng Thanh Tông không thể nào cùng chung hoạn nạn với Thượng Thanh Tông, rất có thể dưới bức bách của áp lực ban nãy đã chạy trốn. Có điều hình như ba người đã nhận ra chút khác thường gì đó trên người đường nghi. Bình thường Đường Nghi rất xem trọng ý kiến ba vị trưởng lão bọn họ đưa ra. Lần này nhắm vào việc này, dường như Đường Nghi Đường Đường chính chính đứng ở trước trưởng môn cân nhắc sự tình chủ động phát biểu ý kiến. Đường Tố Tố giọng căm hận nói, quyết không thể dễ dàng tha thứ cho những phản đồ này. Đường Nghi nói, phản đồ dĩ nhiên không thể bỏ qua, có điều bây giờ không phải là lúc để dồn tinh lực chủ yếu vào những việc này. Đúng như La trưởng lão nói, người kia ra mặt giúp chúng ta một phen, trong thời gian ngắn hẳn là không ai dám động vào Thượng Thanh thông. Có điều cũng chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên phải nhân thời gian này để chuẩn bị những thứ nên làm. Thông báo những đệ tử truy tìm trở về đi, còn về phần những phản đồ kia, Thượng Thanh Tông sẽ công khai đưa lời với giới tu hành, vạch trần những phản đồ này, để bọn chúng có tiếng xấu, sau đó dần dần thanh toán bọn chúng cũng không muộn. Mặt khác, Tống Thư, ta lấy danh nghĩa trưởng môn tuyên bố, Tống Thư sai con ông ta mưu sát đồng môn nghiêu hữu đạo không thành, ngược lại vụ oan sư môn, còn cấu kết lưu tiên tông tập kích sư môn, cũng được liệt vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ, để người trong thiên hạ cùng phỉ nhổ. Ba vị trưởng lão sừng sốt, liệt tống thư vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ. Ba người đều không cảm thấy không nên, nói tống thư cấu kết lưu tiên tông khi sư diệt tổ cũng không quá, không chừng vốn là như vậy. Có điều chuyện giết nhiều hữu đạo rõ ràng là đường tố tố sai tống diễn thanh làm, giờ lại đẩy lên đầu tống thư, đơn giản là vu oan. Chuyện lưu tiên tông tập kích, cộng thêm bên này giành quyền phát ngôn trước, lớn tiếng dọa người, chỉ e giờ Tống Thư có giải thích thì cũng không ai có thể tin được. chương 109, số điển vong tông, biện pháp này khá tốt, còn cứu lại được đường tố tố. Sau này bên ngoài có đồn đại đường nghi mưu đoạt trưởng môn gì đó đều sẽ tưởng rằng Tống ra đang trả thù, chiêu lớn tiếng dọa người này dùng rất tốt. Cách này lại khiến đường tố tố không được tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía đường nghi có vẻ hơi nhu hòa hơn, phát hiện cháu gái ruột đúng là cháu gái ruột, không uổng công mình dốc hết tâm tư nâng lên trước trưởng môn, cuối cùng vẫn nghiêng về bà cô này, người một nhà trung quy là người một nhà. Tóm lại giờ phút này, ba người đều ý thức được rõ sự chuyển biến của Đường Nhi trong lúc nói chuyện. La Nguyên công trầm ngâm nói, "Trưởng môn, biện pháp này không tệ. Có điều làm vậy là hoàn toàn trở mặt với Tống gia, Tống gia sẽ có thể công khai trả thù, sau này Thượng Thanh Tông muốn đặt chân ở Yến Quốc chỉ e khó càng thêm khó." Ta tự có quyết đoán." Đường Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thanh cung, trong mắt lộ ra tia kiên định chưa từng có ôm bình rượu tiến lên phía trước, vứt lại một câu, dâng hương cho tổ sư ra. Dâng hương cho tổ sư ra, ba trưởng lão sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo, đi dâng hương cho tổ sư ra lúc nào cũng không quá đáng nên không ai tiện từ chối. Cả nhóm người đi vào thượng thanh cung, đường nghi đặt vò rượu một bên, đi đến trước tượng tổ sư ra ở chính giữa, châm ba nén hương, lại lùi ra sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên tấm tượng ngồi xếp bằng cao cao, nhìn chằm chằm không nói gì. Ba trưởng lão cũng lần lượt tiến lên đốt nhang, lại tiếp tục quay trở về đứng thành hàng sau lưng Đường Nghi, cùng chiêm ngưỡng thánh dung của tổ sư gia. Đường Nghi im lặng thật lâu bỗng nhiên chậm rãi quỳ xuống, đột nhiên hành đại lễ khiến ba người phía sau ngạc nhiên. Quỳ trước tổ sư gia không có gì, có điều vốn dĩ chỉ khi trong đại điển hoặc lúc gặp chuyện gì mới phải hành đại lễ như vậy. Ngay cả trưởng môn cũng quỳ xuống, ba người bối phận mặc dù cao, cũng không thể không cùng trưởng môn quỳ xuống. Đường Nhi hai tay cầm nhang ngẩng đầu nhìn bức tượng ngồi gương mặt thành kính nói, tổ sư gia tại thượng, lịch đại tiên sư tại thượng, đường nhi trưởng môn đời thứ 11 của Thượng Thanh Tông quỷ báo cáo tội. Nay Thượng Thanh Tông lâm vào tình thế nguy hiểm, khó mà tự kiểm soát, đều trách đệ tử vô năng. Nay, thời khắc sinh tử tồn vong của Thượng Thanh Tông, đệ tử xin thề trước tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư, nhất định sẽ dốc hết sức chấn hưng Thượng Thanh Tông, nếu có bất kỳ sai lầm gì, đệ tử nguyện một mình gánh chịu. Khẩn cầu trên trời có linh thiêng phù hộ, rứt lời nàng cúi đầu kề sát đất hành lễ ba cái ba người đằng sau sắc mặt chấn động họ đều biết thượng thanh tông rơi vào tình trạng như bây giờ băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh tuyệt đối không trách được một mình đường nghi vậy mà đường nghi trước mặt tổ sư ra chỉ một mình ôm đồm toàn bộ trách nhiệm ba người nhìn nhau cũng cầm hương dập đầu ba cái đường nghi đứng dậy tiến lên cắm ba nén hương vào trong lư hương trên thần đàn lại chậm rãi thối lui chờ sau khi ba vị trưởng lão cũng cắm hương lui ra sau nàng mới quay người đối mặt với ba người ánh mắt nghiêm túc đảo lên mặt qua người hỏi tình cảnh thượng thanh tông bây giờ ba vị trưởng lão có cách gì thoát khỏi khốn cảnh không ba người trầm mặc nào có biện pháp gì thoát khỏi khốn cảnh chứ nếu có thì đã sớm đưa ra rồi la nguyên công thử hỏi trưởng môn định thế nào đường nhi nói biện pháp tốt không có nhưng không thể cứ ngồi trơ mắt nhìn thượng thanh tông tiêu vong không thể ngồi yên chờ chết được nếu thật sự như vậy chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ của thượng thanh tông từ tội nhân thiên cổ nói hơi nghiêm trọng quá khiến vẻ mặt ba người đều ngưng trọng bởi nàng nói như vậy cũng không phải không được nếu thật sự để thượng thanh tông ngã xuống trên tay thế hệ bọn họ thì họ sẽ không còn mặt mũi nào gặp lịch đại tiên sư trên thực tế hoàn toàn có khả năng này la nguyên công tiếp lời trưởng môn có lời gì đừng ngại nói rõ đường nghi liền nói tình cảnh thượng thanh tông bây giờ ta không cần nhiều lời cho dù không có ai giết đến tận cửa chúng ta cũng bị cắt đứt điều kiện tranh giành tài nguyên tu luyện bên tống gia kia sẽ không cung cấp tài nguyên tu luyện cho chúng ta nữa cứ tiếp tục như vậy cắt mất tài nguyên tu luyện rồi thì làm sao ăn nói với đệ tử bên dưới. Lòng người ở đâu, chỉ sợ đến lúc đó bội phản không chỉ có những kẻ trước mắt kia mà toàn bộ Thượng Thanh Tông sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc đó dựa vào cái gì mà thanh lý môn hộ. Cây chuyển chết, người chuyển sống, ta muốn tạm vứt bỏ tông môn, dẫn đệ tử trên dưới Thượng Thanh Tông đi nơi khác tranh giành tài nguyên tu luyện, mưu đồ chấn hưng. La Nguyên Công và Tô Phá chừng lớn mắt nhìn, đường tố tố giống như mèo bị dẫm đuôi, thét to, người đường đường trưởng môn thế mà muốn từ bỏ tông môn tổ đình, người có nghĩ người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào không? Người trong thiên hạ sẽ cười ngươi vô năng, người có nghĩ tới không? Hài cốt của tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư đều táng tại vùng núi non này, bao gồm cả phụ thân của ngươi, bỏ đi như vậy để mặc người khác trà đạp sao? Sao ngươi có thể nói ra những lời số điển vong tôn như vậy trước mặt tổ sư gia cùng lịch đại tiên sư chứ? Có câu bà còn chưa nói ra, trưởng phu của bà, con của bà đều được chôn ở đây, sao bà có thể để người ngoài sang bằng mộ phần của trượng phu và con trai bà chứ? Hơn nữa hài cốt của vài tiên sư đều đã vỡ nát, người có muốn đào lên rời táng cũng không cách nào rời được, chỉ rời đi một bộ phận thì có ý nghĩa gì? Sự thật cũng đúng là như thế, như Lưu Tiên Tông nói, Thượng Thanh Tông chiếm Linh Sơn bảo địa, chỉ cần Thượng Thanh Tông vừa đi, lập tức sẽ có người tới chiếm. Rời đi thì rất dễ, với năng lực của Thượng Thanh Tông hiện tại muốn cướp lại thì khó, là các ngươi tự từ bỏ, là các ngươi không cần, người dựa vào cái gì bắt người ta phải dọn đi trả lại cho các ngươi. Đường Nhi mở miệng phản bác, nếu người của Thượng Thanh Tông đều không còn nữa rồi thì lấy gì để bảo vệ tổ đình này, không phải cũng sẽ bị người ta chiếm mất sao. Chỉ cần Thượng Thanh Tông có thể chấn hưng, chỉ cần Thượng Thanh Tông có thực lực, tự nhiên sẽ có ngày có thể đoạt lại. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn mồ của tổ sư gia và lịch đại tiên sư bị người ta vỗ nhục, nhưng đây là cái giá lớn nhất định phải trả để chấn hưng Thượng Thanh Tông, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Ta nghĩ Tổ sư gia và Lịch đại tiên sư cũng có thể hiểu chúng ta. Ngươi, Đường Tố Tố vung tay áo chỉ vào Đường Nghi, giận quá thành cười nói, "Giỏi, giỏi, giỏi." Tạm thời coi như ngươi nói đúng, lão thân cũng muốn hỏi trưởng môn một tiếng, Đại Yên quốc mặc dù lớn, chúng ta có thể đi đâu? Ngươi nói cho ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại muốn học theo Ngưu Hữu đạo chạy tới tìm Phượng Lăng ba nương tựa sao?" Đường Nghi nói, đối mặt với khốn cảnh của Thượng Thanh Tông, ta đã từng ngày đêm suy nghĩ được biết thương Triều Tông được Phượng Lăng Ba tiếp nhận, ta thực sự đã nghĩ tới khả năng tìm Phượng Lăng Ba nương tựa, nhưng không ổn. Phượng Lăng Ba có thể tiếp nhận thương Triều Tông, nhưng không thể tiếp nhận Thượng Thanh Tông ta. Phượng Lăng Ba thu nhận thương Triều Tông là nhận áp lực, Thiên Ngọc Môn không thể không viết một lời giải thích gửi khắp giới tu hành. Nếu Thượng Thanh Tông ta lại cùng cuốn với Nhi Tử Ninh Vương, áp lực này chắc hẳn Thiên Ngọc Môn không muốn tiếp nhận. Cho dù đối phương có thể tiếp nhận, thế lực của Phượng Lăng Ba vẫn hơi nhỏ, trước mắt cũng chưa nhìn ra được năng lực khuếch trương gì, vẫn chưa có thực lực sánh với triều đình. Bản thân Đại Yên Quốc cũng đang trong lúc bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng đứng trước khả năng bị chư quốc chia cắt, thế lực Phượng Lăng Ba nếu đối mặt với đại thế lớn như vậy e cũng khó ngăn cản. Cho nên trong cảnh nội Đại Yên cho dù là chư hầu nào cũng không thích hợp để Thượng Thanh Tông ta mưu đồ phát triển lâu dài. Đường Tố Tố cười ha ha châm chọc nói, chẳng lẽ trưởng môn còn muốn dẫn Thượng Thanh Tông nương tựa các nước khác sao? Chuyện bài ngoại ở đâu cũng có, thế lực nước khác cũng sẽ không tùy tiện dung nạp thế lực nước khác vào kiếm chén canh đâu. Đường Nhi đáp, ta chuẩn bị dẫn người lên phía bắc, tìm thiệu đăng vân phản tướng đại yên nương tựa. chương 110, qua sông đoạn cầu, tìm thiệu đăng vân nương tựa, ba người đồng thời sững sở. Đường Nhi tiếp tục nói, thiệu đăng vân vốn là bộ hạ cũ của Ninh Vương, vốn là đại tướng dưới trướng Ninh Vương, cũng từng có lui tới với thượng thanh tông ta. Nhưng triều đình thanh tẩy thế lực Ninh Vương, Khiến Thiệu Đăng Vân không thể không phản quốc khai quan, dẫn đại quân nước địch vào công thành đoạt đất Đại Yến. Bây giờ mặc dù Thiệu Đăng Vân trở thành thần tử địch quốc nhưng có được vùng đất một châu vốn là đất cũ của nước Yến. Tương đối mà nói địa vị của Thiệu Đăng Vân tại nước Hàn cũng khá độc lập, môn phái sau lưng hắn là môn phái tu hành từng ở cảnh nội nước Yến. Chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa, tương đối dễ dàng được tiếp nhận. Tiếp theo, Thiệu Đăng Vân mới chiếm một vùng đất lớn, mới mở rộng nhân mã số lượng lớn dưới tay cũng thực sự cần tu sĩ đáng tin tương trợ, mà hoàn cảnh của chúng ta hẳn thiệu Đăng Vân cũng biết rõ, cộng thêm Thượng Thanh Tông đã từng có chút giao tình với hắn, ta nghĩ chúng ta tiến đến tìm nơi nương tựa, khả năng được tiếp nhận hẳn là tương đối lớn. Đường tố tố hơi giật mình, chợt lại vung tay áo chỉ vào nàng, giận tím mặt nói là ai bảo ngươi làm như vậy? Có phải phản đồ họ triệu dạy ngươi làm như vậy không? Nghe thấy vậy. La Nguyên Công và Tô Phá đang nhíu mày suy tư tính khả thi mà Đường Nghi nói cũng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đều có vẻ ngờ vực được đường tố tố nhắc nhở họ cũng hơi nghi ngờ có phải vị ở yêu ma lĩnh kia dạy nàng không bởi vì biểu hiện của trưởng môn hôm nay thực sự khác hẳn với bình thường đường nhi lắc đầu nói đường trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi không có bất kỳ ai chỉ điểm cả đây là suy nghĩ của ta ta đã sớm có ý tưởng này chỉ là trước giờ không nói ra thôi đường tố tố vung tay lên không thể nào ta nhìn ngươi lớn lên ngươi tuyệt đối không thể làm ra những chuyện số điển vong tông như vậy được thế này phù hợp với tác phong của triệu tặc kia hơn. Đường Nhi buông tiếng thở dài, ngữ khí cố hòa hoãn hơn, ta biết vì cái chết của cô ra ra và biểu thúc, người luôn ghi hận hắn, hận không thể giết hắn. Nhưng ta có thể thề trước mặt tổ sư ra, tuyệt đối không phải do hắn dạy, việc này thật sự hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân ta. Khuôn mặt đường tố tố méo mó, nặng trịch nói ta phản đối ném sư vứt tổ. Bà mạnh mẽ quay đầu lại, hai vị sư huynh, có phải các người muốn ném sư vứt tổ không? cái mũ ném sư vứt tổ này đúng là hơi lớn khiến La Nguyên Công và Tô Phá ngập ngừng. Trong mắt đường nghi lóe lên tia kiên quyết, lời lẽ cứng rắn, vẫn mong đường trưởng lão tự trọng, rốt cuộc ta là trưởng môn hay người là trưởng môn. Ngươi, đường tố tố chỉ về phía nàng, suýt chút nữa là thốt ra một câu, nếu không phải có ta dìu ngươi thượng vị, ngươi có thể làm trưởng môn sao? Bà vừa chỉ tay, đường nghi đã lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài trưởng môn, ta lấy thân phận trưởng môn chính thức tuyên bố pháp chỉ, Lập tức bãi miễn vị trí trưởng lão chấp pháp thượng thanh tông của Đường Tố Tố, biếm thành đệ tử hộ pháp, vị trí trưởng lão chấp pháp sẽ do bổn trưởng môn đích thân kiêm nhiệm. La Nguyên Công và Tô Phá trợn mắt há mồm, không ngờ lại nhìn thấy màn này, không ngờ nữ nhân Đường Nghi Ôn Nhu xinh đẹp hôm nay lại nóng nảy như vậy, có thể đối cứng với Đường Tố Tố. Bình thường nàng luôn rất ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt bà. Rõ ràng Đường Tố Tố cũng kinh ngạc, đây là cháu gái mình sao? Đây là người một nhà mình một tay nâng đỡ sao? La Nguyên công khuyên nhủ, trưởng môn bất giận, đường trưởng lão có ý nghĩ của mình phát biểu ý kiến của mình cũng chỉ là lời của một phía, có thể cung cấp để tham khảo thôi, không cần phải đại động can qua như vậy, vẫn mong trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đôi mắt sáng của đường nghi chuyển động, nhìn chăm chăm về phía lão, lệnh bài trưởng môn cũng sáng lên cho lão nhìn, la trưởng lão, không biết trưởng môn chấp trưởng lệnh bài trưởng môn ta đây phát ra pháp chỉ trưởng môn có còn hiệu lực hay không. Vẻ mặt La Nguyên công ôn hòa an ủi, dĩ nhiên là có, có điều việc này không thể nhất thời xúc động lỗ mãng quyết định được. Đường Nghi, nếu đã là có, vậy theo môn quy, trưởng môn có quyền chuyên quyền độc đoán, nếu tất cả mọi người cảm thấy trưởng môn làm sai, trên dưới Thượng Thanh Tông có thể bãi miễn trưởng môn tập thể. Chỉ cần có hơn 8 phần 10 người tán thành bãi miễn, trưởng môn ta có thể thay người. Bây giờ ta kiên trì phát pháp chỉ trưởng môn, giải trừ vị trí trưởng lão chấp pháp của Đường Tố Tố, nếu có người cảm thấy ta làm sai, có thể dựa theo môn quy triệu tập đệ tử trên dưới thượng thanh tông bãi miễn bổn trưởng môn. Ta tuyệt đối không ngăn cản, tóm lại pháp chỉ trưởng môn này sẽ không thu hồi, hoặc là giải trừ trưởng lão chấp pháp của đường tố tố, hoặc là bãi miễn trưởng môn ta, đệ tử trên dưới thượng thanh tông tự lựa chọn. Vẻ mặt la nguyên công và tô phá co rút, không ngờ nữ tử Mỹ lệ bình thường dịu dàng ôn hòa hôm nay lại quyết liệt như vậy muốn đem cái chức trưởng môn ra để ép trưởng lão chấp pháp đường tố tố xuống đài, đúng là đã bất chấp tất cả rồi. Mặc dù tổ sư gia đặt ra môn quy bãi miễn trưởng môn cho hậu nhân, nhưng cũng là để tránh người nào đó sẽ gây nguy hiểm cho cả Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông chưa từng có chuyện bãi miễn trưởng môn, môn quy bãi miễn trưởng môn này không phải không có lý. Một khi trong môn có hơn 8 phần người phản đối trưởng môn chứng tỏ trưởng môn này không được ưa chuộng, có tiếp tục làm nữa cũng không thể dẫn dắt Thượng Thanh Tông tiến lên, còn không bằng thay người. Đối với Đường Nhi mà nói, nàng đã sớm ý thức được đường tố tố chính là trở ngại lớn nhất đối với quyền lực chấp trưởng trưởng môn của nàng thế nhưng có một số việc trước kia nàng không đủ dũng khí để làm đó là cô của nàng nếu làm danh tiếng mà nàng phải gánh chịu không cần nghĩ cũng biết có một vài việc chỉ có thể lẳng lặng nghĩ trong đầu cho tới khi gặp người kia nghe những gì người kia nói thượng thanh tông đã đi đến tình trạng như ngày hôm nay có giữ gìn cũng vô dụng sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét không thể dũng cảm đối mặt thượng thanh tông cần trưởng môn ngươi để làm gì Mãi sau khi nghe người kia nói nàng mới hạ quyết tâm, nhưng vẫn không muốn vạch mặt với đường tố tố. Nàng chỉ định thử đưa ra ý kiến của mình, hy vọng có thể thuyết phục bà, kết quả bà không để mình bị đẩy vòng vòng, kiên quyết phản đối. Điều này cũng làm cho nàng thấy rõ, có một số việc không cách nào trốn tránh, phải đối mặt rồi, thế là nàng dứt khoát quyết định xóa bỏ chướng ngại vật đường tố tố này, phải giải trừ quyền lực của bà. Giỏi, giỏi, giỏi lắm, được, trưởng lão chấp pháp này ta không làm cũng được đường tố tố ngửa mặt lên trời liên tục cười thảm bà nằm mơ cũng không thể ngờ người thật sự đâm bà một sao lại là người mà mình tín nhiệm nhất bi thương trong lòng không ai có thể biết bà khua tay nói muốn đi các người đi đi ta phải lưu lại đây ta sẽ không làm cái chuyện vứt sư bỏ tổ đường nghi nhìn chằm chằm bà nói chúng ta đều đi rồi một khi có người tới cửa tìm phiền toái một mình người có thể thay đổi gì hy sinh vô ích có ý nghĩa sao cô nãi nãi ta cần người hiệp trợ Đường tố tố cười thảm nói, sao phải nói đàng hoàng như vậy, qua sông đoạn cầu, người còn cần đến ta hiệp trợ sao? Đôi môi anh đào của đường nghi hơi mím lại, bình tĩnh nói, không đi cũng phải đi. Nếu không đi, ta sẽ ban bố pháp chỉ trưởng môn trục suốt người khỏi Thượng Thanh Tông, vĩnh viễn không được đặt chân vào Thượng Thanh Tông nửa bước. chương 111, Mai Phục 1, đường tố tố giận cực kỳ, dựa vào cái gì? Đường nghi, chỉ với chuyện người xui khiến tống diễn thành bố trí mai phục ở Nam Sơn tự tàn sát đệ tử đồng môn có đủ hay không? Chứng kiến việc này, khóe miệng La Nguyên Công hơi co quắp, mí mắt tô phá giật giật. Hai người phát hiện vị trưởng môn này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi, đường tố tố tức giận, giận đến mức run lẩy bẩy, bi bi phí hết tâm tư mưu đổ bí mật giúp đối phương ngồi vững vàng trước trưởng môn, không ngờ nỗi khổ tâm ngược lại đã trở thành lợi khí để đối phương nhằm vào bà. Đối với bà mà nói đây quả thực không có thiên lý, một trái tim lạnh lẽo. Cuối cùng bà ngửa mặt lên trời cười buồn, dục vọng quyền lực làm mờ mắt người, trở mặt vô tình. Đường Nhi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận, hối hận còn hơn ở đây chờ chết. Ý ta đã quyết, nếu quyết định sai lầm, một mình ta gánh chịu trách nhiệm, tự từ chức trưởng môn tả tội. Đường Nhi lại nhìn sang hai người kia, còn có ai phản đối rời đi không? Tô Phá trầm mặc một lúc, chợt chắp tay nói, Tô Phá cần tuân pháp chỉ trưởng môn. La Nguyên Công nhìn về phía sư đệ sửng sốt một chút, không ngờ sư đệ lại phối hợp như vậy, lão rơi vào do dự, vứt bỏ tổ đình tông môn không phải việc nhỏ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ánh mắt sáng rực của đường nghi nhìn chầm chầm lão, cuối cùng la nguyên công buông tiếng thở dài, thượng thanh tông đến mức độ này rồi hình như cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể chắp tay nói cần tuân pháp chỉ trưởng môn. Đường nghi âm thầm thở phào, gật đầu nói thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian tập trung đệ tử rời đi, bí mật di chuyển. Trên đường đi phải khống chế nghiêm ngặt không cho đệ tử tiếp xúc với ngoại giới, đề phòng để lộ bất kỳ phong thanh gì, tạm thời cũng không cho đệ tử bên dưới biết ý đồ thật sự mặt khác ta cần một người tiến về Bắc Châu gặp mặt Thiệu Đăng Vân bàn công việc đầu quân trước để tránh nảy sinh bất chắc không biết ai nguyện đi trước trong điện lúc này chỉ có vài người là Nguyên Công và Tô Phá biết rằng chỉ có thể trông cậy vào một trong hai người bọn họ Đường Tố Tố chắc chắn không thể trông cậy được rồi lại là Tô Phá chắp tay nói ta và Thiệu Đăng Vân đã gặp mặt vài lần xem như quen biết nguyện đi tìm Thiệu Đăng Vân trước xác định nguy hiểm và trải đường trước cho trưởng môn được, không phá đi thì không xây lại được, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng đường nghi quyết định, ra khỏi thượng thanh cung, tô phá hơi sửng sốt bước nhanh ra. Chỉ thấy đồ hán trở bên ngoài, hắn ta đã trở về. Hai người vừa gặp mặt, tô phá mỉm cười nói, làm tốt lắm, có chuyện khác để làm đây, theo ta suốt môn một chuyến. Triệu hùng ca yêu ma lĩnh, hắn, trong tống phủ kinh thành, tống cửu minh đi qua đi lại trong viện tử, nhíu mày, Nghi ngờ nói, không phải Triệu Hùng ca đã bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông sao? Nghe nói năm đó suy chết tại Thượng Thanh Tông, theo lý hẳn phải hận Thượng Thanh Tông mới đúng, sao còn ra mặt giúp đỡ họ? Quản gia Lưu Lộc ở bên nói, chuyện này thì không biết, bên Lưu Tiên Tông truyền tin đến nói vậy. Lưu Tiên Tông nói không thể trêu vào Triệu Hùng ca, ba lần bảy lượt bày tỏ sự áy náy với lão gia. Thực lực của Lưu Tiên Tông thực sự là không dám trêu vào Triệu Hùng ca. Tống Cửu Minh phất tay, Tử Ngư còn phải lăn lộn ở Lưu Tiên Tông việc này không cần phải làm khó bọn họ tránh khiến tử ngư khó xử phải hòa giải thế nào để lưu tiên tông đối xử tốt với tử ngư thì ngươi tự đi nói đi có điều đại tư không đã giao việc này xuống không làm được ta cũng không tiện ăn nói nhưng triệu hùng ca này đúng là không có nhiều người dám chọc vào loại tu sĩ không biết trời cao đất rộng nhiều lần dùng võ phạm cấm không chịu ước thúc bất chấp phương pháp thực sự đáng hận vậy đi người bảo lưu tiên tông tạm thời giữ bí mật chuyện này đừng để tin tức lọt ra ngoài mặt khác Ngươi liên lạc với một môn phái khác đến thượng thanh tông, ra tay thử lần nữa, thăm dò thử thái độ của triệu hùng ca này xem sao. Nếu hắn nhất định muốn đối nghịch, vậy không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách xem có thể tìm được ai tới tiêu diệt hắn không. Rõ. Lưu Lộc đáp ứng. Quận Thanh Sơn, làng nhà lính, núi cao rừng rậm. Những ngọn núi đứng sừng sững như những cái rùi lớn nhỏ trông tương đối kỳ lạ. Sâu trong rừng, tướng quân du kích tứ phẩm dũng mãnh của kỵ binh Nam Châu là hướng Vũ Nhân Bí mật dẫn người đến cùng nghiêm đoạt tìm hiểu tình hình trong núi. Đứng trên sườn núi được bóng rừng che giấu, nhìn đội quân hoặc nằm hoặc ngồi dưới bóng cây xung quanh, tất cả mọi người đều thay đổi quân trang chính thức của triều đình, mặc trang phục đủ loại màu sắc. Nếu không phải bên người đều bày biện vũ khí thì không thể nhìn ra là một chi đội ngũ. Ai nấy đều cầm bánh bột ngô gặm, không dám nhóm lửa lên khói. Lang nha lĩnh vốn có một đám sơn tặc, được xưng là lang nha tặc, hôm qua đã bị ta tiêu diệt sạch. Lát nữa mục tiêu tới, chúng ta sẽ dựng cờ lang nha tặc lên, giả mạo sơn tặc tiến công. Hướng vũ nhân chỉ vào đám thủ hạ mặc tặc phục giải thích. Nghiêm đoạt châm chọc nói, trên vạn nhân mã, kỵ binh hơn ngàn còn dám tập kích đại quân chính quy, cho dù ta không hiểu quân sự cũng biết rõ là có người giả mạo. Hướng vũ nhân lắc đầu, cái này không quan trọng, chỉ cần vừa động thủ, đối phương hẳn là có thể đoán được, chỉ là kiếm một cái cớ thôi. Nếu thực sự không được thì bên phía ta sẽ thừa nhận mình cấu kết với sơn tặc, người dưới chỉ nghe lệnh làm việc không biết tình hình thực sự. Lại đưa tay mời hắn ta nhìn sang bên khác, vượt qua một sườn núi, bên dưới là một con đường ẩn trong núi non trùng điệp. Hướng Vũ Nhân chỉ vào đó, nói, "Đây là con đường buộc phải đi qua để vào huyện Thương Lư, khi đội quân Mục Tiêu đến, bên này ta sẽ lập tức vây công tiến đánh từ mọi hướng, cuốn lấy bọn hắn. Về phần lấy thủ cấp Mục Tiêu trong lúc rối loạn thì phải trông cậy vào pháp sư các ngươi rồi." Nhiêm Đoạt quan sát địa hình một chút, khẽ gật đầu hai người xuống sườn núi vượt qua con đường nhỏ lại đi lên dốc núi đối diện tiến vào rừng không lâu thì đã đến chỗ một đội quân đang ẩn nấp khác Nhiêm đoạt phất tay để hướng vũ nhân làm việc của mình bản thân thì đi đến chân một ngọn núi ở đây có mấy chục tu sĩ đang đứng hoặc ngồi sắc mặt ai nấy đều khó coi có người còn đang cầm tín vật áp chế họ trên tay nghiêm đoạt khẽ thở dài trốn trong núi đợi gần nửa ngày lúc gần trạng vạn tối đội quân mai phục nóng nảy lần lượt đứng dậy Bọn nghiêm đoạt khoanh chân ngồi tính tọa dưới chân núi cũng bị kinh động, nghiêm đoạt lắc mình một cái, phiêu giật đáp xuống bên cạnh hướng vũ nhân. Không đợi hắn ta hỏi, hướng vũ nhân đã gật đầu nói, thám tử tuyến đầu báo tin, hẳn là mục tiêu tới, xin pháp sư chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm đoạt lập tức xoay người lại triệu tập một đám tu sĩ chuẩn bị. Vùng bỏ hoang thê lương, đồng ruộng hoang vu, đường có bạch cốt, một nhóm mấy ngàn người không nhanh không chậm bước đi. Bốn ngàn bộ tốt phượng nhược tiết chuyển giao cho muội muội đã vào vị trí của mình ngưu hữu đạo ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng dò xét bốn phía từ khi tiến vào cảnh nội quận thanh sơn thấy rõ ràng mọi thứ đều kém xa quận quảng nghĩa khắp nơi đều là cảnh tượng dân chúng lầm than trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể bốc mùi nằm trên đường cũng không ai quản thì cốt bị thứ gì đó gạm sạch chỉ còn xương cốt cũng không phải chuyện hy hữu từ đó có thể thấy năng lực của quận trưởng nơi này không chỉ kém phượng lăng ba một chút xíu chẳng trách bên phượng lăng ba nhân lực sung túc dám đối kháng triều đình thử hỏi bên này bách tính vì cầu sinh còn không phải sẽ nghĩ đủ mọi cách trốn sang quận Quảng Nghĩa sao? Làm Như Đình cũng đang ở trên lưng ngựa thỉnh thoảng lại lấy bản đồ ra xem xét. Bỗng nhiên ông nghiêng đầu nói gì với Thương Triều Tông, ánh mắt Thương Triều Tông nhìn về phía những dãy núi san sát đứng vông ở vùng bỏ hoang trước mắt, y đưa tay quát, ngừng. Đồng thời cũng ra hiệu với Phượng Nhược Nam, ý bảo tạm thời dừng lại. Chương 112, Mai phục 2. Phượng Nhược Nam phất tay ra hiệu cho đội quân dừng lại đợi thương triều tông và lam như đình tới mới hở hững nói lại có chuyện gì lam như đình chỉ chỉ thế núi phía trước vương phi phía trước là vùng núi tên lang nha lính địa thế hiểm yếu chính là con đường buộc phải đi để đến huyện thương lư nếu có người muốn gây bất lợi với chúng ta đây là vùng đất tốt nhất để ra tay phượng nhược nam phóng mắt quan sát một chút lạnh nhạt nói có thể phục kích mấy ngàn đại quân ở đây ngoài triều đình thì không thể có ai khác người cảm thấy triều đình dám sao thám tử vừa về ban nãy cũng chưa phát hiện manh mối gì, người nghĩ sao? Lam Như Đình cười nói, Vương Phi, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Ông nhìn về phía Bạch Diêu ở bên, nếu có thể phái vài pháp sư có thể bay qua bay lại xâm nhập dò xét xác định một chút là thỏa đáng nhất. Hừ, Phượng Nhược Nam khinh thường hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng ta cũng không thấy phải cẩn thận một chút có gì xấu, có điều nàng ta không thích người bên thương triều tông khoa chân múa tay với nàng nàng A chỉ nghiêu hữu đạo, bên cạnh các ngươi không phải có pháp sư sao? Để pháp sư của các ngươi đi do thám là được rồi. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn, lập tức nắm tay lại đấm đấm sau lưng, than thở nói, cưỡi ngựa đã lâu, lúc nào mới được ngủ nữa vậy, cái lưng này sắp gãy mất rồi đây này. Phượng Nhược Nam khinh bỉ một chút, bọn chuột nhắt nhát gan, tiểu nhân hèn hạ, nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, Bạch Diêu cũng không cảm thấy cẩn thận một chút là có gì xấu cả, gã ta quay đầu nói với một đệ tử thiên ngọc môn sau lưng, mấy người các ngươi đi xem thử một chút. Lập tức có bốn đệ tử thiên ngọc môn bay lên không lướt đi, vừa nhún một cái đã bay ra hơn trăm trượng. Bật một cái đã bay ra ngoài hai ba trăm mét, điều này với viên cương mà nói thì hơi không khoa học. Vì thế, trong ánh mắt gã lộ tia ao ước là điều đương nhiên. Trên đường đi nhiều Hữu đạo đã từng giải thích về các loại môn đạo, đây chẳng qua là sau khi bắn ra thì mượn ngự khí để trượt đi mà thôi, cũng tức là khí kình phóng ra ngoài thành dạng cánh, nhờ vào lực nổi của không khí để lướt đi. Cánh khí này viên cương gã không nhìn thấy, nhưng loại tu sĩ như nghiêu hữu đạo chỉ cần vận khí là có thể nhìn thấy tu sĩ dương cánh lao đi. Loại dương cánh bằng khí kình phóng ra ngoài này có sắc thái nhàn nhạt, nhạt, là một loại sắc thái dựa vào một loại hình thức năng lượng để tồn tại, giống như phải đeo kính lọc lên mới có thể thấy. Nguyên do bên trong lúc trước nghiêu hữu đạo đã từng giải thích với gã, đây là thứ liên quan đến vật chất tối, người bình thường không thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như quỷ hồn, người bình thường không thể nhìn thấy nhưng như hữu đạo vận khí là mắt sẽ có thể nhìn thấy, đây cũng chính là cái gọi là pháp nhãn. Một người một lần có thể lướt xa như vậy, đoán chừng Tu Vi đã đạt đến chút cơ kỳ. Tu Vi Kim Đan Kỳ thì có thể lướt xa hơn chút nữa. Cũng vì Tu Vi cao hơn nên lực bắn ra cường đại hơn, nhưng mà lúc cần đáp xuống đất thì vẫn phải đáp xuống đất, không còn cách nào khác. Người chỉ nhảy cao một chút như vậy, lại không có động lực ra chỉ tiếp tục, không thể bay đi không hạn chế được, mà phải đáp xuống đất mượn lực sản sinh để làm động lực trượt bắn đi thêm lần nữa. Có điều đứng từ trên núi cao nhảy xuống thì có thể lướt đi rất xa, nhưng giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ tranh lệch không nhỏ, thứ lực cản không khí cũng không thể nào coi nhẹ. Khí kình thành cánh không phải vật thật cũng không có đủ mật độ và chất lượng, khi trượt trong không trung lực cản không khí và đôi cánh khí ma sát cao độ, khí kình phóng ra ngoài sẽ hao tổn cực lớn, trong quá trình bay đi, pháp lực tiêu hao cũng nhanh. Dần dần, tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ không thể nào chịu đựng được, Tương đối mà nói, tu vi kim đan kỳ so với trúc cơ kỳ cao siêu hơn, cũng cường đại hơn, pháp lực tiêu hao càng bền bỉ hơn, đồng thời mật độ và cường độ khí cùng trúc cơ kỳ không thể nào so sánh được. Lúc trượt tốc độ nhanh dĩ nhiên hao tổn ma sát cũng nhỏ hơn, thời gian có thể duy trì phi hành kiểu đó, trúc cơ kỳ không thể nào so sánh được. Mặc dù như thế nhưng trong mắt của những người bình thường không phải tu sĩ, không rõ tình hình thì mặc kệ là trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, phi hành dưới tình huống thông thường sẽ không có gì khác biệt vẫn đủ để phàm phu tục tử chấn kinh, coi như tiên nhân phi thiên độn địa. Nếu tu vi đến cảnh giới nguyên anh kỳ cao hơn nữa thì lại là một chuyện khác. Nguyên anh kỳ vốn có nghĩa là có tân sinh hoặc thoát thai hoán cốt tu vi đã tu luyện đến cảnh giới có thể thoát khỏi nhục thân, khí kình có thể tự do thi triển trong không gian trời đất. Những vấn đề kim đan kỳ và trúc cơ kỳ phải đối mặt, với nguyên anh kỳ mà nói đều được khắc phục. Chẳng hạn như vấn đề ma sát tiêu hao cánh khí, lực đẩy trong không trung đều không còn là vấn đề nữa. Cảnh giới đó có thể nói là đã phi hành thực sự, có thể tự do bay lượn giữa trời đất, đối với phàm phu tục tử mà nói thật sự có thể coi là tồn tại như thần tiên. Trước mắt tu vi của Ngưu Hữu đạo còn không bằng mấy người trước mặt, dĩ nhiên không thể phóng đi xa như vậy, có điều nhẹ nhõm nhảy đi vài chục mét cũng không thành vấn đề. Mượn sức kéo của mặt nước chơi trò đạp sóng khiến phàm phu tục tử kinh động như gặp thiên nhân cũng không thành vấn đề, có thể dùng nó để khoe khoang một chút. Rất nhanh, những tu sĩ Thiên Ngọc môn biến mất trong dãy núi phía trước. Bóng dáng họ vừa biến mất khỏi tầm mắt của những người bên này thì bên kia, những người đang trốn trong dãy núi đã trông thấy. "Không hay rồi, Hướng Vũ Nhân kêu khổ." Nghiêm Đoạt đang ẩn mình trong bụi gai hiểm hộ nghiêng đầu nhìn tướng quân Du Kích Dũng mãnh bên cạnh, đối phương muốn xâm nhập điều tra, bên này tụ tập nhiều người như vậy, sợ là giấu không được. Hướng Vũ Nhân siết chặt hai tay, kế hoạch phục kích chỉ e đã bị phá rồi. "Gã ta không kìm được cắn răng chửi mắng một tiếng, thám tử dò đường không phải đã dò đi dò lại mấy lần rồi sao?" sao còn phải phái pháp sư đến điều tra thêm lần nữa lại cẩn thận đến mức này à trước đó để đề phòng bị thám tử phát giác gã ta luôn giấu đội quân sâu trong núi cho dù là bây giờ cũng không dám đến ven đường quá gần gã ta đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn được nữa mắt thấy bốn tu sĩ có vẻ muốn lao đến bên này điều tra trong núi sâu hướng vũ nhân vẫn ôm tia hy vọng quay đầu phân phó nói bảo tất cả mọi người nấp kỹ người bên cạnh nhanh chóng ra giấu tay với những kẻ nấp phía sau nhân viên phía sau lập tức ồn ào, lần lượt tìm nơi để nấp. Chỉ một lát sau, người đến điều tra đã bay lượn trên rừng cây, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Ban nãy gã ta chú ý thấy bên này có chim bay lên, nhìn kỹ rõ ràng trong bụi cây có dấu vết bị người ta lội qua. Nhiều người như vậy vội vàng chui vào thì không thể không để lại dấu vết, thuận theo chút vết tích xem xét thì lập tức phát hiện ra vài người đang ẩn nấp. Xoẹt một tiếng, người đến rút kiếm trên tay, đột nhiên phát ra báo động. Cẩn thận, có mai phục, rút lui ba người khác đi cùng cũng có người phát hiện dị thường nghe tiếng cấp tốc bay lượn trở về bốn pháp sư thám tử nhanh chóng bay ra xa đám nghiêm đoạt chậm rãi ra khỏi nơi ẩn thân nghiêm đoạt quay đầu nhìn về phía vị tướng quân kia bị phát hiện đánh rắn động cỏ phục kích không được nữa rồi không quấn được đối phương giờ muốn đuổi kịp mục tiêu khả năng không lớn vẫn nên rút lui thôi đối phương thật sự là cẩn thận quá mức nguyên nhân thất thủ ngươi hãy giải thích rõ ràng với châu mục một chút hắn ta đang lo không có cớ để thu tay về. Sao người biết đối phương nhất định sẽ trốn? Người như Phượng Nhược Nam chưa chắc vừa nghe tiếng gió đã chuồn đâu, có lẽ vẫn còn cơ hội. Hướng vũ nhân cắn răng một tiếng, bỗng nhiên quay đầu quát, truyền lệnh, nhân mã tập kết, đuổi theo. mười 113, danh bất hư truyền một. Nghiêm đoạt im lặng, hắn ta không tiện tiếp tục ngăn cản đối phương chấp hành nhiệm vụ, nếu không quay về vị này lại đổ hết trách nhiệm lên người hắn ta, hắn ta ăn không tiêu nổi đâu thật tình không biết trước khi tới hướng vũ nhân đã lập quân lệnh trạng trước mặt chu thủ hiền cũng không để nghiêm đoạt lại nói thêm gì nhân mã của hướng vũ nhân nhanh chóng tập kết chiến mã được giấu khá xa trong núi đã nghe tin chạy ra bốn tu sĩ dò đường nhanh chóng bay về bẩm báo trong núi có phục binh nhân số cụ thể không rõ nhưng cũng không ít vậy mà thật sự có mai phục sao phượng nhược nam giật mình dây cương cầm trong tay khi thế biến đổi vung thương quát bày trận kỵ binh và bộ binh tùy hành nhanh chóng bày trận hình tác chiến tấm chắn dựng thẳng lên, cung tiến thủ tiến rút ra, mũi tên gắn sẵn trên cung. Thương triều tông ra hiệu, kỵ binh sở thuộc cũng nhanh chóng lo liệu vũ khí đề phòng. Bạch siêu nghiêng đầu ra hiệu với đồng môn hai bên, đồng môn hiểu ý chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một lượng nhân mã lớn ẩn hiện trong rừng núi phía trước sông ra, với những người có kinh nghiệm chiến trường mà nói, chỉ cần hơi đánh giá đã nắm được đại khái không dưới vạn nhân mã. Hướng vũ nhân thương nơi tay, phóng ngựa lao ra khỏi rừng núi, đi đến trước trận, đám tu sĩ nghiêm đoạt cưỡi ngựa đi từ từ phía sau gã ta. Không ngoài sở liệu, cũng không chạy trốn, hướng vũ nhân cười ha ha một tiếng, đột nhiên vung thương chỉ về phía trước. Kỵ binh tấn công, bộ binh bọc hậu, phải cuốn lấy bọn chúng. Bên cạnh lập tức có vài người lấy sừng trâu phồng má thổi te te, phát ra hiệu lệnh tiến công. Giết, thống lĩnh kỵ binh vùng sợi dây cương hét lên một tiếng, chỉ trong một thoáng chốc hơn ngàn chiến mã rong rồi lao ra tạo thành một trận mũi nhọn kêu giết tấn công, đại địa chấn động đằng sau chiến trận kỵ binh, hướng vũ nhân thúc ngựa đè ép trận cước, 9.000 bộ binh sau lưng cũng tấn công theo. Mắt thấy quân địch trực tiếp phát động công kích, trận thế tấn công như vậy khiến người chưa từng thấy cũng có thể cảm nhận được chấn động. Như hữu đạo là người sống hai kiếp cũng chưa từng nhìn thấy loại chiến đấu trên vạn người dùng vũ khí lạnh liều mạng thế này. Đám tu sĩ Bạch Diêu thi triển pháp nhãn nhanh chóng đánh giá trận doanh công kích của đối phương, không biết đang quan sát cái gì. Phượng Nhược Nam liếc mắt nhìn về phía Thương Triều Tông, Vương Gia, người tới bắt người đã tới rồi địch nhiều ta ít người có sợ không muốn chạy thì chạy sớm đi chậm là không kịp đâu thương triều tông quay đầu trợn mắt nhìn lại phượng nhược nam khinh thường nói vốn đã kính trọng uy danh chinh chiến của ninh vương đã lâu có điều chuyện này không liên quan gì đến người mấy người này của các người có chắn phía trước cũng chẳng tác dụng gì vẫn nên trốn ra sau đi tranh thủ mang theo người của người rút ra phía sau đừng cản phía trước vướng bận bản tướng quân sẽ bảo vệ người không cần lo lắng lần này không chỉ thương triều tông mà tất cả các thân vệ đều nghiến chặt quai hàm nhìn sang nhớ năm đó anh dương vũ liệt vệ uy chấn thiên hạ đó là kiêu ngạo của bọn họ từ khi nào lại bị người ta xem thường đến như vậy còn cần một nữ nhân đến bảo hộ nghiêu hữu đạo vừa nhìn bộ dạng của đám này liền biết không ổn âm thầm kêu hỏng bét vội vàng khuyên thương triều tông vương gia không thể hành động theo cảm tính thương triều tông không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía muội muội thương thục thanh tự rút chả mã đao trên lưng ngựa ra Thương thục thanh tay gỡ nón lá khăn che, tiện tay quăng ra để lộ gương mặt xấu xí kia, rút ra một tấm vải trong túi ở lưng ngựa, đón gió tung ra, một tấm cờ lớn màu đỏ như lửa, một con hùng ưng màu vàng như phượng hoàng tắm trong lửa vỗ cánh bay lượn. Trên chiến kỳ có mấy cái lỗ, hình như là bị mũi tên bắn. Ánh mắt mấy trăm thân vệ đều nhìn chằm chằm trên chiến kỳ, ngực ai nấy phập phồng, cảm xúc khó hiểu, một thân vệ đưa trường thương lên. Khi chiến kỳ cột lên trường thương, thương thuộc thanh nâng trường thương dựng chiến kỳ một mặt kia lên đón gió tung bay. Nhân mã quận Quảng Nghĩa của Phượng Nhược Nam cũng lần lượt nhìn về phía lá cờ rách một mặt đón gió tung bay này. Thấy tình thế không đúng, Bạch Siêu trầm giọng nói, vương ra, mục tiêu của đối phương là người, không thể lỗ máng. Thương Triều Tông không để ý tới lời nói đó, nhìn về phía phía trước, kỵ binh của quân địch đã xông tới gần hơn khá nhiều. Chả mã đao trong tay giơ lên, hét ai muốn chịu chết thân vệ sau lưng đột nhiên cùng gào thét anh dương vũ liệt lần lượt rút chảm mã đao một cổ sát khí mãnh liệt tràn ngập ra tập thể đột nhiên bất thình lình hét lên như vậy làm nhân mã bên phía phượng nhược nam giật mình thương triều tông một lần nữa gầm thét ai muốn chịu chết tập thể thân vệ sau lưng gầm thét ta thương thục thanh cũng lớn giọng hò hét ta lúc này mặt xấu hay không xấu đã không ai để ý nữa chẳng còn ai chú ý đến tướng mạo của nàng ta nữa thư sinh như lam như đình cũng hét to ông rút bội kiếm bên hông ra ai muốn chịu chết ta một câu hỏi đáp này khiến trên dưới quận quảng nghĩa chấn động khó hiểu nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn đám niên này chúng tăng nam sơn tự viên phương đều ngạc nhiên viên cương thì quay mạnh đầu mặt căng thẳng nhìn những người này vương ra nghiêu hữu đạo còn muốn lên tiếng ngăn cản thương triều tông đã siết chiến mã đứng lên móng ngựa rơi xuống đất tựa như tên rời khỏi cung sông ra một người một ngựa đi đầu cua chảm mã đao sông vào phía trước không cao giọng kêu sát mấy trăm thân vệ nhanh chóng phóng ngựa lao theo, sát khí trong nháy mắt phun trào trong tiếng vó ngựa lộc cộc. Thương thuộc thanh trông như nữ tử yếu đuối, bóng lưng gầy nhỏ yếu đuối của nữ nhân kia vác theo chiến kỳ đi sát theo sau lưng ca ca. Làm như đình trước nay luôn là thư sinh lý trí cũng vậy. Vì tôn nghiêm và vinh dự, toàn bộ bộ hạ cố tàn dư yếu ớt của Ninh Vương đều xông lên, giống như im lặng gào thét những tiếng cuồng loạn cuối cùng vì người chết và vì người sống, cho dù là nữ tử yếu đuối hay thư sinh, ai nấy đều thẳng tiến không lùi chính diện sông về phía kỵ binh quân địch đông gấp đôi mình đám người này đối mặt trường hợp như vậy dường như đã mất toàn bộ lý trí vỏ kiếm trong tay nghiêu hữu đạo quét ngang đưa ra ngăn viên cương suýt chút nữa là phóng ngựa sông theo ra ngoài nhiều chiến mã điên cuồng sông đen như vậy đã thành một thế dưới loạn đao loạn thương phía trước ngay cả hắn đối đầu cũng không dám nói có thể tự vệ sao có thể để viên cương đi mạo hiểm trong chớp mắt chi nhân mã này lao ra Rõ ràng không nhiều người nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ ra khí thế có thể chạm mạnh vào trái tim Phượng Nhược Nam, nàng ta cũng biết nhìn hàng. Ánh mắt Phượng Nhược Nam nhìn chằm chằm nam nhân đi trước công kích, nhếch mạnh môi, có vẻ khinh bỉ nói: "Thân là chủ tướng, không nghĩ chỉ huy như thế nào lại như con ruồi không đầu dẫn đầu xung kích, đúng là dũng của thất thu." Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm nàng ta rõ đối mặt loại tình huống này, thủ hạ của Thương Triều Tông chỉ có chút người như vậy xuất kích tập thể thì đã không cần phải chỉ huy gì. Vương Phi, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, sao vẫn chưa xuất binh. Bạch siêu trầm giọng quát tháo. Phượng Nhược Nam đáp, không vội, để y thử thực hư của đối phương rồi hẳn phản ứng cũng chưa muộn, các người chú ý nhìn chằm chằm y là được rồi. Nàng ta đã nói như vậy, bạch siêu cũng không nói thêm gì, luận chỉ huy tác chiến trên chiến trường Phượng Nhược Nam vẫn am hiểu hơn. Bạch siêu phất tay ra hiệu, lập tức có hai đồng môn cùng là Tu Vi Kim Đan Kỳ Cưỡi khoái Mã Sông Tới mục đích dĩ nhiên là bảo vệ thương triều tông phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. chương 114, danh bất hư truyền 2. Thực ra trong tình huống hai quân chém giết bình thường, tu sĩ sẽ không vào thẳng vào chiến trường chém giết, mấu chốt là một lượng ít tu sĩ xông vào chiến trường tác dụng cũng không lớn. Cho dù ngươi có thể đuổi theo đại quân thì có thể giết được mấy người chứ. Đại quân không phải chỉ lao về phía ngươi, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu. Lúc sĩ khí sụp đổ, thực lực cá nhân của ngươi mạnh cũng chẳng ai nghe ngươi cả, vài tu sĩ chém giết với đại quân cùng lắm chỉ gia tăng chút số lượng sát thương, tác chiến quy mô càng khổng lồ khi tu sĩ tham gia vào chém giết sức ảnh hưởng đến cục diện trận chiến càng nhỏ. Còn những người có tu vi thực sự cao đến mức có thể dùng võ lực cá nhân để xoay chuyển thắng bại của cả trận chiến đã đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn, dù sao những người như vậy có tham gia vào những trận chém giết thế này gánh thêm chút sát nghiệp thì có ý nghĩa gì? Phượng Nhược Nam nói như vậy, chủ tướng không phải dùng để xông pha chiến đấu mà dùng để chỉ huy, còn tác dụng của pháp sư tùy tùng chỉ là bảo hộ chủ tướng. ầm ầm kỵ binh hai bên va chạm kịch liệt với nhau, hai tay thương triều tông vung mạnh đao, đâm một thương vào tướng địch, hai bên giao thoa chỉ trong nháy mắt, thu đao trở về, tướng địch kia đã bị chém xuống ngựa, giết gọn gàng, có thể thấy y cũng là kẻ rất quen chém giết. Dòng người hai bên sen lẫn va chạm, người ngã ngựa đổ, ngựa nhảy, người giống. Thương chiều tông vung vẩy chảm mã đao một đường trái bổ phải chặt, máu tươi tung tóe lên người lên mặt. Thân vệ hai bên, cánh sau không tiếc đại khai sát giới theo sát, không để y lạc đàn, có người bị đánh rơi xuống ngựa, đằng sau lập tức thúc ngựa cuồng sông, liều mạng bổ vị duy trì tiết tấu công kích, cũng để bảo hộ thương triều tông. Cả chi anh dương, vũ liệt vệ phối hợp vô cùng thành thạo, có người thậm chí không tiếc mạng sống cũng muốn giữ gìn trận thế tấn công hoàn chỉnh, giữ gìn uy lực trận thế tấn công lớn nhất. Trong một đám nam nhân, thân hình nhỏ gầy của thương thục thanh cầm chiến kỳ vác trên vai nghiến chặt răng, tuy cũng từng được coi là quen với quân doanh nhưng thực sự tiến vào xa trường liều mạng vẫn là lần đầu, không giống ca ca lúc còn niên thiếu đã bị phụ thân ép ra chiến trường, nếu nói trong lòng nàng ta không chút sợ hãi, không chút căng thẳng là giả, có điều nàng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mắt thấy kẻ bị chém bay các chi, chém bay đầu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn vũ đau thương, vẩy ra huyết thủy, còn cả mùi máu tanh nồng nặc, trong tiếng sắt thép không ngừng va chạm, thương thuộc thanh người thấy mùi máu tươi liền cảm thấy muốn ói, cô nén lắc lắc đầu, Chấp chấp đôi mắt, cắn răng liều mạng đuổi sát theo sau lưng ca, ca gần như ôm cột cờ trong lòng, một tay rút kiếm cầm trên tay điều khiển dây cương, thỉnh thoảng bị đau thương đâm loạn tới cũng ra sức chặn lại, may là phần lớn uy hiếp đều có thân vệ trái phải triệt tiêu. Làm như đình mặc dù hiểu kiếm thuật, lúc này cũng không dùng được hoa chiêu gì, kiếm trên tay chỉ chém loạn chém lung tung, chút kiếm thuật kia chỉ có thể để rèn luyện sức khỏe, bình thường chỉ có thể tự vệ đơn giản một chút, lên chiến trường chỉ là là chủ nghĩa hình thức không thể dùng đến, cũng may có thân vệ hộ vệ. Nhân mã kỵ binh hai bên nhanh chóng chém giết nhau rồi dần phân tán ra, kỵ binh cờ xí lang nha tặc rõ ràng bị đánh cho lộn xộn sau khi xông qua nhân mã tán loạn, đã không còn là trận hình tập trung nữa. Ngược lại quân sở thuộc thương Triều Tông vẫn bền chắc như thép, chiến kỳ đi đến đâu người người theo sát, tình hình đó dĩ nhiên là chưa đến 500 kỵ binh này đã tấn công đánh giết xuyên qua hơn ngàn kỵ binh đối địch. Người ngã ngựa đổ ngã xuống đất hầu hết đều là kỵ binh cờ hiệu nha lang tặc, chỉ một lần tấn công trực diện đã ngã xuống hai ba trăm người. Nhân mã sở thuộc của thương triều tông rõ ràng tổn thất không lớn. Lấy nhiều đánh ít, thế mà vừa đối mặt đã bị đánh thành dạng này. Hướng vũ nhân dẫn bộ binh đè thế trận từ sau đến giật mình, lúc này có thể lờ mờ nhìn thấy chiến kỳ tung bay trong đội hình của thương triều tông. Sau khi hít sâu một hơi, kinh hoàng nói anh Dương, vũ liệt vệ. Trả trách, Phượng Nhược Nam cũng đang ép trận thế nín thở, giang ngà cắn chặt môi, trong lòng thầm rung động. Đây chính là Anh Dương, vũ liệt vệ công vô bất khắc của Ninh Vương trong truyền thuyết sao? Trong lòng nàng ta cũng thầm cảm thấy xấu hổ, trên chiến trường ai nấy đều tranh chịu chết trước, anh dũng tiến lên phía trước như vậy không ai có tư cách được sỉ nhục họ. Bạch Siêu nói, nghe nói năm đó Ninh Vương xuất lĩnh một vạn Anh Dương, vũ liệt vệ cứu giá trong 10 vạn đại quân Hàn Quốc như vào chỗ không người, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền. Thương Triều Tông dẫn nhân má quay vòng lại theo hình cung một ngựa đi đầu một lần nữa xông về phía kỵ binh quân địch đã bị đánh xáo trộn, cơ thể gầy yếu đằng sau vẫn ôm chặt cờ phóng theo sát. Đầu này, nhân mã bị tấn công tán loạn không thành trận hình, thống lĩnh kỵ binh vẫn đang hét lớn, chuẩn bị tập kết nhân mã thành trận hình lần nữa. Bên kia, nhân mã thường chiều tông giết xuyên qua trận hình không loạn đã quay trở lại, không cho quân địch cơ hội thở dốc, rầm rầm quay trở lại. So hai bên, một bên tán loạn tập kết, một bên tụ quần công kích, hậu quả có thể nghĩ, trên chiến trường đây chính là tranh lệch yếu mệnh mắt thấy thế trận tấn công đang rầm rầm chạy đến thống lĩnh kỵ binh lang nha tặc khàn giọng gầm thét tập kết nhanh nhanh chưa hết được hai câu thì trong mắt đã lộ ra tia hoảng sợ thương triều tông giơ trả mã đao ra lao về phía gã ta một đao chém xuống bi thương sau lưng thương triều tông đao quang như nước chảy mây trôi liên tiếp vung đến đao bổ liên tiếp làm cho người ta không kịp trở tay trên người gã liên tiếp bị chém mấy phát máu tươi bắn ra cả người rơi xuống ngựa bị loạn vó xông qua trà đạp cho máu thịt be bét lăn lộn thống lĩnh kỵ binh bị chết trận, trận doanh vẫn chưa tập kết thành hình xong đừng nói tấn công, ngay cả trận thế phản kháng hữu hiệu tấn công của đối phương cũng chưa kịp cấu tạo. Thương Triều Tông bắt lấy chiến cơ, một ngựa đi đầu xuất lĩnh anh dương, vũ liệt vệ như gió táp liệt hỏa đảo qua, dùng khí thế xé nát tất thảy, một đường giết cho người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, có không ít lang nha tặc nhìn thấy khí thế chém giết này lao đến đã nhanh chóng thúc chiến mã đổi hướng chạy trốn, sĩ khí tán loạn. Hơn ngàn kỵ binh đối mặt với chưa đến 500 kỵ binh, chỉ với hai lần chịu tấn công đã hoàn toàn tan tác. Loại cục diện chém giết khí thế này với nhiều hữu đạo mà nói đã đủ rung động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chém giết thiết huyết thế này, hơn trăm người của bang phái giang hồ giới đấu hắn gặp qua không ít nhưng hoàn toàn không thể so sánh với trận này, so với trận này đó đơn giản chỉ là một đám ô hợp, một đám nít danh không đáng là gì. Dù hắn không hiểu trinh chiến kỵ binh cũng có thể nhận ra hai chi kỵ binh tốt xấu khác biệt, một chi cần chỉ huy viên điều khiển kiểm soát mọi lúc, lộ ra tương đối lỏng lẻo, một chi liền thành một phối, mức độ phối hợp hữu hiệu cao, chiến kỳ đến đâu đánh thắng đến đó. Viên cương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai tay siết chặt. Phương pháp luyện binh của anh Dương, vũ liệt vệ ta chắc chắn phải nghĩ cách lấy cho bằng được. Phượng Nhược Nam tự nói thầm, chưa đến 500 kỵ binh đối đầu với ngàn kỵ binh, hai lần tấn công đã đánh tan đối phương khiến cho nàng ta cũng rung động. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể không thừa nhận, đổi lại mình thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh đối đầu với thương triều Tông E là kết quả cũng giống vậy. Thế cục chiến trường không để Phượng Nhược Nam suy nghĩ nhiều, thương triều tông chính diện đánh tan kỵ binh khiến nàng ta phải nhanh chóng nắm lấy chiến cơ. Phượng Nhược Nam biết rõ vùng bình nguyên thế này tác chiến kỵ binh mới là lợi khí công kích có uy lực lớn nhất. Lợi khí cường đại nhất của quân địch đã bị thương triều tông đánh tan, còn lại bộ binh rất khó cản được tấn công của kỵ binh bên này. Nàng ta nhanh chóng vung thương hạ lên, tả kỵ công kích phương trận bộ binh của địch từ cánh trái, cứu kỵ công kích cánh phải, hai cánh giáp công. Chương 115 tan tác. Sát, thống lĩnh kỵ binh cánh trái hét to một tiếng, dẫn 200 kỵ binh phóng đi. Sát, thống lĩnh kỵ binh cánh phải dẫn 200 kỵ binh phóng tới cánh phải quân địch. Toàn tốc tiến công, Phượng Nhược Nam mặc hồng trang cao rộng ra lệnh, vùng vẩy dây cương dẫn 4.000 bộ binh sau lưng tấn công với tốc độ cao nhất. Anh Dương, Vũ Liệt Vệ, không tệ, người dẫn đầu kia chính là Thương Triều Tông. Hướng Vũ Nhân ép phương trận bộ binh tới gần thêm không ít, cuối cùng đã xác định được. Gã ta đã từng gặp Thương Triều Tông, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân phía trên phái gã ta tới. Gã ta chỉ vào thương triều tông hét lên, đám nghiêm đoạt vẻ mặt nghiêm túc, có chút bất ngờ, không ngờ chủ tướng thương triều tông lại dùng chính mình làm sĩ tốt tiên phong, còn muốn quấn lấy đại quân của đối phương để đằng sau có thể tùy cơ ra tay. Hướng vũ nhân hối thúc, bắt lấy y, nhanh bắt lấy y. Gã ta biết, chỉ cần giải quyết được thương triều tông, dù trận này gã ta có chiến bại thì cũng coi như thắng lợi. Đi, nghiêm đoạt hét lên một tiếng, mười mấy tên tu sĩ hộ tống hắn ta cùng đằng không bay đến. Bên này vừa có động tính, Bạch Diêu chú ý nghiêm mật đối diện trong nháy mắt từ trên lưng ngựa bay lên, ngoại trừ một tu sĩ kim đan hộ vệ phượng nhược nam, những đệ tử thiên ngọc môn khác toàn bộ xuất kích. Không phải Bạch Diêu tuyệt tình mà từ một mức độ nào đó mà nói, tầm quan trọng của phượng nhược nam không bằng thương triều tông. Hai tu sĩ kim đan được thiên ngọc môn phái ra chống đỡ trận cận chiến lúc trước lóe ra trước nhất, từ trên trời giáng xuống, hét lên với thương triều tông, rút lui. Hai người song song đáp lên lưng ngựa của Thương Triều Tông đưa tay điểm một cái, mỗi người kẹp một cánh tay của Thương Triều Tông, đưa Thương Triều Tông lập tức rời khỏi lưng ngựa, phiêu nhiên kéo Thương Triều Tông ra khỏi chiến trường. Quận chúa, đi theo vương gia, làm như đình quét mắt bốn phía kêu lên, Thương Thục Thanh lập tức xoay chuyển tọa kỵ, vác chiến kỳ, đuổi theo Thương Triều Tông đang bay đi. Trên chiến trường âm thanh ồn ào, người ở khoảng cách xa một chút không nghe rõ người khác nói gì, cả đám thân vệ chỉ biết đi theo chiến kỳ. Thương thuộc thanh vác chiến kỳ chạy đi đâu, đám hân vệ thiết kỵ liền đi theo hướng đó. Bóng người trên không bay đi, Bạch Siêu dẫn đầu lao tới đã đánh nhau với Nghiêm Đoạt dẫn đầu phóng tới, hàn quang lóe lên, trường kiếm của Bạch Siêu tuốt ra khỏi võ, Nghiêm Đoạt hét thảm một tiếng, từ không rơi xuống. Bạch Siêu chân đạp lên lưng Nghiêm Đoạt thất thủ một cái, lại bay lên không trung nhào về phía một người khác. Bắn tên, hướng Vũ Nhân gầm thét, đối mặt kỵ binh tả hữu giáp công, phương trận bộ binh đã nâng tấm chắn lên, sau tấm chắn các cung thủ vù vù bắn ra mưa tên. Kỵ binh tấn công trái phải đưa tấm chắn lên ngăn cản phía trước, thỉnh thoảng có chiến mã nghiêng lật, ngã dưới mưa tên. Chiến tướng kỵ binh của cánh trái lao lên phía trước một tay vung lưu tinh trùy, ầm ầm một tiếng đụng đổ hàng tấm chắn ngăn cản phía trước. Chiến mã cũng hung hăng va chạm vào, lực xung kích to lớn như vậy trực tiếp tạo thành một khe hở giữa trận tấm chắn, từng trường mâu từ phía sau đâm ra, chiến mã phát ra tiếng rên rỉ phun máu, Chiến tướng kéo theo Lưu Tinh Trùy rơi xuống đất lộn nhào, vùng tấm chắn trong tay len keng ngăn cản trường mâu đâm tới, Lưu Tinh Trùy quét ngang sát mặt đất, lật ngã một đám. Trên đỉnh đầu, chiến mã ở phía sau sông đến nhảy lên, lần lượt vượt qua đỉnh đầu trực tiếp sát nhập vào phương trận bộ binh, trong khoảnh khắc đã tạo ra một vết nước trên phòng tuyến, kỵ binh phía sau trực tiếp lao vào. Kỵ binh cánh hữu cũng đánh vào, kỵ binh xông vào giữa bộ binh tạo nên uy hiếp cực lớn, người căn bản ngăn không được va chạm với chiến mã, Huống hồ kỵ binh tấn công còn tạo thành một trận chiến xung kích, đó đơn giản chỉ là một đường đồ sát, thế không thể đỡ, đi đến đâu là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phượng Nhược Nam mang đám người vào tới không nhìn anh Dương, vũ liệt vệ đang vòng qua, thấy trận doanh quân địch đã tiến vào phạm vi cung tiến xả kích liền ra lệnh một tiếng, tiếng kèn sừng châu trầm muộn thổi lên, kỵ binh đánh vào trong chiến trận của địch lập tức xông ra ngoài. Ba ngàn bộ binh của Phượng Nhược Nam bên này gào thét, xông ra ngoài với tốc độ cao nhất, một ngàn cung tiễn thủ dương cung kéo dây nghiêng lên bầu trời, một tiếng bắn tên vang lên, mưa tên vù vù phá không lao đi, đám bạch diêu sao chiến trên đỉnh đầu mọi người bị dọa giật mình, vội vàng đáp xuống đất. Thân đang trong kịch chiến không tiện bày pháp cương hộ thể làm trì trệ động tác, bị nhiều mũi tên bắn ra như vậy cũng không phải chuyện đùa. Mưa tên liên tục bắn ra, trên không trung từng đợt từng đợt tên bay đến rơi vào trận doanh quân địch, không biết đã bắn chết bao nhiêu người, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Đợi khi bên kia có phòng bị bắt đầu dơ tấm chắn ngăn cản, tiếng sừng châu trầm muộn lại một lần nữa thổi lên, hai cánh kỵ binh lại một lần nữa giết vào trận doanh lang nha tặc. Lúc này trận doanh lang nha tặc gần như đã rơi vào hỗn loạn. Ba ngàn bộ binh của Phượng Nhược Nam cao giọng hô giết vào tới, sĩ khí gần như nghiêng về một bên. Sĩ khí trận doanh lang nha tặc sụp đổ, bắt đầu có người chạy trốn. Một đám tu sĩ bị mưa tên bức bách đáp xuống đất giao chiến cũng bị bao phủ trong đại quân ba ngàn người tấn công, loạn đao đếm không hết bổ tới, cả đám tán tu không ngừng huy động vũ khí, kiếm khí bắn ra, thực sự là kiếm khí như hồng, đao khí tung hoành, vừa ra tay đã tung hoành một khu, lực sát thương kinh người. Có điều đối với tấn công biển người này mà nói chúng chẳng đáng là gì, có người cứng rắn chống đỡ một kiếm của đệ tử Thiên Ngọc Môn, không ngại vài cây trường thương phía sau đâm vào cơ thể, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau đớn sau đó xoay tay đánh ngã một đám rồi lập tức chìm vào trong loạn đao loạn thương, đám người từ phía sau dẫm lên cơ thể gã vào tới trước. Phượng Nhược Nam vùng sợi roi dài, một ngàn cung tiến thủ bên cạnh buông cung tiễn xuống, cầm đao thương lên cao giọng hét xiết cũng phóng vào trận doanh của quân địch. Nhân mã của thương Triều Tông đã trở về đến bên cạnh nàng ta. Bạch Siêu liên tiếp xiết hơn 10 tán tu từ trong loạn quân sông ra, nhanh chóng trở về, vài tán tu bay lượn đuổi về phía Phượng Nhược Nam. Hai tu sĩ Kim Đan đưa thương Triều Tông trở về gật đầu với tu sĩ Kim Đan bảo hộ Phượng Nhược Nam, vút đi, ngăn cản mấy tán tu đánh tới. Nhưng hai người này lập tức chỉ có thể ngăn cản được một người, có ba người bỏ qua bên bọn họ bay về phía Phượng Nhược Nghĩa. Phượng Nhược Nam bình tĩnh phất tay, 100 kỵ binh bảo vệ bên cạnh kéo dây cung, mưa tên vù vù cực nhanh bắn về phía các tu sĩ đánh tới. Ba tu sĩ lăng không liên tục đánh trưởng lực giải quyết những mũi tên liên miên phóng tới. Cung nỏ thủ, ba thứ xả kích, Thương Triều Tông cũng hét lên hạ lệnh cùng lúc với Phượng Nhược Nam, Anh Dương, Vũ Liệt vệ nhanh chóng rút tên nỏ treo trên lưng ngựa ra mấy trăm người chia thành mấy đợt sóng bắn liên tục ngăn địch tiếp cận làm trì trệ đối phương tranh thủ thời gian cho bạch diêu đuổi tới thấy bạch diêu từ xa trở về ba tán tu lập tức tản ra hai bên bỏ trốn gấp biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nên nhảy lên đáp xuống nhanh chóng đi sâu vào hoang nguyên sĩ khí bên hướng vũ nhân sụp đổ binh bại như núi đổ hướng vũ nhân hô to vài tiếng cũng khó ngăn bại thế này dụng quyền đánh mạnh vào ngực một ngàn kỵ binh một vạn tinh nhuệ lại bại thảm như vậy không ngờ một ngàn kỵ binh của mình đối mặt với tấn công của nhân mã thương triều tông lại không thể chịu được một kích như vậy. Biết đại thế đã mất, khó vãn hồi lại, hướng vũ nhân dẫn mười mấy kỵ binh vung chân phi nước đại bỏ trốn, đằng sau có một chi kỵ binh đuổi theo đánh tới gã ta. Thấy đại quân chiến lại, Bạch Diêu lại trở về bên mục tiêu, biết đã không còn cơ hội, năm sáu tán tu đang chém giết cũng nhanh chóng rời khỏi đối thủ, phút một cái lao đi, đệ tử thiên ngọc môn cũng không đuổi theo mà nhanh chóng trở về hộ chủ. Chương 116, đây là cách làm của người trong ma đạo một. Mãi cho tới khi thấy nhân mã tan tác trốn vào núi rừng khó tụ tập lại, bên Phượng Nhược Nam bây giờ mới thu binh. Chiến kỳ ngã lệch được Lam Như Đình đưa tay đỡ lấy, Lam Như Đình nhìn lại, sợ hãi cả kinh thấy thương thục thanh lung lay sắp đổ, lúc này có người kinh ngạc kêu lên, quận chúa thụ thương. Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu, bước nhanh đến, giang hai tay ôm lấy thương thục thanh ngã từ chiến mã xuống, kiểm tra mới phát hiện sau lưng thương thục thanh không biết bị lợi khí gì quẹt một đường lớn, trên người đầy máu của người khác bắn lên nên không chú ý sẽ không biết nàng ta bị thương. Thương triều tông kinh nghiệm xa trường vừa nhìn liền biết triệu chứng của muội muội là mất quá nhiều máu. Trước đó muội muội không nói tiếng nào, một mực gắng ngượng chống đỡ không để chiến kỳ ngã xuống, thương triều tông lập tức đỏ mắt, khàn giọng giận dữ hết pháp sư. Sự bi phẫn trong lòng y không ai có thể biết, gia đạo sa sút đã rơi đến bước một nữ tử yếu đuối tay nhuộm mực hương cũng phải ra chiến trường giúp cổ vũ sĩ khí nếu muội muội thực sự xảy ra chuyện gì y muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi không còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu và các huynh trưởng đã chết ca muội không sao thương thục thanh có chút suy yếu lắc đầu như hữu đạo lao tới nhanh chóng ra tay điểm huyệt cho thương thục thanh để cầm máu lại bắt mạch sau lại kiểm tra tình hình sau lưng nàng ta đối với nữ nhân này như hữu đạo thực sự không biết nên nói cái gì cho phải Lúc đầu, chuyện nguy hiểm như thế hắn cảm thấy mình né tránh nguy hiểm là thiên kinh địa nghĩa, không đáng để bán mạng cho người ta, kết quả nữ nhân này cũng xông vào chiến trường khiến trong lòng hắn có thứ gì đó không thể nào nói rõ được, có thể coi như có chút hổ thẹn. Đương nhiên, trên mặt hắn không nhìn ra có chút dấu vết hổ thẹn nào. Giờ hắn chỉ lo cho Viên Cương, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi tội lỗi, Viên Cương bị hắn ngăn lại không biết sẽ có cảm nhận như thế nào, trong lòng hắn hơi cười khổ. Vương gia, quận chúa không sao chỉ mất máu quá nhiều, điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục, có điều vết thương sau lưng hơi lớn, e là phải tiến hành khâu lại, không thì sau này sẽ lưu lại vết sẹo lớn. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo kiểm tra xong liền nhắc nhở Thương Triều Tông một tiếng. Nghe nói không có việc gì, Thương Triều Tông hơi thở phào. Nghe thấy phải khâu vết thương lại thì lại hồ nghi nói, khâu lại. Làm sao khâu lại, ừm, Nghiêu Hữu Đạo sửng sốt một chút, mới nhớ ra là thời này chưa có cách nói này. Giải thích nói, tức là may vết thương như may y phục, dùng kim khâu vá lại chẳng những có lợi cho vết thương khép lại còn có thể giảm độ lớn của vết sẹo đến mức thấp nhất so với để vết thương mở ra như thế này tốt hơn rất nhiều thương chiều tông hít sâu một hơi bị chặt một đau cũng sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng lấy kim khâu may miệng vết thương như quần áo y nghe mà dựng ra đầy huyết nhục trên người không phải quần áo đạo gia đang nói đùa à như hữu đạo sờ chán vấn đề quan niệm rất khó thay đổi đoán chừng giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng hắn ngẫm nghĩ cũng lười giải thích tùy thôi thương thục thanh lại suy yếu hỏi một tiếng đạo gia sau khi khâu vết thương lại có thể lợi cho thương thế khôi phục phải không nghiêu hữu đạo gật đầu đương nhiên thương thục thanh có thể phiền phức đạo gia giúp các huynh đệ bị thương bên dưới khâu lại một chút không xịt các thân vệ trên người bị thương đều hít sâu một hơi cảm giác sau lưng ứa ra hàn khí bất giác che vết thương lui lại một bước đều có cảm nhận như thương triều tông coi ra thịt mình như quần áo may qua may lại đang đùa cái gì vậy thương triều tông cau mày nói thanh nhi loại chuyện này há có thể thương thục thanh ngắt lời nói ca ta tin tưởng đạo gia không nói nhảm có hiệu quả với các huynh đệ bị thương là chuyện tốt nàng ta đưa mắt nhìn các thân vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xung quanh quả quyết nói đạo gia khâu cho ta trước đi dĩ nhiên là muốn làm trước làm gương nghiêu hữu đạo cười quay đầu lại nói hầu tử chuẩn bị đồ nấu chút nước sôi khử trùng viên cương khẽ gật đầu quay người đi chuẩn bị hắn ta vẫy tay một cái chúng tăng nam sơn tự rất vui vẻ đi theo làm trợ thủ Lam Như Đình ngồi một bên, lấy một cái túi ra, lấy ra từ trong hai bình sứ con, đổ một viên hồng dược hoàn và một viên lục dược hoàn để thương thuộc thanh nuốt xuống. Viên thuốc này như Hữu Đạo nhìn thấy hơi quen mắt, từng được miêu tả trên thư tịch, vừa nãy hắn thấy không ít người bị thương đều dùng thứ này liền hỏi thử, ích khí bổi huyết đan và thanh lương đan sao? Đúng, Lam Như Đình khẽ gật đầu, như Hữu Đạo ừ một tiếng, ích khí bổi huyết đan dễ lý giải, thanh lương đan màu xanh kia sau khi uống có thể phòng ngừa vết thương sinh ngủ. Trên thực tế theo lý giải của hắn chắc là thuốc kháng sinh, đều là đồ dùng thường xuyên trên chiến trường của thế giới này. Thương Triều Tông không thể nào chỉ ở cạnh muội muội mình, lúc này cũng không thể vậy. Bên dưới có không ít huynh đệ bị thương, còn có cả chiến tử, dù là không yên lòng muội muội cũng vẫn phải giao thương thuộc thanh cho Nhiêu hữu đạo chăm sóc, còn mình thì đi xử lý chuyện khác. Đợi sau khi tìm thấy thi thể của chừng 30 thân vệ tập trung một chỗ, Thương Triều Tông im lặng. Y ngẩng đầu nhìn chiến kỳ anh dương, Vũ Liệt vệ tung bay cắm bên cạnh mình. 33 người chiến tử, khoảng trăm người thụ thương, bị thương nặng nhẹ khác nhau, đối với chiến quả mà nói tuyệt đối là thắng lợi, nhưng đối với nhân thủ y hiện có mà nói, tổn thất của y không nhỏ, không chịu được thêm vài lần tiêu hao như thế. Cách đó không xa Phượng Nhược Nam thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn thương Triều Tông toàn thân đầy máu, lại ngẫu nhiên quay đầu nhìn thương Thục Thanh bị thương, ngẫm lại hình ảnh trước đó, đường đường quận vương mà không màng sống chết làm quân tiên phong đi đầu, nữ tử yếu đuối nâng chiến kỳ sông pha chiến đấu. Gia phong nhà Ninh Vương khiến nàng ta chấn động, không khỏi cảm khái, khó trách Ninh Vương có thể huấn luyện được một chi đại quân uy chấn thiên hạ. Nàng ta cũng không thể không thừa nhận mình mang theo thành kiến nên đã nhìn sai, xem thường hai huynh muội này, có điều ngoài miệng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cuối cùng Phượng Nhược Nam vẫn đi về phía thương Thục Thanh, nhàn nhạt hỏi một tiếng, quận chúa không sao chứ? Tàu tử, không sao. Giọng thương Thục Thanh yếu ớt đáp, Phượng Nhược Nam ừ một tiếng, lúc chú ý đến nhiều hữu đạo trong mắt lộ ra chán ghét. Lúc ấy tất cả mọi người bên này đều xông ra ngoài, chỉ có Pháp Sư này là núp đằng sau, chưa từng thấy Pháp Sư tùy hành nào như vậy. Nàng ta không khỏi hư lạnh nói, bọn chuột nhất vô sỉ. Nghiêu hữu đạo muốn phản bác, nghĩ nghĩ, được rồi, lúc này nhịn. Phượng Nhược Nam quay đầu gọi Văn Lệ đến chăm sóc thương thục thanh, bên thương Triều Tông không hề có nữ nhân nào khác, một đám nam nhân chiếu cố một nữ nhân bị thương không tiện. Dựng tạm một cái lều vải, viên cương đã chuẩn bị xong mọi thứ, thương thục thanh nằm trên một tấm chăn, Nghiêu hữu đạo ở bên chuẩn bị động thủ vừa duỗi tay đến sau lưng nàng ta thì cứng đờ lại, nhớ ra nam nữ thủ thụ bất thân, không khỏi do dự nói, quận chúa, ta có thể xé chút y phục sau lưng người không? Thương Thục Thanh hiểu rõ ý hắn, như vậy sẽ nhìn thấy ra thịt sau lưng mình thì thầm ngượng ngùng, ngoài miệng lại nói, trên chiến trường chăm sóc người bị thương không để ý những chuyện đó, ta tin đạo gia cũng không phải người vô lễ. Câu cuối dĩ nhiên là đang ám hiệu, người đừng làm loạn. Nghiêu Hữu đạo ha ha một tiếng, xé rách áo sau lưng Thương Thục Thanh, lúc giúp nàng ta làm sạch miệng vết thương mới phát hiện, nữ nhân này mặt mặc dù khó coi, nhưng làn da phía sau lưng trắng nõn mịn màng như sứ, làn da đẹp hiếm thấy như vậy mà lại bị một vết thương nhìn thấy mà giật mình, đúng thật là nghiệp chướng. Đáng tiếc không có cồn trừ độc, có cơ hội phải làm ra một ít. Nghiêu hữu đạo lầm bầm nói, cẩn thận nấu kim, kim chỉ dĩ nhiên cũng không thích hợp, kim là kim may quần áo, chỉ là chỉ bông nhưng dưới điều kiện này thì chỉ có thể tạm chấp nhận. Chương 117, đây là cách làm của người trong ma đạo hai Mắt thấy nhiều hữu đạo kia xe chỉ luồn kim, thương thuộc thanh cũng hoảng sợ run rẩy, vội vàng ngoảnh đầu đi không nhìn. Sau khi nhiều hữu đạo điểm vài huyệt giảm đau cho nàng ta liền nhanh chóng tiến hành khâu miệng vết thương lại, vô cùng cẩn thận, hy vọng vết thương có thể khép miệng tốt một chút, không để lại vết sẹo gì coi như làm dịu đi áy náy trong lòng. Phan lệ đứng bên quan sát lúc này mới biết chuẩn bị làm gì, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, thấy tức ngực khó thở, tay chân phát lạnh, Sao có thể dày vỏ ra thịt con người như quần áo, quá dọa người rồi. Sau khi làm xong tất thảy những chuyện này, Nhiều hiếu Đạo Đỡ Thương Thục Thanh dậy, được rồi, chú ý không được kéo miệng vết thương, chờ vết thương khép lại xong rồi tháo chỉ đi hẳn là sẹo không thấy rõ lắm đâu. Vết sẹo không quan trọng, Thương Thục Thanh lắc đầu, sẹo trên người có khó nhìn mấy cũng không sánh được bằng ác ban trên mặt nàng ta, cái nàng ta quan tâm là có thật sự giúp được các huynh đệ mau chóng khôi phục thương tích hay không thù hạ của huynh muội các nàng vốn đã không nhiều, có thể mau chóng khôi phục người nào hay người đó. Thân thể hơi nhúc nhích, nàng ta phát hiện dường như không có gì cả, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, lúc này mới cười nói, làm phiền đạo gia khâu lại giúp các huynh đệ bị thương một chút. Nghiêu hiểu đạo cười ha ha, nói với viên cương, người đi xử lý, tiện thể mang bọn lão hùng đến để bọn họ luyện tay nghề. Người bị thương không ít, người biết nhiều một chút cũng mau hơn. Hắn không rảnh để may cho từng người đâu viên cương quay người rời đi văn lệ giúp thương thục thanh phủ thêm một tấm áo choàng ngư hữu đạo quay đầu nhìn thương thục thanh sắc mặt tái nhợt không kìm được buông tiếng thở dài người đấy rõ ràng không hiểu sông pha chiến đấu sao cứ phải chạy ra ngoài cứng rắn cậy mạnh huynh muội chúng ta không có tư cách ôm lòng riêng nhìn các huynh đệ đi chịu chết nếu ai ai cũng đều tư lợi thì đã không có anh dương vũ liệt vệ thương thục thanh lạnh nhạt giải thích một câu khiến ngư hữu đạo thêm lúng túng hắn chính là người ôm lòng riêng kia thương thục thanh liếc hắn một cái sách bỗng hỏi đạo gia nếu như là viên gia xông ra chiến trường người sẽ đi sao xem tình huống quyết định nghiêu hữu đạo vứt lại một câu chui ra khỏi lều vải không muốn nói thêm về chuyện này an trí xong thương thục thanh văn lệ nhanh chóng trở về bên chỗ phượng nhược nam đem những gì thấy được báo cáo lại phượng nhược nam nghe vậy biến sắc may ra thịt người sống sờ sờ như may quần áo sao bạch siêu nói đây là cách làm của người trong ma đạo ánh mắt nhìn như hữu đạo phía xa mang theo thâm trầm. Có thương thuộc thanh làm gương tốt, đám thân vệ bị thương của thương triều tông đều không tránh khỏi. Viên cương mang theo chúng tăng Nam Sơn tự khâu lại cho nhóm thương binh. Thứ này rất đơn giản, học rất nhanh, chủ yếu là có dám xuống tay hay không. Đối mặt với quyền cước của viên cương, bọn người viên phương không dám ra tay cũng phải quyết tâm ra tay, chỉ là tay nghề may đẹp hay xấu thì không dám nói thẳng. Thế là từng thân vệ bị thương của thương triều tông kia phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, một đám đại lão ra không sợ rơi đầu, lại sợ cái này, nhiều hữu đạo chắp tay đi khắp nơi xem xét chỉ biết lắc đầu. Đương nhiên, cái này cũng có chút liên quan đến chuyện đám viên cương bọn họ không biết điểm huyệt giảm đau. Nghe nói các thương binh anh Dương, vũ liệt vệ đều được tiếp nhận điều trị như vậy, Phượng Nhược Nam nghi ngờ, chẳng lẽ đây là cách chữa trị đặc thù của anh Dương, vũ liệt vệ. Giờ nàng ta đang có ý đồ quan sát học tập anh Dương, Vũ liệt vệ nên không khỏi đích thân chạy đến hiện trường xem xét, kết quả khó tránh khỏi thiên tĩnh nữ nhân. Phượng Nhược Nam nhìn mà hãi hùng khiếp vía, tức ngực khó thở, không đành lòng nhìn thẳng, lại thêm đám thân vệ kêu thảm như heo bị làm thịt khiến nàng ta nhanh chóng loại bỏ ý định cũng giúp người của mình trị liệu thế này. Sắc trời đã tối, một nhóm người không định đi qua lang nha lĩnh mà định tìm một đỉnh núi dễ thủ khó công tụ tập, chuẩn bị đời trời sáng lại xuất phát tình hình chiến tổn cùng với tình trạng chuyện xảy ra đã dùng kim sĩ đưa tin cấp báo cho bên Phượng Lăng Ba. Tu sĩ Thiên Ngọc Môn cũng tổn thất mất 10 người, cần Thiên Ngọc Môn điều động thêm nhân thủ tới, những lời này đều để nói sau. Một vạn nhân mã tinh nhuệ vậy mà không chịu nổi một kích, hướng vũ nhân tội đáng chết vạn lần. Phủ thứ sử Nam Châu, trong chính sảnh, chu thủ hiền gầm gừ suýt chút nữa thì lật tung nóc nhà, chén trà đập nát trên mặt đất. Hướng vũ nhân lĩnh tinh binh trợ công không thành ngược lại còn liên lụy hỏng việc, cứ thế mà ám sát thất bại không chỉ là chu sát thương triều tông thất bại đúng như lời gã ta nói một vạn nhân mã tinh nhuệ dưới trướng gã ta lại không thể chịu được một kích như vậy thì khiến người ta thấy thế nào chứ phẫn nộ gào thét cũng chỉ để phát tiết sau khi ngồi trở lại trên ghế lại chậm rãi nhắm hai mắt lại rơi vào trầm mặc quận quảng nghĩa phượng lăng ba nhận được tin cùng tức giận sự tình bày rõ ra đấy mọi người đều không phải kẻ ngốc lang nha tặc chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra nhân mã nam châu làm bất kể có phải lang nha tặc hay không nhưng tóm lại món nợ này phượng lăng ba đều sẽ tính cho triều đình nhân mã quận quảng nghĩa bày ra trạng thái tiến công vừa bắt đầu điều động lập tức đã có khách của phủ thứ sử nam châu đến tận cửa phủ thái thú tìm phượng lăng ba đàm phán đưa lợi ích gì ra để trấn an thì không biết nhưng tóm lại cả hai bên đều không muốn làm lớn chuyện này một chuyện sắp bị làm lớn ra lập tức lắng xuống kinh thành tống phủ trong đình viện nhỏ lịch sự tao nhã tống cửu minh tập viết chữ không nói gì Quản gia Lưu Lộc bước nhanh tới, bẩm báo nói, sau khi Tam gia biết tin đã rất phẫn nộ, đang vô cùng tức giận. Tống Cửu Minh hơi nhíu mày, có thể hiểu được cảm giác của nhi tử. Thượng Thanh Tông tung tin toàn giới tu hành, liệt kê từng tội trạng của Tống thư nhi tử của lão ta, tuyên bố trục xuất khỏi sư môn, cũng chụp lên đầu Tống thư cái mũ khi sư diệt tổ, cái mũ này đội xuống, cho dù là phàm phu tục tử thế gian cũng không thể nào chịu đựng nổi cái tội danh khi sư diệt tổ có thể nói thanh danh Tống Thư bị bôi xấu như vậy bảo sau này Tống Thư sao ra ngoài gặp ai được. Hơn nữa việc này cũng rất khó giải thích rõ ràng, đạo lý thế gian nhiều khi rất dễ đồng tình với kẻ yếu. Ai có thể tin thượng Thanh Tông sẽ lấy trứng trọi đá chủ động gây sự với Tống Gia. Bên này không thể nào ngờ được Thượng Thanh Tông lại dám chủ động trở mặt với Tống Gia, xui khiến một môn phái khác đánh đến Thượng Thanh Tông, ai ngờ khi đến thì phát hiện Thượng Thanh Tông đã núi không người chống, đã vổ hụt. Tống Cửu Minh từ từ nói, vẫn chưa có tin tức của Thượng Thanh Tông sao. Lưu Lộc, đi đột ngột, chẳng biết đi đâu, vẫn đang tra. Tống Cửu Minh chắp tay không nói, cao mày, gần đây không biết tại sao, hình như có dị tưởng, lão phát hiện có rất nhiều việc đều xảy ra biến hóa, vượt khỏi sự khống chế. Thượng Thanh Tông thoát khỏi sự khống chế của Tống Gia, Thương Triều Tông cũng thoát khỏi sự khống chế của Triều Đình, bên Nam Châu Ám sát cũng thất thủ. Có bộ binh liên lụy, tốc độ tiến lên của kỵ binh cũng không thể nhanh nổi, một lộ trình đáng lẽ một hai ngày đã đi xong lại phải đi mất vài ngày. Sau mấy ngày đi đường, Phượng Nhược Nam đã nhận ra dị thường. Đều là cưỡi ngựa, có một lượng lớn chiến mã thu được từ nhân mã tập kích đã được đưa cho thương binh bên mình cưỡi. Thương binh bên này của mình đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa dám cử động lung tung, sợ làm vết thương nứt ra. Còn thương binh bên thương triều tông thì có thể tự leo lên leo xuống chiến mã, đã không cần người khác đỡ, có vài người còn có thể đi cả nhắc tự mình cẩn thận tàn bộ. Tình hình khôi phục thương thế của thương binh bên thương triều tông rõ ràng là nhanh hơn bên mình rất nhiều. Dĩ nhiên Phượng Nhược Nam biết thương binh trên chiến trường khôi phục được sớm sẽ có ý nghĩa như thế nào, có thể giảm bớt gánh nặng hậu cần không nói, còn có một nhóm binh lực có thể nhanh chóng khôi phục có tác dụng không nhỏ với việc tác chiến. Chương 118, ta không âm hiểm như ngươi. Đám thân vệ bị thương bên thương triều tông thấy mình khôi phục nhanh phát hiện khâu vết thương quả nhiên có chỗ tốt, bóng ma sợ hãi với việc khâu vết thương cũng bị quét sạch sành sanh thương thế khôi phục nhanh ở mức độ nào đó đã giảm bớt nỗi lo của mọi người ai nấy đều vui vẻ hơn rất nhiều quân sĩ chinh chiến xa trường đều rất tôn kính người có thể cứu mạng mình gặp lại viên cương và chúng tăng nam sơn tự đều rất cung kính đại sư đây là mấy quả trứng các huynh đệ vừa lấy được từ tổ chim trong rừng đã luộc xong rồi ban đêm lúc hạ trại tạm thời một thương binh được viên phương cứu chữa đem mấy quả trứng chim vỏ xanh lớn như trứng gà nhét vào tay viên phương viên phương không nhận cũng không được Người ta cứ cứng rắn nhét đồ cho gã ta rồi đi. Cảm tạ chúng tăng Nam Sơn tự cứu trợ là một chuyện, có tấm lòng tôn kính lại là một chuyện khác. Bọn họ nghe nói đợi sau này còn phải nhờ chúng tăng giúp bọn họ cắt chỉ, mọi người đều luôn có chút sợ hãi với những chuyện mình chưa biết, có thể nói là họ đang vuốt mông ngựa sớm để sau này người ta còn thủ hạ lưu tình. Mấy quả trứng trong tay rõ ràng là vừa nấu xong, cầm trong tay còn hơi phỏng tay, Viên Phương, A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm. Ăn trứng chim cũng là sát sinh. Viên phương không ăn được, gã ta đưa trứng cho chúng tăng để đem đi cho thương binh dùng. Một đám hòa thượng mặt đầy ý cười, nhận trứng chim đi làm theo. Trên mặt viên phương cũng đầy ý cười, gần đây gã ta và đám hòa thượng đều cảm nhận rõ sự tôn kính của mọi người đối với bọn gã. Có đồ ăn ngon họ đều nghĩ đến bọn gã đầu tiên, đồ ăn dùng đều lựa thứ tốt nhất dâng lên cho bọn gã. Cái cảm giác được người ta tôn kính này thật sự không tệ, cả đám hòa thượng phát hiện đi theo những người này kỳ thật cũng thật không tệ mà viên phương cũng cảm thấy đạo lý của Phật tổ cũng không tệ, gã ta bắt đầu lại nhảy với chúng tăng phải hướng thiện, giúp người làm vui. Thương Triều Tông ngồi trước đống lửa khác nhìn xung quanh, thấy trạng thái các huynh đệ cũng không tệ liền nở nụ cười mấy ngày nay rất hiếm thấy, vẫn là thanh nhi có ánh mắt, xem ra thủ pháp chữa thương của đạo gia hoàn toàn hữu hiệu. Thương Thục Thanh hé miệng cười cười, làm như đình gật đầu, biểu thị đồng ý, ông biết rõ những tình huống bị thương trên chiến trường, chẳng hạn trên đùi bị đao chém một vết thương sâu, dưới tình huống bình thường chưa đến nửa tháng một tháng, ai dám xuống đất đi lại, nhưng trước mắt mới mấy ngày. Ông Trầm Ngâm nói, những hòa thượng kia cũng chỉ học liền dùng liền, xem ra thủ pháp chữa thương này không khó, nếu đạo gia chịu truyền thụ cho chúng ta sẽ rất có ích cho việc cứu chữa trên chiến trường lâu này. Thương Triều Tông Trầm mặc sợ người ta không chịu tùy tiện truyền lại thủ nghệ cho người khác, không khỏi hỏi thử thương Thục Thanh, Thanh Nhi, hay là muội tìm cơ hội xem thử thái độ của đạo gia. Được, thương Thục Thanh gật đầu, họ đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy nhân viên bên phe mình hơi ồn ào phượng nhược nam mang người đến cũng không biết nàng làm gì bên cạnh níu một thân vệ mấy người thương triều tông lập tức đứng dậy đi tới xem tình hình vương phi tên thân vệ kia bỏ trước đống lửa hành lễ phượng nhược nam đi vòng quanh y hai vòng đột nhiên nói cởi quần ra ớ thân vệ kia ngạc nhiên nhìn về phía thương triều tông thương triều tông nghe thấy vậy liền tông sầm mặt lại Phượng Nhược Nam dù sao cũng đã là nữ nhân của hắn ta, nói ra lời này khiến hắn ta không thể chịu được. Nhưng câu kế tiếp của Phượng Nhược Nam liền khiến người ta bình thường trở lại. Xem thử vết thương trên chân ngươi, mặc dù như thế, thương thuộc thanh vẫn hơi cạn lời. Tẩu tử này mạnh mẽ thật đấy, cho dù là nguyên nhân gì một nữ nhân trước mặt mọi người nói một nam nhân cởi quần, còn thể thống gì. Có việc gì đứng sang một bên nói cho rõ ràng không được sao. Cuối quần thân vệ kia vẫn cởi quần, để lộ vết thương đao chém đã được khâu lại trên đùi. Sau khi quan sát xác nhận, Phượng Nhược Nam ra hiệu đám người thương Triều Tông sang một bên, mặt không cảm xúc nói thương binh bên người khôi phục không tệ. Thương Triều Tông lạnh nhạt nói là đạo gia xuất thủ bất phàm. Phượng Nhược Nam đã đều là người một nhà, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, người bảo hắn giúp thương binh bên ta chữa trị một chút đi. Hóa ra là như vậy, vẻ mặt lam như đình hơi cổ quái có thể khiến nữ nhân này nói với vương gia là người một nhà thật không dễ dàng. Nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc của Phượng Nhược Nam, thân là tướng lĩnh thống quân, trong tình huống có biện pháp sao có thể mặc kệ thương thế của huynh đệ bên dưới, ở mức độ nào đó cũng được coi là chịu cúi đầu với vương gia. Thương Triều Tông trầm ngâm nói, đây là thủ nghệ của đạo gia, e là vẫn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Phượng Nhược Nam sớm đã đoán ra điều này, Trước đó nhìn thấy Nưu Hữu Đạo co đầu rút cổ trên chiến trường liền hiểu ra sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông đối với Nưu Hữu Đạo không lớn, hình như giao tình có hạn, nhưng quan hệ giữa nàng và Nưu Hữu Đạo hơi căng, không tiện trực tiếp đi tìm Nưu Hữu Đạo, tìm Thương Triều Tông là muốn tìm người đi nói chuyện giúp. Thật ra Thương Triều Tông cũng không suy nghĩ nhiều, không từ chối, dẫn nàng cùng đi gặp Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tính toán tu luyện trong lều vải, cả đám người còn chưa tới gần lều vải của Nưu Hữu Đạo viên cương không biết từ đâu xông ra, ngăn cản bọn hắn. Viên phương hơi không đủ sức cũng xông ra ngăn cản, cùng viên cương một trái một phải, giống như ông hanh ông cát. Viên cương đã bàn giao một phần trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của đạo gia cho gã ta, nếu đạo gia xảy ra chuyện ngươi cũng đừng mong sống tốt. Viên phương cũng biết trước mắt mình vẫn cần nhiều hữu đạo che chở, mặc kệ có tình nguyện hay không cũng chỉ có thể làm theo. Chúng tăng Nam Sơn Tử cũng lần lượt xông ra nhìn chằm chằm bên này, những người này dần dần đã mơ hồ tạo thành một đoàn thể nhỏ lấy Ngưu Hữu Đạo làm trung tâm từ khi nào không biết. Dưới sự khống chế hữu tâm im ắng của nhưu Hữu Đạo, những người này không chịu ước thúc của Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam, họ tụ lại bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Phượng Nhược Nam vừa nhìn thấy viên phương liền nghiến răng, có điều có chuyện cần làm nên phải chịu. Trước chướng thì hành động như vậy, trong chướng lại truyền đến giọng Ngưu Hữu Đạo, để bọn họ vào đi lúc này ngăn cản ngoài chướng mới cho vào cả nhóm lần lượt chen vào trong chướng như hữu đạo đang ngồi bên trong đứng dậy chắp tay chào bên thương triều tông nói ý định đến của phượng nhược nam như hữu đạo lại chú ý thấy lam như đình khẽ nháy mắt lắc đầu với hắn có vẻ bảo hắn không nên đồng ý thương thục thanh là người giỏi quan sát lập tức nhìn thấy phản ứng của lam như đình sau khi nghe xong ý đổ đến như hữu đạo thở dài giờ mới khâu lại vết thương thì hơi trễ rồi gương mặt phượng nhược nam căng ra cũng nói, nếu trước đó có gì đắc tội đều là lỗi của ta, đạo gia đừng để trong lòng. Ta ở đây xin bồi tội với đạo gia, hy vọng đạo gia có thể bỏ qua chuyện cũ dơ cao đánh khẽ. Ta cam đoàn chuyện trước kia sẽ bỏ qua, sau này sẽ không dây dưa gây chuyện nữa. Như hữu đạo đưa tay gái gái múi, biết nữ nhân này hiểu lầm, cười khổ nói, Vương Phi, sợ là người hiểu sai rồi, nếu lúc ấy kịp thời khâu vết thương còn được, kéo dài mấy ngày vết thương đã bắt đầu khép thịt, giờ lại khâu vết thương thì không thích hợp lắm. Phượng Nhược Nam liên tục khẩn cầu, kết quả vẫn vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Nghiêu hiểu đạo bất đắc dĩ, xem trường hình tượng tiểu nhân của mình đã đi sâu vào lòng nữ nhân này, vẫn hiểu lầm rồi. Cả đám lần lượt rời đi, còn lại Lam như đình tùm tỉm cười, Nghiêu hiểu đạo xích lại gần hỏi, Lam tiên sinh bảo ta đừng đồng ý là có ý gì. chương 119, huyện Thương lự 1, Lam như đình dáng vẻ lén lén lút lút, kề tai hắn nói nhỏ, Vương Phi đến giờ vẫn chưa cùng phòng với Vương gia, trước đó đạo gia có ý biến nhân mã của Phượng Lăng Ba thành nhân mã của Vương gia ta cũng hơi đồng ý. Vương Phi Thân là tướng lĩnh thống quân tất không muốn để tướng sĩ chịu khổ, nếu đạo gia có thể dùng phương pháp trị liệu tác hợp cho Vương Phi ở cùng Vương gia, có thể nói là thành toàn giúp họ. Hai người dù sao cũng đã là vợ chồng thật, còn có danh vợ chồng, với Vương Phi mà nói cũng không phải chuyện gì không thể tiếp nhận. Như hữu đạo bừng tỉnh đại ngộ, Nói đường hoàng như vậy không phải chỉ là muốn dùng biện pháp cứu chữa làm thủ đoạn để áp chế Phượng Nhược Nam ngủ chung với thương triều tông sao. Hắn phát hiện lão này đúng là âm hiểm liền trợn mắt nói, làm tiên sinh, ta không âm hiểm được như ông, không phải ta không đồng ý, câu nào ta nói cũng là sự thật, giờ không thích hợp để khẩu lại vết thương cho thương binh nữa. Làm như đình nghẹn lời im lặng, còn tưởng hắn thấy mình ra hiệu nên cố ý từ chối Phượng Nhược Nam. Cho dù không phải vậy nhưng ông cũng bực, sao lại nói mình âm hiểm, chủ ý này vốn do ai đưa ra chứ thuốc người cũng hạ rồi rốt cuộc là ai âm hiểm lam như đình vừa rời đi được một lát thương thục thanh lại tới hỏi do là lam tiên sinh không cho đạo gia chữa thương cho thủ hạ của tẩu tử cũng không phải không cho chữa thương lam tiên sinh muốn tác hợp cho vương gia và vương phi như hữu đạo nói rõ ý của lam như đình thương thục thanh dở khóc dở cười phát hiện những nam nhân này sao toàn tìm cách để làm mấy chuyện xấu vậy có điều chuyện này nàng cũng không tiện đưa ra đánh giá gì nàng trở lại vấn đề chính đạo gia thủ đoạn trị liệu này của ngươi rất có ích với những chiến sĩ chinh chiến xa trường không biết có tiện truyền lại cho chúng ta không như hữu đạo xem thường phất tay không có gì to tát cả muốn học tìm hầu tử phương diện chữa trị ngoại thương hắn lợi hại hơn ta ở thế giới này có rất nhiều thủ nghệ đều không thể truyền ra ngoài thương thục thanh còn lo lắng đối phương của mình mình quý không ngờ đối phương lại thoải mái đồng ý như vậy mừng rỡ như điên nói được thanh nhi thay mặt các tướng sĩ tạ ân trọng của đạo gia đối với các tướng sĩ trình chiến xa trường mà nói đây đúng là không phải việc nhỏ nhưng đối với nhiều hữu đạo mà nói đây chẳng đáng là chuyện gì hắn vui tươi hớn hở nói một chút chuyện nhỏ không cần cảm ơn đúng rồi việc này cô nên thương lượng với lam tiên sinh một chút ông ấy muốn mượn cái này để gài bẫy tàu tử cô đấy lại nói đến chuyện này thương thục thanh hơi ngượng có điều vẫn khẽ gật đầu đêm đó phượng nhược nam chú ý đến một chuyện có một con ngựa từ hướng huyện thương lư đến sau khi bị thủ vệ ngăn lại đối phương tự báo là người của thương triều tông. Sau khi bên thương triều tông xác nhận, không biết người kia mang đến tin tức gì. Tóm lại sau đó nhóm thương triều tông và lam như đình tiến vào lều vải, hình như đèn đuốc trong lều vải sáng cả đêm, không biết đang bí mật mưu đồ chuyện gì. Tình hình tương tự, chúng tăng nam sơn tử cũng chú ý thấy viên cương đã bố trí mấy tăng nhân này. Sau khi thu thập được tình hình cũng báo cho ngưu hữu đạo. Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường, đến giữa trưa cuối cùng đã đến đích, tiến vào cảnh nội huyện thương lưu huyện lệnh lưu lâm mậu huyện thừa phương minh chiếu dẫn nhân viên thuộc huyện nha cùng với những hương thân hơi có danh vọng địa phương sớm đã chạy tới địa giới nghênh đón sau khi gặp mặt đám người của huyện thương lưu khách khí hành lễ không nói thương triều tông ngồi trên lưng ngựa to cao vẫn không hề có ý định xuống ngựa sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm đám người sau khi đợi đám người thi lễ xong thương triều tông lạnh lùng nói các ngươi có biết tội chưa đám người sắc mặt tươi cười liền sững sờ đừng nói bọn hắn ngay cả đám phượng nhược nam nhiều Hữu Đạo cũng cảm thấy khó hiểu. Huyện lệnh Lư Lâm mậu mặt mày kinh ngạc chắp tay nói, không biết vương gia cứ gì lại nói như vậy. Thương Triều Tông, thân là mệnh quan triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, thân là hương thân bản địa lấn ruộng hiếp đáp nông dân, khi nam bá nữ, phải bị tội gì? Lư Lâm mậu nghiêm nghị nói, vương gia, cái này nhất định là có người vu hãm. Thương Triều Tông không rông dài với bọn hắn, phất tay ra hiệu, bắt tất cả lại. Một đám thân vệ nhảy xuống ngựa nhấn bọn huyện lệnh và huyện thừa ngã nhào xuống đất trói lại, tuy những người thuộc huyện nha có đeo đao nhưng đối mặt với những thân vệ như lang như hổ nào dám phản kháng, ngay cả những hương thân kia cũng bị bắt lại, tất cả đều bị ép ngoan ngoán quỳ trên mặt đất. Vừa đến đột nhiên đã làm thế này, có thể nói là dọa cho đám người đến đây nghinh tiếp sợ hết hồn. Mấy tiểu tu sĩ không biết của môn phái nào phụ trách thu thập linh thảo ở đây bị dọa cho tránh đi, vô cùng kinh ngạc nhìn màn này bên thương triều tông cũng không có ý định động đến bọn hắn bọn phượng nhược nam hơi kỳ quái thương triều tông quản việc này làm gì huyện thương lư mặc dù là đất phong của thương triều tông nhưng chỉ là đất phong thôi từ sau khi chư hầu vũ triều đại loạt các nước đều rút ra bài học cái gọi là đất phong hầu hết chỉ là quyền sở hữu trên danh nghĩa ở một mức độ nào đó thì được hưởng thuế phú ở đất phong quyền phân công quan viên đã trả lại cho triều đình thương triều tông cấp bậc có cao hơn những đoàn địa phương này nhưng cũng không có quyền quản hạt bọn hắn huyện lệnh lư lâm mậu giấy rụa hò hét nói, vương gia. Cho dù chúng thần có tội thì cũng phải là triều đình đến thẩm vấn kết tội, vương gia há có thể đi quá giới hạn. Thương triều tông hờ hững nói, đúng sai, bản vương tự sẽ báo cáo triều đình. Đất phong của bản vương há có thể để các ngươi gây họa, không giết không đủ để bình dân phẫn. Vung tay lên, chém, mấy thân vệ giơ tay lên chém xuống, vài tiếng kêu thảm, máu tươi bắn ra, đầu của mấy tên chủ quản huyện nha rơi xuống đất. Đám nha dịch và hương thân nằm mơ cũng không ngờ đến điều này, trạng diện đẫm máu như vậy dọa cho những người này mặt như màu đất, nơm nấp lo sợ. Sau đó đám thân hương bản địa phong quang chạy đến đều bị áp giải đi hết, thương triều tông để lại một nhóm nhân mã áp giải, còn lại theo hắn ta cấp tốc chạy tới huyện thành. Sau khi vào đến huyện hành, nhóm Phượng Nhược Nam và Ngưu Hữu Đạo mới hiểu ra thương triều tông muốn làm gì, cũng chẳng phải muốn trừ bảo an dân gì cả mà là muốn trực tiếp khống chế toàn bộ huyện Thương Lư, triệt để thanh trừ thế lực triều đình, căn bản không muốn làm từ từ mà trực tiếp sử dụng vũ lực cưỡng ép thanh tẩy, rõ ràng là muốn xây dựng quân đội riêng. Vừa đến huyện thành, thường triều tông lại có thêm hơn nghìn nhân mã, bộ hạ cũ của Ninh Vương được sắp xếp ẩn nấp ở đây đều chạy đến, phối hợp hành động với nhân mã hiện hữu gần như đã dò xét nhà toàn bộ quan viên huyện thành. Tuy là vừa mới đến nhưng có người bản địa dẫn đường, có danh sách trong tay, tình hình và lộ tuyến đều rất rõ ràng. Dĩ nhiên bên đám thương triều tông đã có sự chuẩn bị từ sớm, giết huyện lệnh và huyện thừa xong lập tức liền có một bộ máy có sẵn bổ sung vị trí còn thiếu. Trong huyện thành, mượn chút nhân thủ của Phượng Nhược Nam, nhân mã xuất kích bốn phía, chẳng những dò xét nhà những quan viên kia mà tất cả những cửa hàng có liên quan đến các quan viên và hương thân kia đều bị kê biên tài sản. Đồng thời mấy chục chi nhân mã lao tới các hương của huyện Thương Lư, kê biên nhà của vài hương thân, căn bản không cho những người kia cơ hội thở dốc, cũng không nói lý gì cả, tội danh sớm thăm dò trước trực tiếp chụp xuống, trực tiếp dùng vũ lực thanh tẩy chương 120, huyện Thương Lư 2. Sau mấy ngày, cả huyện Thương Lư xôn xao, đám huyện lệnh ngô phủ đến nhậm chức căn bản không thông qua sự cho phép của triều đình mà do Thương Triều Tông trực tiếp bổ nhiệm, Thương Triều Tông đến nơi này cũng không được triều đình bổ nhiệm. Quan viên mới nhậm chức có Thương Triều Tông làm chỗ dựa quyết đoán chỉnh đốn, nhanh chóng dán thông báo an dân, chia ruồng của những đại hộ nhân ra cho hương dân bách tính, hầu hết tài sản kê biên được lấy ra cứu tế nạn dân, dùng lương để thu thập vài thanh niên trai tráng tập luyện thủ hạ của Thương Triều Tông nhanh chóng tăng lên hơn ngàn nhân mã hiệp trợ, nhanh chóng giản xếp xong thế cục của huyện Thương Lư. Sau khi Bạch Diêu biết được ý đồ của Thương Triều Tông thì cũng chuẩn bị xin bên trên điều động vài tiểu tu sĩ Thiên Ngọc Môn đến để tiếp nhận chuyện thu thập linh thảo ở đây. Chính vụ cụ thể của huyện Thương Lư đã sắp xếp xong nhân thủ xử lý, sau khi lưu lại một bộ phận nhân mã lại, Thương Triều Tông liền dẫn nhân mã chủ lực ra khỏi thành. Rời huyện thành không xa, trong một ngọn núi hồ ứng lẫn nhau với huyện thành có một trang viên trước kia Ninh Vương đã xây dựng xong, dung nạp trên vạn người không thành vấn đề. Chủ yếu nhất là dễ thủ khó công có thể đảm bảo nhất định về phương diện an toàn. Trong huyện thành mỗi ngày đều có người ra ra vào vào phức tạp, cũng không thể nào phong thành được, hơn nữa đã xâm nhập vào nội địa quận Thanh Sơn, xét nguyên nhân trên nhiều phương diện nên phải di chuyển. Trên đường, thấy từng xe lương thảo xếp thành hàng dài, nhiều hữu đạo xích lại gần Lam Như Đình hỏi thăm, những lương thảo này đều lấy được từ tay những phú hộ kia sao? Lam Như Đình thở dài, trong tay bách tính nào có lương thực dư thừa, nhiều nhân mã như vậy lương thảo không thể chỉ ỷ vào bên quận Quảng Nghĩa vận chuyển tới, nếu vậy thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta chặt đứt cung cấp, chỉ có thể lấy từ tay những phú hộ giàu mà bất nhân, trước mắt thuế ruộng lấy được đủ để dùng một năm, chỉ cần huyện thương lưu trị vì tốt, thuế phú ổn định thì sau này cũng có thể xoay vòng được. Nghiêu hữu đạo chật chật nói, vẫn là các ngươi kiếm tiền nhanh. Làm như đình cười khổ, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, không thanh trừ thế lực triều đình chúng ta không thể triệt để khống chế nơi này, vậy thì sẽ không cách nào đặt chân, không có tiền, lương thì không có sức lực. Ai cũng cần phải ăn cơm mà, như hữu đạo, xem ra các ngươi là mưu đồ đã lâu. Làm như đình cũng chưa tới mức mưu đồ đã lâu, nếu không phải biện pháp thông gia của đạo gia thành công, chúng ta cũng không dám đi nước cờ này, đã có bắt đầu tốt, dĩ nhiên chúng ta cũng muốn ngưu đổ lâu dài. Ta cũng không dám đi nước cờ này, đã có là nội địa quận Thanh Sơn, ba mặt đều là địch, các ngươi đối kháng triều đình tự lập thế này sao sợ sao. Làm như đình, trên đường triều đình ra tay trước, bọn hắn đối lý, lấy đất một huyện coi như đòi một lời giải thích. Có Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba không bày tỏ phản đối làm chỗ dựa, triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quay đầu thoáng nhìn như hữu đạo giống như cười mà không phải cười biết đối phương nhìn ra gì đó, liền hạ thấp giọng nói đây không phải nơi nói chuyện để nói sau như hữu đạo nhìn xung quanh bọn phượng nhược nam và bạch diêu ở cách đó không xa có một vài việc thực sự không cần nói nhiều trang viên trên núi cũng không biết là do ninh vương xuất thân mang binh hay do sớm có dự mưu mà kiến trúc rõ ràng có công dụng quân sự mặc dù trông khá cũ nát có điều đã có người dọn dẹp sạch sẽ trước trực tiếp vào ở không thành vấn đề lương thảo tụ tập đúng chỗ nhân mã an trí xong sắc trời đã tối cả nhóm dùng xong cơm tối lam như đình chủ động giữ nghiêu hữu đạo lại mấy người đi tới một gian thạch thất dưới đất trên vách tường trong phòng có treo một tấm tranh lam như đình thương triều tông thương thục thanh cùng nhau tiến vào đứng thành một hàng cùng khom người với nghiêu hữu đạo và viên cương nghiêu hữu đạo và viên cương hai mặt nhìn nhau nghiêu hữu đạo cười khan nói ba vị cớ gì lại hành đại lễ thương triều tông vô cùng cảm khái nói chỉ bày tỏ lòng cảm tạ thôi cục diện trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta lúc trốn thoát khỏi kinh thành chính đạo gia người đã vì bản vương suốt mưu xuất lực mở ra cục diện này thật sự không thể cảm tạ hết nghiêu hữu đạo ha ha nói tâm ý ta nhận nhìn quanh thạch thất một chút nhưng có điều không cần cố ý chạy đến đây nói lời cảm tạ chứ lam như đình nói trước đó đạo gia tra hỏi dĩ nhiên là đã có hoài nghi chúng ta vì sao vội vàng động thủ như vậy kể ra là vì kế hoạch của đạo gia đã mở ra cục diện cho chúng ta đạo gia nói phượng lăng ba chỉ là một con dối người có tiếng nói thực sự là thiên ngọc môn chỉ cần vương gia có giá trị với Thiên Ngọc Môn thì cho dù 10 vạn nha tướng không tồn tại, Thiên Ngọc Môn cũng sẽ không vứt bỏ vương gia, đối với điều này chúng ta rất tán thành. Cũng chính vì vậy, chúng ta có mưu đồ mới, quay người đi đến cạnh địa đồ, tay gõ lên vị trí Quận Thanh Sơn trên địa đồ, cướp Quận Thanh Sơn, địa vị ngang với Phượng Lăng Ba, chỉ cần vương gia có thể thể hiện thực lực có thể có được đất đai một quận, Thiên Ngọc Môn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mỡ dâng đến miệng cũng sẽ không bỏ rơi vương gia, tất nhiên cũng sẽ ủng hộ vương gia như ủng hộ Phượng Lăng Ba. Cướp đoạt quận Thanh Sơn, nửa bên lông mày của Ngưu Hữu Đạo trao lại, mặc dù hắn không biết cách công thành chiếm đất bên này như thế nào, nhưng thủ đoạn của bên Thương Triều Tông đúng là càng ngày càng cấp tiến, vừa đến đã cưỡng chiếm huyện Thương Lư, bây giờ còn tuyên bố muốn trực tiếp nuốt quận Thanh Sơn, có hao ô vị đó là chuyện tốt nhưng cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ ăn bể bụng mất. Nhếch khóe miệng, cười nhạt nói cho dù là Phượng Lăng Ba cũng không dám tùy tiện nói lời như vậy. Vương gia mới mượn mấy ngàn nhân mã của Phượng Lăng Ba, bản tính cái này có phải đánh hơi lớn rồi không? Lam Như Đình nở nụ cười thần bí, lùi sang bên mấy bước, ngón tay chỉ về phía triệu quốc sát bên. Triệu quốc, Hoàng Thái Hậu Thương Ấu Lan là thân cô mẫu của Ninh Vương. Ồ, còn có việc này sao? Như Hữu đạo chật chật lên tiếng nói, Hoàng thân quốc thích thật đúng là đi đến đâu cũng đều là Hoàng thân quốc thích, công chúa Yến Quốc thành Thái Hậu Triệu quốc, hẳn trước kia đã đi hòa thân. Thương Triều Tông ở bên buông tiếng thở dài, một đoạn sỉ nhục thôi, năm đó tầng tổ vừa đăng cơ, thế cục có chút bất ổn, liền gả nhi đi hòa thân, năm đó chị e không ai có thể ngờ cuối cùng Vì cô nãi nãi kia sẽ trở thành hoàng hậu triệu quốc, bây giờ là hoàng thái hậu. Trên thực tế rất lâu trước khi vũ triều sụp rổ, thương thị đã gả không ít công chúa Trần An chư hầu, kể ra, hoàng tộc các quốc gia bây giờ dù ít hoặc nhiều đều dính chút huyết mạch thương gia. Thương Ấu Lan cũng không phải ngoại lệ, chỏ có điều những người khác không thể đi đến địa vị như nàng thôi. như hiểu đạo gật đầu, kiếp trước do yêu cầu của ngành nghề đó cũng được coi là một người khá thuộc lịch sử, tình huống tương tự có thể hiểu được. Chính vì tình huống tương tự cho nên hắn nghi ngờ nói, nếu nói thương ấu lan thiếu niên xuất giá sẽ nhớ thương cố quốc, ta tán thành. Nhưng thương ấu lan hôm nay đã là hoàng thái hậu cao quý của một nước, đương kim hoàng đế là con của bà ấy, chỉ e bà ấy sẽ cân nhắc đến giang sơn của nhi tử nhiều hơn, duy trì giang sơn tử tôn bà ấy, So với Yến Quốc mà nói, triệu quốc mới là mái nhà sống yên thân thật sự của bà bây giờ, nếu không e cũng đã không thể trở thành hoàng thái hậu triệu quốc như bây giờ. Bà ấy cũng không thể cho triệu quốc xuất binh giúp vương gia chứ. Lui một bước mà nói, triều đình Yến Quốc là nhà mẹ của bà, bà cũng không cần thiết vì vương gia mà đối nghịch với triều đình Yến Quốc chứ. mươi 121, phải đi, làm như đình khoát tay, đạo gia nói không sai. Thương Ấu Lan có địa vị cực cao ở Triệu Quốc dĩ nhiên sẽ không làm chuyện có hại đến lợi ích của Triệu Quốc, có điều quốc lực các nước đều sẽ có này lên kia xuống. Về sau khi Triệu Quốc yếu thế, Hoàng đế Triệu Quốc cũng chính là trưởng phu Thương Ấu Lan từng phái một nhi một nữ đến Yến Quốc làm con tin. Đôi nhi nữ này đều là con của Thương Ấu Lan, nhi tử bây giờ chính là Hoàng đế Triệu Quốc Hải Vô Cực, nữ nhi tên là Hải Như Nguyệt. Khi đó Hải Như Nguyệt tuổi không lớn lắm. Lúc họ làm con tin ở Yến Quốc có quan hệ giao hảo với Ninh Vương khi đó, ở kinh thành Yến Quốc rất được Ninh Vương chiếu cố. Sau khi Hải Như Nguyệt trở về triệu quốc vẫn luôn giữ liên lạc với Ninh Vương. Có điều nội bộ quốc gia có xây dựng quân đội riêng ít nhiều đều có. Tiêu Hoàng thích xứ Kim Châu triệu quốc chính là một trong số chư hầu đó. Lúc đó để trấn an Tiêu Hoàng, Hoàng đến triệu quốc đã gả Hải Như Nguyệt cho nhi tử yếu ớt nhiều bệnh tiêu biệt sơn kia của Tiêu Hoàng. Sau khi Tiêu Hoàng qua đời, dĩ nhiên Tiêu Biệt Sơn là người kế thừa phụ nghiệp. Đợi đến lúc hải vô cực đăng cơ thành hoàng đế nước triệu, một lòng ham mạnh, muốn ra tay với chư hầu cảnh nội triệu quốc. Tình thế tiêu biệt sơn nguy cấp, lúc này binh phong ninh vương đang thịnh, uy chấn thiên hạ, đối mặt với bức bách của huynh trưởng, hải như nguyệt có liên lạc với ninh vương, hy vọng ninh vương nể tình cũ mà giúp đỡ một phen. Yến quốc cũng không muốn nhìn thấy hải vô cực hoàn toàn khống chế triệu quốc, một triệu quốc thống nhất quyền lực uy hiếp quá lớn đến Yến quốc, thế là ninh vương thuận theo thỉnh cầu của hải như nguyệt áp cảnh với đại quân triệu quốc làm hải vô cực không thể không rút lực lượng về phòng ngự bởi vậy khiến vợ chồng tiêu biệt sơn hải như nguyệt thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn xoay tay lại chỉ chỉ kim châu đối diện quận thanh sơn như hữu đạo như có điều suy nghĩ nói vương gia có ý muốn mượn nhân mã kim châu lấy quận thanh sơn thương triều tông gật đầu năm đó hải như nguyệt thề sẽ báo đáp phụ vương phàm là thỉnh cầu đủ khả năng sẽ không chối từ chỗ ta có một bức huyết thư hải như nguyệt viết nếu nàng bội ước thì cũng phải phỏng đoán xem ta có công khai bức huyết thư có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến thanh danh của nàng không. Chỉ mong nàng có thể bày ra tư thái tiến công phối hợp với ta. Nàng cũng chẳng cần phải bỏ bao nhiêu sức, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt, chắc Triệu Quốc cũng sẽ không phản đối. Triệu Quốc sao lại không muốn nhìn thấy nội bộ Yến Quốc chia năm xẻ bảy? Chỉ cần binh phong của nàng tạo áp lực với Nam Châu, tất nhiên Nam Châu sẽ tập trung nhân mã ứng đối, đấy chính là cơ hội tốt đẹp để ta cướp quận Thanh Sơn. Chỉ cần ta cướp được quận Thanh Sơn, Hải Như Nguyệt lại bày ra trạng thái phối hợp, để yến quốc hiểu rõ, chỉ cần Triều Đình dám tiến đánh ta, Hải Như Nguyệt sẽ xuất binh tương trợ, Triều Đình dĩ nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Còn Thiên Ngọc Môn thấy ta có sức ảnh hưởng đối với bên Hải Như Nguyệt, chỉ cần ta có thể chiếm đóng được mảnh đất quận Thanh Sơn này, Thiên Ngọc Môn há có thể không ủng hộ ta. Như Hữu Đạo Hồ nghi nói, Hải Như Nguyệt có sức ảnh hưởng ở Kim Châu lớn như vậy sao? Lam Như Đình cười nói, chắc đạo gia có chỗ không biết. Tiêu Biệt Sơn ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, cũng không sống được quá lâu, đã chết 7, 8 năm trước. Tiêu Thiên trấn nhi tử Tiêu Biệt Sơn vẫn còn vị thành niên. Bây giờ thực quyền ở Kim Châu kỳ thực nằm trong tay Hải Như Nguyệt, bên Vương gia đã phái người bí mật liên hệ, chắc không bao lâu sẽ có câu trả lời chắc chắn. Như Hữu đạo hoài nghi, chẳng lẽ các người thật sự cho rằng một bức huyết thư chắc chắn có thể khiến Hải Như Nguyệt đồng ý hỗ trợ? Ta cảm thấy còn không bằng đòi một vài thứ thực tế gì đó thì tốt hơn, chẳng hạn tiền hay lương có lẽ nàng ấy sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Chỉ ít hắn khá nghi ngờ, trong thời kỳ loạn thế chiến quốc tranh hùng như thế này, người chết ta sống, giữa các nước với nhau bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ hẹn ước, đừng nói là huyết thư, cho dù là huyết minh cũng chưa chắc đáng tin. Làm như đình, thử một chút cũng không sao, nếu nàng thật sự không chịu phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ kế hoạch chiếm quận Thanh Sơn, như đạo gia nói, cầm huyết thư tìm nàng đổi ít tiền lương sẽ thực tế hơn. Nghiêu hiểu đạo và viên cương nhìn nhau, Đối phương có thể thổ lộ chuyện cơ mật với bọn hắn như vậy, cũng coi như thổ lộ tâm tình với bọn hắn. Nếu đối phương đã dự mưu mưu có kế hoạch, đây là chuyện tốt, như hiểu đạo cũng cảm thấy vui. Việc này như hiểu đạo cũng khá cảm khái, mặc kể kế hoạch của đối phương có thể thành hay không, thương chiều tông người ta có nghèo túng, nội tình xuất thân vẫn còn đó, vẫn có thể kiếm ra được con bài hải như nguyệt, người bình thường cho dù không xa suốt thì cũng khó có được tài nguyên như vậy. Bên Phượng Lăng Ba và Thiên Ngọc Môn E là sẽ thúc giục kiếm vật kia, phải ứng đối thật tốt để có thể kéo dài thời gian. Như Hữu Đạo vẫn nhắc nhở một tiếng, làm như Đình nói, sở dĩ Thiên Ngọc Môn ngầm cho phép chúng ta cưỡng chiếm huyện Thương Lư chính là vì chúng ta dùng cái cơ muốn hoàn toàn khống chế huyện Thương Lư mới dễ dàng tìm kiếm, để từ đó việc chỉnh đốn tối thiểu với huyện Thương Lư vẫn phải hoàn thành. Chỉnh đốn như vậy kéo dài khoảng 3 tháng hẳn là không thành vấn đề. Mặc kệ thế nào thì bên Kim Châu kia hẳn sẽ có kết quả rồi vị mưu sĩ này cũng không phải ăn chay, bẫy liên hoàn đã làm xong, như hiếu đạo phát hiện mình quá lo lắng rồi, sau khi hơi do dự một phen, hắn nói, vương ra, ta và hầu tử có thể phải rời đi một thời gian. Lời này vừa nói ra, ba người thương triều tông ngạc nhiên nhìn nhau, bên này vừa cởi trần nội tâm nói cho người bí mật này, người muốn đi. Thương triều tông xem ảnh một vội hỏi, bản vương có chỗ nào lãnh đạm sao? Nhiều hiểu đạo biết đối phương hiểu lầm ý mình, cho rằng mình muốn đi liền khoát tay nói, vương ra hiểu lầm, Ta có chút trạng thái trong việc tu hành, cần tìm một nơi tuyệt đối an toàn bế quan tu luyện, nơi này dù sao cũng đang chú đống trên thế lực khác, ít nhiều nguy hiểm với việc bế quan của ta. Thông báo với vương gia là mong bên vương gia tìm cơ hội thích hợp yểm hộ cho ta rời đi, tránh bị người ta để mắt tới. Hắn không hề nói ngoa, hắn sớm đã đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong, trên đường cũng cảm giác được, nội tức va chạm càng ngày càng lợi hại, đã đến lúc sắp đột phá trúc cơ kỳ hắn không dám luyện hóa pháp truyền hộ thân phù trong cơ thể là sợ mình không áp chế nổi nhất định phải tìm nơi an toàn bế quan chuyện này hắn cũng đã nói trước với viên cương rồi viên cương biết đây là chuyện lớn rất quan trọng với đạo gia nên dĩ nhiên muốn đi theo hộ pháp hắn đã nói như vậy mấy người còn có thể nói gì có điều ít nhiều vẫn hơi lo lắng vị này một đi không trở lại viên cương dễ nói bên này đều có thể nhận ra nghiêu hữu đạo là một người cực kỳ lý trí loại người này không dễ dàng bị chi phối một mực không chịu thổ lộ tâm tình với bên này. Mấy người sau khi giao lưu ở tầng hầm xong liền ai về nơi nấy. Không lâu sau thương thục thanh lại đích thân đưa một ấm trà đến tiểu viện nghiêu hữu đạo ở. Trong viện bày một chiếc bàn nhỏ, ba người cùng ngồi ngắm trăng, lúc thương thục thanh châm trà, hỏi một câu, đạo gia bên chúng tôi lựa chọn vài nhân thủ thích hợp, cái cách khâu vết thương cứu chữa kia, ngày mai có thể mời viên ra. Nghiêu hữu đạo tiện tay chỉ về phía viên cương bên cạnh, Dậy hay không là chuyện của hắn, đừng hỏi ta. Thương Thục Thanh lại thử dò xét nói, tẩu tử ta tương đối hứng thú với cái này, cũng muốn cử vài người đến học, thậm chí có thể sẽ tự mình đến học, không biết có tiện không. Nghiêu Hữu đạo lại chỉ chỉ ngón cái về phía viên cương, không liên quan đến ta, nói với hắn ấy. Rất lời bưng chén trà lên uống, chương 122, ở đâu chạy ra hàng hạng hai này, một.